Hào môn tranh đấu 1, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 1301, đại kết cục 41. Sau khi đường khả hình mát xa xong gương mặt làn da cùng thân thể, cô lập tức có cảm giác thân thể của mình nhẹ nhàng như được tưới thêm sức sống của tuyết liên hoa. Nơi đầu ngón tay tiếp xúc cảm nhận được da thịt trơn mềm như cánh hoa, thoang thoảng hương thơm cuốn hút mê người, khuôn mặt hồng nhuận như hoa anh đào, điểm thêm một chút phấn trang điểm, liền trở thành vẻ đẹp chim sa cá lặn cho dù trên người cô giờ phút này đang mặc váy ngủ nằm trên giường làn váy tơ tằm hoa mẫu đơn đường theo tinh tế cánh hoa yêu nhã nở rộ lại càng khiến cho thân thể kia thêm quyến rũ không thôi làn da non mềm cơ thể như đoá tuyết liên khiến người đối diện không rời được mắt đôi chân trắng nõn thon dài như ẩn như hiện lấp ló sau làn váy khiến người ta thèm muốn hơi thở như hương hoa gương mặt tựa nhẹ trên gối mềm đôi mắt mơ màng như được phủ xương chậm rãi nhìn về phía trước Audio điện tử võ tấn bền. Thợ trang điểm nhìn thời gian, lại nhìn về phía bộ dáng đường khả hình như vậy, đành phải tới mở cửa sổ, để cho gió nhẹ mang hơi lạnh thẩm thấu vào căn phòng, ôn nhu đánh thức cô dậy. Tịnh kỳ dẫn mọi người đứng ở ngoài cửa chờ, đột nhiên cảm thấy phía sau có chút khác thường, trong nháy mắt nghiêng mặt, đôi mắt sắc bén nhìn đến bóng dáng mở nhạt qua khe cửa đầu hạ, cô lập tức lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay, lắc mình đến nắm chặt vai người phía trước, quá to, ai nhìn thấy người trước mặt, cô có chút giật mình. Một làn gió nhẹ thổi qua, vần lấy như chiêu đùa rèm cửa màu tím sậm. Đường khả hình lập tức cảm giác thân thể một trận sảng khoái không thôi. Đôi mắt vẫn mơ mang rốt cục cũng sáng rõ, làn mi dài khẽ run rẩy. Tia sáng chiếu vào đôi mắt phản chiếu một bóng hình quen thuộc, như thực như mộng. Mà ở bên ngoài tấm bình phong, ánh mắt nóng bỏng của anh, dường như có thể xuyên thấu thế gian đốt cháy vạn vật. Lòng cô khẽ rung động, nhìn về phía thân ảnh tràn đầy mị lực bên ngoài, đôi mắt mơ màng lại pha thêm chút nghi hoặc. Trang hạo nhiên nuốt khan một cái nơi cổ họng, tấm bình phong mỏng manh làm sao có thể che giấu được bóng dáng lung linh của cô, sắc hồng của đóa hoa phản chiếu một loại ánh sáng mê hoặc, đôi mắt mông lung, đôi chân thon dài gợi cảm. Một trận nhẹ gió thổi tới, dường như mang theo hương hoa cuối thu khiến con người ta cảm thấy thật sảng khoái. Đường khả hình chậm rãi mở mắt, quần quanh trong không khí là một mùi hương thơm ngát nhìn lại thấy mình vẫn mặc áo ngủ tơ tầm mẫu đơn, nằm trên đệm giường màu tím sậm khiến cô chợt trở nên thanh tỉnh vài phần, khuôn mặt thất thần, nhìn về phía xung quanh tìm kiếm bóng dáng tịnh kỳ cùng thi ngữ, còn có lạp lạp và mọi người. Cô lập tức nhớ ra mình không phải đang ở nhà, vậy bóng dáng chân thực vừa rồi, chẳng lẽ là cô đang nằm mơ sao? Tịnh kỳ nhìn thấy đường khả hình mực váy ngủ tơ tằm mơ màng ngồi dậy, cô liền tươi cười tiến lên, cô tỉnh rồi sao? Một giấc này cô ngủ có ngon không? tôi cũng đã nói qua trà bách quả rất có tác dụng an thần nhìn cô là tôi biết rồi khẳng định là mơ một giấc mộng đẹp đúng không đến khuôn mặt cũng hồng rực như vậy a à, đường khả hình lập tức nuốt khan một cái nơi cổ họng lần nữa nhìn lại hoàn cảnh chung quanh trên mặt cô không khỏi bộc lộ một chút quái gì Tịnh không khỏi nghi hoặc hỏi tỉnh kỳ tôi tôi chỉ là đang ngủ sao không không có chuyện gì xảy ra chứ tịnh kỳ kỳ quái liếc nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói cô còn có thể có chuyện gì khác đường khả hinh chừng lớn hai mắt ý nghĩ kỳ quái vẫn không ngừng xoay chuyển trong đầu cô không khỏi nhớ tới cảnh trong mơ vừa rồi cũng không khỏi quá chân thực đi cô từ khi nào đã trở nên hồ đồ như vậy lại ngẩng đầu nhìn về phía tịnh kỳ hỏi đúng rồi tôi tôi trong lúc tôi đang ngủ tổng giám đốc trang có đến đây tìm tôi không cô vô cùng nghiêm túc nhìn về phía tịnh kỳ Tịnh Kỳ có chút mặc danh kỳ diệu, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Trang sao có thể đến đây được chứ?" Bà Chu đã dặn dò, tưởng Trang hai nhà bất kể là ai cũng không được gặp cô, càng không cần phải nói đến Tổng giám đốc Trang một nhân vật trọng yếu như vậy. Đường Khả Hinh có chút không thể tin tưởng được nhìn Tịnh Kỳ, nói kia, "Vậy, anh ấy hiện tại đang ở đâu?" Tịnh Kỳ nhìn ra sự lo lắng trong lời nói của Đường Khả Hinh, cô hơi nghiêng mặt ra vẻ suy nghĩ rồi mới mỉm cười nhìn cô nói, nghe nói ngài ấy đang cùng hai vị chủ tịch và phu nhân cùng nhau bàn bạc hôn lễ cho hai người, thậm chí ngài ấy còn đang rất hứng thú cùng tổng giám đốc tưởng chơi cờ, tổng giám đốc trang đã thắng được hai ván, vừa lúc ấy thì ngữ qua gặp phu nhân nên nhìn thấy, thấy cô có việc cần tìm tổng giám đốc trang sao? đường khả hình lập tức cảm thấy cả kinh, thân thể trong nháy mắt lạnh toát, đại não thanh tỉnh hơn phân nửa, đây bất quá là một một giấc mộng. Chương 1302, đại kết cục 42. Sảnh VIP, phòng nghỉ ngơi. Hơn 10 người làm quy củ hầu hạ ở bên người hai vị phu nhân cùng chủ tịch của tưởng trang hai nhà. Hai vị phu nhân vô cùng cao hứng nói chuyện, phải chuẩn bị rất nhiều lễ tiết cho lễ nạp thải cùng ngày, còn có ông ngoại trang Hạo Nhiên, thế nào cũng chuẩn bị những chân bảo hiếm có, thậm chí còn có hai vị thiên kim của công tước anh ngưỡng mộ Hạo Nhiên đã lâu, nay nghe nói anh tổ chức lễ cưới, cũng sẽ đích thân đến đây. Diệp Mạn Nghi lúc này ngồi ở trên ghế phượng tươi cười nhìn về phía người chị em tốt Ân Nguyệt Dung nói: "Bây giờ còn chưa có đến lúc làm lễ nạp thải, như thế nào mà đã cao hứng bừng bừng trò chuyện cưới xin rồi vậy?" "Lễ nạp thải này nhất định sẽ qua, đây cũng không phải việc gì khó khăn a." À. Ân Nguyệt Dung hài lòng tươi cười đắc ý. Bà vừa nói xong không hiểu sao lại cảm thấy ngực mình tê dần, cả người đau đớn như bị kim châm, đau đến khiến bà có chút hít thở không thông, thậm chí khiến bà phải kêu lên một tiếng thống khổ làm sao vậy diệp mạn nghi quan tâm nhìn về phía ân nguyệt dung hỏi không có việc gì không có việc gì ân nguyệt dung lại tươi cười hoan hỉ trả lời nếu muốn hôn lễ được tiến hành một cách thuận lợi trang tính vũ không khỏi liếc nhìn bàn cờ cổ màu tràm trên mặt bàn người nào đó nói thì phải áp chế tính cách của người nào đấy không thể để trong cả quá trình lại gây chuyện hồ nháo thấy người nào hay cái gì không nên thấy chiếu tướng trang hạo nhiên mặc sơ mi đen cùng quần tây ngồi trên ghế thái sư mà cha anh vẫn hay ngồi, dường như không có nghe thấy lời cảnh cáo của cha mình, trong tay vẫn đang cầm con xe, phịch một tiếng, chụp lấy trên đầu đối phương. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt ngẩng đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên không thể nhịn được nữa nói, đêm nay cậu bị cái gì kích thích vậy? Liên tiếp ba bàn đều ăn quân của tôi, có người chơi như cậu sao? Cậu có còn muốn chơi nữa không đấy? Trang hạo nhiên luôn chơi cờ theo cách phòng thủ hơn tiến công. Trong lúc chơi cờ luôn tự tin, thoải mái, cách đi xe, cách lý giải rất đặc biệt. Thế nhưng đêm nay anh hạ cờ vô cùng nhanh, độc, chuẩn, thậm chí nhanh đến nỗi không để cho đối phương kịp suy nghĩ chút nào, hoàn toàn phá hư phong cách của bác dịch trong quá khứ. Trang hạo nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi bật cười nói thế nào lại không chơi với anh. Bây giờ không phải là tôi với anh đang chơi rất vui sao. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt nhìn Trang Hạo Nhiên phẫn nộ nói, đầu cậu bị lừa đá à? có cần tôi dùng toàn lực tiếp đái cậu hay không? đêm nay làm sao lại điên thành như vậy? mỗi một bước đi đều không để lại lối thoát. cậu đã có can đảm như vậy thì nhìn xem làm sao mà tôi thu thập cậu một trận đây. ân nguyệt dung ngồi ở một bên, cầm lấy hộp gỗ mà dì lý đưa tới. bà vừa nhìn về phía tượng Phật quan âm mà vị phu nhân chủ tịch nào đó mang tặng, khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ đáng thương. đôi mắt trái phải xoay tròn nhìn đến tưởng thiên lỗi đang cùng trang hạo nhiên mắng mau xối xả bà lập tức nhìn con trai mắng, hạo nhiên. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không có việc gì thì đừng có gây sự với thiên lỗi. Con xem một chút thiên lỗi có bao nhiêu là thành thục ổn trọng. Còn con thì ngược lại, một chút tao nhã cũng không có, nếu còn tiếp tục như vậy thì đến bao giờ mẹ mới được ôm cháu đây? Lại là vấn đề này. Trang hạo nhiên lập tức cúi đầu trầm mặc phất tay chuẩn bị lại một ván cờ nữa, trên khuôn mặt là vẻ không chút nào để ý con còn bày ra cái vẻ mặt ứng phó này cho ai xem hả? Đợi một lát thương lượng xong chính sự, con đến bệnh viện với mẹ một chuyến. Ân Nguyệt Dung trực tiếp đặt tượng tống tử quan âm xuống bàn, tức giận nói. Trang hạo nhiên có chút kỳ quái nhìn mẹ mình, cũng đã quên mất những lời mẹ anh khóc suốt mướt đêm đó nói, nghi ngờ hỏi đưa mẹ đến bệnh viện làm gì. Mẹ có chỗ nào không thoải mái sao? Mọi người cùng nhau nhìn về phía ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung lại tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên quát, "Cùng anh đi gặp bác sĩ a. Nhìn xem chỗ đó của anh rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Nếu như không phải như vậy, thì vì sao đến bây giờ Khả Hinh vẫn không có tin gì? Vấn đề nhất định là ở trên người của anh. Mẹ đã hẹn bác sĩ Lưu, đợi một lát chúng ta liền đi khám. Nếu như anh dám chạy trốn, mẹ lập tức sẽ chết trước mặt anh." Phốc, đám người làm bên cạnh không nhịn được cười lộ lên tưởng thiên lỗi cười đến vô cùng đắc ý trang hạo nhiên trước lường tưởng thiên lỗi một cái lại như phát điên nhìn về phía mẫu thân đại nhân nhà mình mẹ con cũng đã nói con không có vấn đề gì con rất tốt mẹ đừng có như vậy nữa được không là cây thì đều phải kết quả còn phải nói đến một mình anh sao ân nguyệt dung quả thực nghĩ đến ôm cháu đích tôn mà hai mắt liền phát sáng nhanh chóng nhìn về phía con trai nói anh đêm nay nhất định phải đến bệnh viện cùng mẹ Mẹ muốn bác sĩ Lưu làm cho anh một cái kiểm tra tỉ mỉ nhất. Thật là mất hết mặt mũi của mẹ anh mà. Phốc, mọi người lại nhịn không được nghiêng mặt cười trộm. Trang Hạo Nhiên cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi đang một bộ dáng muốn bỏ đá xuống giếng, anh lập tức nheo mắt lại, không hề khách khí với người này nói, anh cười cái gì mà cười. Cũng bởi vì anh như vậy, cho nên đến bây giờ cái sao sao của anh vẫn không có bạn gái. Nếu như đi làm kiểm tra tôi cũng muốn dẫn theo cái đó đi cùng nhìn xem nó rốt cuộc là có vấn đề gì hay không, không chừng liền bởi vì nguyên nhân kia mới khiến nó trở lên như vậy sao. Đem nó cắt đi, dù sao làm đàn ông cũng vô dụng. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi lập tức bị một trận hỏa dục công tâm, chỉ thẳng vào mặt trang hạo nhiên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói, tôi sống đến từng này tuổi cũng chưa từng gặp qua ai không biết xấu hổ như cậu. Bà xã cậu không sinh được đứa nhỏ, cậu lại tìm nguyên nhân ở trên người người ta. Trang Hạo Nhiên trực tiếp mở to mắt, nói: "Tìm nguyên nhân ở trên người ai cơ? Dù sao thì ở trên người anh tôi cũng tìm không ra nguyên nhân." Tưởng Thiên Lỗi có một loại xúc động muốn hất hết cả bàn cờ này vào mặt người vô sỉ nào đó. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đứng lên, né tránh những quân cờ bay tới tấp đến, trực tiếp ôm âu phục trắng co chân bỏ chạy. Thằng con bất hiếu, anh quay lại đây cho tôi." Ân Nguyệt Dung chỉ vào cái bóng con trai quát. Cửa, phịch một tiếng bị đóng lại. Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng mặc vào âu phục màu trắng, vừa chạy ra ngoài trốn, trong lúc đó lại va phải lãnh mặc hàn. Má trái anh vốn đã đau lại bị Trang Hạo Nhiên va phải, lúc này lại càng không nói lên lời. Ai, Lâm Sở Nhai cùng Tào Anh Kiệt, còn có tiêu đồng cất bước đi ra khỏi thang máy, nhìn về phía lãnh mặc hàn đang che má trái, bộ dáng nhăn nhó khó chịu kia thật khiến người ta cảm thấy buồn cười, liền hỏi đây là có chuyện gì xảy ra a? À? Mặt cậu như thế nào rồi? Lãnh mặc hàn không nói lời nào, chỉ là ôm má trái, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái, không nói lên lời. Bị người ta đánh, Tào Anh Kiệt nhìn về phía anh nhịn xuống ý cười, nói thẳng, hiện tại trừ điệp y có thể đánh ngang tay với cậu thì còn ai có thể làm cho cậu trở thành thế này đây? Được rồi, lắm chuyện, lãnh mặc hàn tay vừa che mặt xoa xoa, vừa đau đớn nói thế nào không thấy lạc hoành. Đã hẹn nhau uống rượu rồi mà, lâm sở nhai cùng tào anh kiệt cũng có chút kỳ quái nói đúng vậy thế nào không thấy cậu ta cậu ta lại thối giữa ở đâu rồi thật không còn gì để nói với nhóm người này rồi an an lúc này một tay cầm văn kiện từ phòng vip đi ra liền nghe thấy lời này cô không khỏi mở to mắt nhìn mọi người nói ai mọi người thật không biết sao phó tổng Tô bị điệp y treo ngược ở tòa nhà trăm tầng đã ba giờ đồng hồ rồi đó a à, tiêu đồng nghe thấy lời này lập tức đau lòng khiếp sợ nhìn về phía an an nói vì sao a à? trang hạo nhiên cũng khiếp sợ nhìn về phía an an nói cô nói cái gì cô nói lạc hoành bị điệp y treo ngược đến bây giờ còn chưa có thả ra sao lão đại là anh bảo điệp y làm sao tiêu đồng nhìn về phía trang hạo nhiên dậm chân tức giận nói đúng vậy tên cầm thú kia bắt nạt cô còn khiến cô khóc đến đau lòng như vậy trang hạo nhiên vội vã nói tôi lúc nào thì nói anh ấy bắt nạt tôi. Tiêu đồng trực tiếp đánh vào lồng ngực Trang Hạo Nhiên, dậm chân sốt ruột đau lòng khóc nói, anh nhanh chút thả anh ấy xuống. Bị treo ngược cũng gần 3 tiếng đồng hồ rồi, nhanh lên một chút a. À. Được, 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 tôi lập tức cho người lôi cậu ta xuống. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, nhanh chóng bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất. Sóng biển dữ dội sông thẳng vào núi đá, tạo lên từng đợt âm thanh ồn ào. Từng cơn gió mạnh như quất thẳng vào mặt, Kéo theo mưa tới, mưa xối xả không ngừng. Cứu mạng A, cứu mạng A, từng đợt thanh âm kêu cứu đáng thương đến tuyệt vọng vang lên hòa vào trong không gian rất nhanh liền bị gió cuốn đi. Điệp Y lấy tư thế oai hùng đón gió đứng ở trên sân thượng, tay nắm chặt đầu dây thừng, nhìn về phía người nào đó đang bị cột vào cột thu lôi. Đôi mắt khẽ lóe lên, lại trong nháy mắt xoay người, khiến cho thân thể anh lên cao hơn chút nữa. Ôi, 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 Điệp Y chúng ta có lời nào từ từ nói được không? tôi thật không có bắt nạt tiêu đồng mà. cô dơ cao đánh khẽ, trước thả tôi xuống, để tôi từ từ giải thích cho cô hiểu. cả người tô lạc hoành bị trói vào cuộc thu lôi, nếu như là mùa hè, anh đã sớm bị xét đánh cho nhiều tử rồi. khuôn mặt nhân thành một đoàn, anh ô ô ô khóc lớn, kêu to cứu mạng a, à, ai tới cứu tôi với? ô ô ô ô ô, tôi rốt cuộc là phạm lỗi gì a? À? mẹ tôi có thể giải thích cho tôi không? cửa Phịch một tiếng bị đẩy ra. Tiêu Đồng đi trước một bước lao thẳng ra khỏi cửa lớn, mặc cho mưa to gió lớn quất vào người, nhìn thấy Tô Lạc Hoành một thân sơ mi đen cùng quần tây, cả người bị treo ngược vào cột bị gió thổi cho trái phải lung lay không ngừng. Cô đau lòng kinh ngạc thở dốc, tức giận kêu lên, "Điệp Y, mau thả anh ấy xuống." Đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Trang Hạo Nhiên cùng Lâm Sở Nhai trong khoảnh khắc cũng nhanh chóng leo lên tầng thượng, anh cũng kinh ngạc không thôi nhìn thấy tô lạc hoành bị treo ngược ở trên cổ thu lôi, một bộ dáng chết đi sống lại, lập tức cao giọng phân phó, điệp y. Mau thả lạc hoành xuống, mau. Điệp y nghe thấy tiếng trang hạo nhiên, trong nháy mắt liền phi một cây dao nhỏ qua, siêu một tiếng. Tô lạc hoành trừng mắt, vừa kêu một tiếng, đừng. Con dao nhỏ kia đã vượt một tiếng cắt đứt dây thừng, cả người anh liền giống như chó chết, phịch một tiếng, đập thẳng xuống mặt đất, lăn một vòng trên sân, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, anh đau đến chừng lớn hai mắt, cuối cùng nước nở thành câu, mẹ ơi, cái eo của con. chương 1303, đại kết cục 43. Lạc Hoành, tiêu đồng nghinh đón mưa gió chạy tới, nửa quỳ ở trước mặt tô Lạc Hoành, nhìn về phía anh xác thực lần này ngã đau, lập tức đau lòng nâng thân thể anh dậy. Vừa khẩn trương quan tâm săn sóc nói cẩn thận một chút, thế nào ngã đau như vậy. Tô Lạc Hoành lại đau đến một trận gần như muốn chết, mạnh tay chống bên hông, thân thể dựa vào trên người tiêu đồng, ôi ôi kêu đau chết lão tử lần này eo thật không còn nữa tiêu đồng nghe lời này lập tức nghiêng mặt liếc mắt nhìn tô lạc hoành một cái lại đau lòng kéo thân thể anh đi xuống tầng lâm sở nhai cùng tào anh kiệt làm bộ quan tâm bổ nhào tới cũng muốn nâng một chút tránh ra tô lạc hoành một phen đem lâm sở nhai đẩy ra lại một trận đau đến chết đi sống lại theo tiêu đồng cùng nhau đi xuống lầu dưới ai tiêu đồng cô phải cẩn thận đỡ lạc hoành về nhà a cậu ta lần này xác thực ngã nặng. trang hạo nhiên đứng ở trên tầng cao, nhìn về phía bóng lưng tiêu đồng cũng hết sức khẩn trương quan tâm bồi thêm một câu. nhìn cô quan tâm dìu tô lạc hoành đi vào bên trong thang máy như vậy, hai tròng mắt anh lóe lên tia sáng, mặt hơi bộc lộ một điểm biểu tình tự tiếu phi tiếu. lâm sở nhai trong nháy mắt xoay người, mắt trừng to nhìn về phía mấy người trước mặt nói, mẹ a, à. điệp y thật đem người treo ngược lên a, à. vạn nhất thực sự là mùa hè bị xét đánh chết thì làm sao bây giờ? Diễn kịch cũng không cần diễn thật như thế đi. Tào Anh Kiệt lại trực tiếp một bộ dáng thật thật kinh kinh, thập phần thần bí hạ giọng nói, đương nhiên cần phải diễn thật. Không ăn một chút vị đắng, thì làm sao có thể tìm được lão bà A? Cậu xem một chút đi thời gian khi Lạc Hoành vừa ngã xuống, ánh mắt đau lòng kia của tiêu đồng A. Đặc biệt hợp với diễn xuất của Mạc Hàn và Điệp Y, thật con mẹ nó thiên y vô phùng. Lãnh mặc hàn lạnh lùng bung dù nhìn về phía hai người này, nói thẳng tôi diễn suốt cái gì. Tôi không có gạt người, tôi đúng là không nhìn tới lạc hoành, phối hợp một chút nói ra mà thôi, lừa tiêu đồng chính là các cậu. Cậu giết người nhiều như vậy, cho rằng chết có thể lên thiên đường sao. Nhanh như vậy đã cùng chúng ta phân rõ quan hệ, Tào Anh Kiệt chỉ vào lãnh mặc hàn thẳng nói. Người nhiều như vậy, lợi hại nhất chính là lão đại. Lúc này Lâm Sở Nhai mới thật bội phục nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, kìm lòng không được bật cười nói, diễn xuất của lão đại quả thực chính là lô hỏa thuần thanh a. Vốn tính toán đem Lạc Hoành treo ngược ở bên ngoài nóc nhà, có thể tưởng tượng nghĩ còn là sợ tai nạn chết người, đã nhanh chóng bảo người đem cột thu lôi cấp chen vào đi. Kỹ sư quản lý hỏi bây giờ là cuối thu đầu mùa đông, trang cột thu lôi làm cái gì? Phốc, mấy người cùng nhau đắc ý cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên trên mặt cũng không khỏi bộc lộ tiểu ý nhưng vẫn là chứng chạc đàng hoàng nhìn về phía này mấy người này, nói, được rồi, tôi chính tâm điểm chính, đây chính là liên quan đến hạnh phúc của tiêu đồng, tôi là rất nghiêm túc giải quyết vấn đề được không? Lão đại, làm sao anh biết lạc hoành thích tiêu đồng? Lâm sở nhai kỳ quái nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi, tiểu tử này giấu kỹ như vậy, không phải huynh đệ a Cậu ta sao có thể thích tiêu đồng, chúng ta một điểm cảm giác cũng không có. Trang hạo nhiên nghe lời này, không lên tiếng, mặt lại bộc lộ thần tình nghiêm túc, nhìn về phía trước hồi tưởng lại hôm qua ở Thúy Trúc Hiên, lúc chuẩn bị từ phòng ăn trí tôn đi về phía Lưu Hoa Uyển, đột nhiên nghe thấy một trận thanh âm nức nức nở nở, anh lập tức cảm thấy thật kỳ quái, liền hơi xoay người, theo tiếng khóc từ từ đi tới một con đường nhỏ, ai biết nhìn thấy có một bóng lưng màu đen, đang ngồi xổm dưới mái đình, đối mưa rơi cùng cây chuối tây khóc rất đáng thương, cảm nhận được mùi rượu dày đặc bay tới. Đoán chừng là sai, anh lập tức cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, liền cất bước đi qua, hơi nghiêng mặt nhìn người này, lại là tô lạc hoành đang ngồi xổm dưới mái hiên, men say chính nồng, lại khóc rất đáng thương. anh liền kinh ngạc nhíu mày, kỳ quái kêu lên, ai? một mình đại nam nhân cậu ngồi sổm ở đây khóc cái gì a? À? hôm nay tô lạc hoành có rất nhiều tâm sự, nhìn lão đại gia tù, không khỏi uống thêm mấy chén, lại lập tức một trận cảm xúc, chạy đến dưới mái đình này, một phen nước mắt một phen nước mũi chảy xuống. ai? cậu nói chuyện a? À? đừng để tôi khẩn trương, thu thập cậu A. À. Trang hạo nhiên đưa chân hướng trên mông của Tô Lạc Hoành đạp một cước, hỏi lại. Ô, ô ô ô ô, Tô Lạc Hoành nghe lời này của lão đại, mùi rượu lại sông lên, rốt cuộc thập phần thương tâm khổ sở nói, tôi thích tiêu đồng, đã thích cô lâu rồi. Trang hạo nhiên một trận thất thần nhìn người này, dừng lại một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại nói, cậu thích liền theo đuổi A. À. Cậu trốn ở chỗ này khóc cái gì A. À? Ô, ô ô ô ô, Tô Lạc Hoành cảm giác say khó tỉnh, lại khóc một trận như muốn chết, mới thương tâm khổ sở nói, thế nhưng anh nói, thỏ không có thể ăn cỏ gần hang, nên tôi vẫn không dám động thủ. Trang Hạo Nhiên lập tức mở to mắt, không nói gì nhìn về phía người này, nguyên lai like người gần gũi bên cạnh mình nhất, người luôn trung thành bên cạnh mình, còn là thân ái Lạc Hoành a, mấy huynh đệ bao gồm cả chính bản thân mình, đều đem cỏ gần hang ăn hết, chỉ có người này còn sống trong mộng, hết lòng tuân thủ lời hứa hẹn kia, so với cậu ta, bao gồm chính mình và đám người Lâm Sở nhai mới hẳn là muốn đi chết ha. Nghĩ tới đây, anh liền nhịn không được lại đưa chân, hướng mông người nọ đạp thẳng, trực tiếp đạp cậu ta vào trong làn mưa, mới hung hăng nói, đồ vô dụng. Mưa vẫn như cũ rầm rập rơi xuống đất. Chẳng trách, tao anh Kiệt lập tức cảm giác mình bị lừa, anh lập tức mở to mắt, thật đau lòng nhìn về phía lão đại, nói, lúc đó còn nói chuyện bò lên trên nóc nhà mở loại khóa nguy hiểm, cậu ta trốn còn không kịp, thế nào lần này so với thỏ còn chạy nhanh hơn giống như thằn lằn tứ chi lủi đi lên tôi lúc đó còn tưởng rằng cậu ta có gen biến dị nguyên lai like sớm chuẩn bị ngã xuống đem mình eo cấp lộng đoạn mẹ nó làm hại lão tử lúc đó một phen cảm động còn tưởng rằng cậu ta làm tất cả đều là vì tôi phốc đám người lâm sở nhai nhịn không được cười rộ lên trang hạo nhiên cũng không khỏi bật cười nhớ tôi bóng dáng đau đớn kia của tô lạc hoành hai tròng mắt anh lóe lên tia sáng hơi trầm tư một chút lập tức cảm nhận được trận mưa to gió lớn này, mới nói thẳng, được rồi được rồi, mưa to gió lớn như thế này, ở đây trò chuyện cái gì nữa. Đều đi thôi. Nói cho hết lời, mọi người liền cũng trầm mặc xoay người rời đi. Lâm sở nhai ở lúc xoay người, mở to mắt nhìn lãnh mặc hàn phẳng tựa má trái như bị thương, liền trực tiếp nói tôi nói. Cậu trang hóa thật không tệ a à, cư nhiên thoạt nhìn giống là thật. Thực sự, Lâm sở nhai nhìn về phía lãnh mặc hàn lập tức không khỏi cười rộ lên, nghĩ thân thủ nhéo nhéo, nhìn có hay không dụng màu sắc, vừa niết vừa nói, vừa cùng một chỗ, người đánh thắng được cậu không phải là Điệp Y và Lạc Hoành, cậu đây là có chuyện gì? Lãnh mặc hàn tình không khỏi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, nhớ tới vừa cùng đi đến hội quán spa, lão đại nhìn lén đường khả hình, bị tình kỳ phát hiện, theo một cánh cửa khác xông tới, hướng vị trí má trái của mình, nặng đánh một quyền, lúc đó chính mình còn không kịp đánh trả, Thiếu chút nữa ngất đi. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn người đáng thương này. Đúng rồi, lão đại, Lâm Sở nhai này mới phát hiện vấn đề, lập tức xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên hỏi, chúng ta sau khi họp xong, không phải còn có cái hội nghị nhỏ sao? Anh khi đó đã đi đâu? Trang Hạo Nhiên hơi ho khan một tiếng, lúc này mới trực tiếp cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, được rồi, lúc này là lúc nào, còn nói chuyện buồn chán này làm gì? Đi một chút đi anh nói cho hết lời nhanh chóng bước cất bước đi về phía trước điệp y nghe lời này tức khắc nhanh chóng thu hồi dây thừng quyển thành một đoàn cũng theo bóng dáng đẹp trai của trang hạo nhiên đi về phía trước cô phải mất một lúc lâu mới hiểu rõ trang hạo nhiên cùng mình giải thích cái gọi là diễn kịch cũng không phải là thực sự muốn động thủ nhưng muốn động thủ thực sự ánh mắt phải ngoan độc phải lợi hại phải rất thật đao pháp muốn trở tay không kịp cô nghe lời này liền lập tức hiểu gật gật đầu nói hiểu liền hiểu rõ ý tứ. Đừng giết chết là được. Ôi, ôi, Tô Lạc Hoành được tiêu đồng nâng thân thể xác thực rơi đau thắt lưng, loạn trọng bước đi ra khỏi thang máy, trực tiếp đi về phía bên ngoài đại sảnh. Tất cả nhân viên phục vụ trước sân khấu, mặt đều bộc lộ nghi hoặc, nhìn về phía bộ dáng đau đớn kia của Tô Lạc Hoành, nghĩ anh bị làm sao vậy? Tiêu đồng quả thật có điểm ấy náy, nâng Tô Lạc Hoành cất bước đi về phía trước, nhưng mặt nhìn về phía bộ dáng thống khổ kia, nhớ tới chính mình mỗi lần có chuyện gì anh luôn luôn là người đầu tiên xuất hiện ở trước mặt của mình nhớ tới thời gian thất tình lần thứ ba hình như anh một chút khí lực cũng không có làm bạn ở bên trong quầy rượu hai mắt rừng ở ca sĩ hát giọng mỹ trên mặt bộc lộ thần tình bất đắc dĩ bi thương chậm rãi làm bạn ở bên cạnh mình nói nếu như thực sự không được nhìn cô thương tâm khổ sở như vậy tôi và cô cùng một chỗ thế nào tôi nhất định sẽ hảo hảo thương cô thời gian khi đó chính mình say rượu khó chịu vươn hai tay ôm lấy mặt anh, thương tâm khổ sở nói, dù cho người toàn thế giới chết sạch, tôi cũng sẽ không cùng một chỗ với anh. Nói cho hết lời, cô hình như ngất đi, thời gian dường như cũng say, lại kỳ thực ai cũng nghe không được cô nằm bò trên mặt bàn, câu nói sau cùng là, nếu như tôi và anh cùng một chỗ, vạn nhất chúng ta lại chia tay thì làm sao bây giờ? Tôi có thể mất đi bọn họ, nhưng tôi không muốn mất đi anh. Đúng vậy, ai cũng nghe không được những lời này, bao gồm cái nam tử kia hai tròng mắt anh lóe ra tia sáng thất vọng, tay lập tức cầm chai bia, một hơi đem uống cạn. Hai tròng mắt tiêu đồng lóe lên ánh lệ, lúc nâng tô lạc hoành đi về phía trước, nhớ tới chuyện cũ này, hai tròng mắt cô nhanh chóng nặng chát, hít mũi một cái, nhìn xe chuyên dụng của khách sạn chậm rãi lái tới, cô liền đem người này nhẹ nhàng đỡ tới trước cửa xe, mới đau lòng mềm mại chậm thanh nói anh lên xe đi, tôi đã gọi cho thư ký của anh chạy tới hầu hạ anh. Đầu tiên tới bệnh viện xem qua một chút, bộ dáng tô lạc hoành đau đến muốn chết đi sống lại nghe thấy lời này của tiêu đồng anh lập tức thẳng eo mở to mắt nhìn về phía cô kêu lên a à, cô không đi cùng tôi sao tiêu đồng nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía người này nói thẳng tôi không thể đi cùng anh tô lạc hành tâm phanh tê dần hai tròng mắt lóe ra tia đau đớn nhìn về phía người trước mặt lúc này mưa to bay tán loạn lại vô luận bay như lung tung như thế nào lại cũng phát không được trên người hai người này kỳ thực luyến ái giữa hai người a à hai người cùng nhau đi giữa sông tố, mới là hạnh phúc nhất, chỉ có khó đi, mới có thể làm cho ý chí càng kiên quyết. chương 1304, Đại kết cục 414 Mưa to, rơi nộp độc xuống đất. Toàn bộ khách sạn Á Châu lập tức rơi vào đêm mưa mù mịt, dường như bụi chuối Tây cũng đã bị nước mưa làm tan rã có một thân ảnh màu đen đang uyển chuyển hướng về con đường phía trước đi đến, không biết cậu ta muốn đi nơi nào. Mấy người lâm sở nhai cùng lãnh mặc hàn nhau nhau che dù, Toàn bộ mọi người trầm mặc nhìn về phía bóng lưng của cậu ta, đều nói không nên lời. Tào Anh Kiệt nhìn thân ảnh thương tâm khổ sở kia của Tô Lạc Hành, anh thực sự không nhịn được, quay đầu nhìn về phía hai huynh đệ, đau lòng nói, rốt cuộc Tiêu Đồng nghĩ như thế nào? Là thật không thích đúng không? Kỳ thực mấy người chúng ta, kể cả Lạc Hoành và Tiêu Đồng đi được tới ngày hôm nay, bọn họ là thật huynh đệ đi. Tôi không thể nhìn Lạc Hoành như vậy, tôi khó chịu muốn chết. Lâm Sở Nhai cũng trầm sắc mặt nhìn về phía tấm lưng kia của Tô Lạc Hoành, chậm thanh nói con đường tình yêu này rất khó đi. Có phải hay không tiêu đồng cũng giống như nhã tuệ, đối với các cậu không có lòng tin. Tào Anh Kiệt hỏi. Lâm sở nhai trực tiếp nhìn về phía Tào Anh Kiệt, nói thẳng tiêu đồng không phải nhã tuệ, cô ấy quen biết chúng ta đã hơn 10 năm, đối với tất cả chúng ta đều hiểu rõ, không có cái gọi là không có cảm giác an toàn. Khẳng định có những ý nghĩ khác, thử nghĩ lại đi. Lãnh Mặc Hàn thì nhàn nhạt nhìn về phía tấm lưng của Tô Lạc Hoành, anh thở hổn hển một hơi. Mưa vẫn mạnh mẽ rơi xuống. Tô Lạc Hoành đi trong màn mưa rất lâu không có mục đích, cuối cùng khổ sở thất lạc đi vào tầng 12 của quán bar, khuôn mặt ướt lịch nhìn về phía quán bar mở tối, vẫn như cũng không ít khách nhân đầy hứa hẹn, thiếu nữ quần áo gợi cảm, tựa ở trong ngực của nam nhân, vừa nói vừa cười, mà giữa vũ trường có một ca sĩ người Mỹ đang đứng đang hát bài Imagine Me Without You ca sĩ là tổ hợp gợi cảm, các cô đội bộ tóc vàng quý tộc, dùng giọng hát độc chế đối microphone hát The Day I Went Away, We You Under Cody Ngày đó em rời đi, anh muốn biết, đây là không có khả năng. Thời gian khi anh mơ thấy em, trong mộng của em có khi nào cũng mơ thấy anh không, có người nói anh điên cuồng, nói anh mù quáng, đã lâu như vậy anh vẫn yêu thương đau xót một nữ hài thực sự là quá ngốc. Em có giống như anh yêu em không? Đúng vậy, em biết anh thực sự thực sự yêu em, hi. Có cần anh nói rằng, ngày đó em rời đi, anh có bao nhiêu cô độc, với anh mà nói, em chính là duy nhất, chuyện này rất đau xót, nhưng rất chân thực, từ ngày đó anh vẫn đang khóc, anh vẫn nhớ ngày đó. Chủ nhật ngày 22 tháng 9 lúc 9 giờ 25 phút. Tô Lạc Hoành cứ nhàn nhạt nghe bài hát này như vậy, mặt bộc lộ bộ dáng khổ sở thất lạc, hai tròng mắt thậm chí lóe ra mấy phần lệ quang, chậm rãi ngồi ở trên quầy ba, tay cầm một chai rượu, giống như quá khứ vậy, buồn khổ ngửa mặt đem chai rượu kia dốc vào trong miệng để cho vị cay đắng xông thẳng vào trái tim, có thể hay không nhìn thấy cảm giác băng lãnh đau đớn kia. Bình rượu trong nháy mắt nặng nện ở trước quầy bar. Anh nghe dài điệu êm tai của bài hát kia, nội tâm lại từng đợt đau đớn, không hiểu phất tay gọi tới nhân viên phục vụ chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hi, có một giọng nam khẩu âm thập phần dày đặc tiếng Mỹ chợt vang lên. Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ biểu tình nghi hoặc. Quay đầu lại nhìn về phía nam nhân trung niên người Mỹ trước mặt, anh cảm thấy quen mặt, nhất thời lại say rượu lên nhớ không nổi, nhưng vẫn là bộc lộ tươi cười, đáp nhẹ, "Hi." "Bạn gái của cậu không có ở đây sao?" Nam nhân người Mỹ nhìn về phía Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ nghi biểu tình nghi hoặc, nhìn về phía anh mỉm cười nói, "Tôi nhớ cậu và bạn gái của cậu rất thích cùng nhau đến quán ba nghe tôi hát, hơn nữa cô ấy biết cậu thích em hai em. Ngày 22 tháng 9 còn hẹn cậu cùng nhau nghe em hai em biểu diễn." A, à, Tô Lạc Hoành nghe lời này, mặt bộc lộ thần sắc nghi hoặc, nghĩ nghĩ chuyện này, lập tức cảm thấy nghi hoặc kỳ quái bật cười, nói: "Thật vậy chăng?" Tôi nghĩ không ra. Ô, oh, nam ca sĩ người Mỹ mặt bộc lộ một điểm thất vọng, nói: "Kia thực sự rất đáng tiếc." Cô ấy vì vé biểu diễn kia mà 9 giờ sáng đã khẩn trương xếp hàng, khi đó ngoài trời tuyết rơi rất nhiều, thiếu chút nữa là không bán được vé. Lúc đó cô ấy là nữ hải Trung Quốc duy nhất, khi đó tôi vừa vặn đi qua liền cùng cô ấy lên tiếng chào hỏi, tôi nghĩ cô ấy nhất định rất yêu người này, mới có thể như vậy vì người ta. Tô Lạc Hoành mặt bộc lộ biểu tình kinh ngạc, cố gắng nghĩ lại mấy năm ở Anh Quốc có chuyện như vậy phát sinh hay không, trái tim của anh bang bang nhảy, rốt cuộc bắt chuẩn hình ảnh của một mùa đông, lúc đó tiêu đồng mặc quần áo thể thao màu trắng, bên ngoài khoác áo lông màu trắng, khuôn mặt vì đông lạnh mà đỏ bừng, tay khẩn trương cầm hai vé biểu diễn bước vào cửa, dơ lên trước mặt của mình, giả vờ không quan tâm nói, nhìn, đây là hai vé biểu diễn của em Hai em, bằng hữu tôi đưa cho tôi, biết anh thích xem, tặng cho anh đi, bất quá nếu như không ai cùng đi với anh, tôi đi với anh. Tại sao không có? Người nọ đứng lên, trực tiếp đoạt lấy hai vé trong tay cô, đắc ý nói, tôi vừa vặn hẹn một cô em, cô ấy rất thích em Hai em. Khi đó Tiêu Đồng, đứng ở bên sofa, nhìn về phía anh, mặt bộc lộ biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Huynh đệ, thân ảnh đẹp trai kia trực tiếp vươn tay kéo bả vai của cô, nói chúng ta một đời làm huynh đệ. Không muốn làm người yêu, làm người yêu chúng ta là nhất định sẽ chia tay, thế nhưng làm bằng hiếu là có thể vĩnh viễn cùng một chỗ. Đúng không? Tiêu đồng lặng lặng đứng ở nơi đó, hai mắt tràn đầy một điểm lệ quang, lại nghe vẫn gật đầu, nói đúng vậy. Thế nhưng tôi thực sự rất thích em hai em, tôi và anh thích như nhau. Nghĩ ở ngày sinh nhật đặc biệt 22 tháng 9 trong cuộc sống của tôi, tôi muốn cùng với anh đi xem biểu diễn. Tô Lạc Hoành nghĩ lại chuyện cũ, trái tim của anh lập tức phịch một tiếng vang, trong nháy mắt hối hận cúi đầu, hai tay nặng nề vò đầu bứt tai, hai tròng mắt bộc lộ đau đớn khổ sở lệ quang, cho tới bây giờ đều là hồ nháo nhân sinh, không bao giờ nói ra đúng lời trong lòng, nghe lại cảm thấy chân thực như vậy. Giai điệu quen thuộc The Day của quán ba lại lần nữa vang lên kia kích động lòng người, anh thật không tin sự tình lại là như vậy, Thời gian khi anh ở trong mộng nhìn thấy em, thân ái em cũng mơ thấy anh sao? Có lẽ em cho là anh điên cuồng, hoặc là nói anh quá ngốc, tất cả đều đã kết thúc, nhưng anh vẫn đang thống khổ hãm sâu trong mộng không thể tự thoát khỏi là bao nhiêu ngu xuẩn. Có lẽ anh mất đi tình yêu đối với một số người mà nói là một loại kết quả tốt. Đúng vậy, anh yêu em, em biết rõ là anh thật thực sự rất yêu em. Hi, cậu có khỏe không? Nam ca sĩ người Mỹ nhìn về phía Tô Lạc Hoành, mặt bộc lộ thần sắc kỳ quái hỏi. Tô Lạc Hoành không nói gì nữa, mà là nhanh chóng xoay người lao ra quán ba, nhìn thang máy còn có hơn 30 tầng, anh thức khắc phi thân nhanh chóng xông vào cầu thang thoát hiểm đi xuống, thang lầu vang lên trận trận hồi âm kích động, cuối cùng anh xông ra khỏi thang lầu, sau đó vọt vào màn mưa đêm. Khu biệt thự VIP, con đường tối tăm mà uốn lượn, thân ảnh màu đen lại nhanh chóng chạy tới khu biệt thự. Đêm còn chưa về khuya, tiêu đồng mặc áo ngủ màu trắng, tóc dài ngang vai, một mình cất bước đi xuống thang lầu nhìn về phía mưa to gió lớn ngoài cửa sổ phòng khách lay động xoài cây trận trận kích động tán loạn nhớ tới người mình yêu thương nhất kia hoa phu xoài bánh mặt cô bộc lộ một điểm thất lạc liền một mình đi tới trước cửa sổ sát đất vừa muốn kéo rèm cửa sổ sát đất lên nhưng tại lúc này lại nghe thấy một trận tiếng chuông rất kích động vang lên cô kỳ quái cất bước đi tới trước cửa tức khắc mở cửa ra nhìn thấy người trước mặt tâm phịch một tiếng vang hai mắt lập tức sáng ngời bộc lộ thần sắc khiếp sợ. Tô Lạc Hoành cả người ướt lịch, hai tròng mắt lóe ra tia nóng cháy, nặng nề thở phì phò, nhìn về phía tiêu đồng mặc áo ngủ, gợi cảm đứng ở trước mặt của mình như vậy, anh cố gắng nuốt một cái nơi cổ học, mới chậm thanh nói, anh năm ấy. Không muốn cùng đi với em xem biểu diễn, là bởi vì, bởi vì, ngày 22 tháng 9 năm đó em và bạn trai tình cảm còn rất tốt. Cũng không thể vẫn vì anh, mà xem nhẹ nam nhân kia đi. Anh đáng chết, đợi đến ngày biểu diễn hôm sau anh mới biết em và bạn trai chia tay tiêu đồng gương mặt biểu tình căng thẳng hai tròng mắt tràn đầy lệ quang nhìn về phía người này hai tròng mắt tô lạc hoành bộc lộ tia đau đớn nhưng vẫn là thẳng thắn nói anh cũng biết nói như vậy rất kỳ quái nhưng đây là sự thật con người của anh hư hỏng như vậy ở chung với em nhiều năm như vậy lại hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện chiếm tiện nghi của em ngay cả mua cho em miếng băng vệ sinh đều phải mua cái loại tốt nhất dùng an toàn nhất. Anh dù cho cố ý từ trên tầng cao ngã xuống, eo đều cấp ngã chặt đứt, muốn đem em lừa đến nhà của anh, nhưng anh còn là. Không dám nghĩ loạn, đêm nay anh qua đây, chỉ là muốn nói cho em biết. Ngày đó anh, kỳ thực là một người đi xem biểu diễn. Nước mắt chảy xuống dưới. Hai chồng mắt tiêu đồng tràn đầy lệ quang đau đớn, nhìn về phía nam nhân trước mặt. Tô lạc hoành nặng nề thở phì phò, cúi đầu do dự mấy phần, cuối cùng quyết định chậm rãi xoay người, chuẩn bị cất bước rời đi. Một bàn tay trắng nón, nhẹ nắm cánh tay anh. Khuôn mặt anh bộc lộ thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía nữ hài trước mặt. Tiêu đồng thật sâu nhìn về phía tô lạc hoành, tay nắm chặt cánh tay to lớn của anh, nhớ tới anh từng dùng cánh tay này ôm vô số nữ hài. Kỳ thực cô đã từng có khát vọng được nam nhân này ôm, nghĩ tới đây, cuối cùng cô kìm lòng không được cất bước đi tới trước mặt nam tử này, ở trên môi của nam tử này nhẹ nhàng hôn. Tô lạc hoành trái tim phịch một tiếng vang, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, hai tròng mắt lại lóe ra tia sáng cường liệt, khiếp sợ nhìn về phía tiêu đồng. Tiêu đồng trái tim cũng bang bang nhảy, nhưng vẫn là nặng nề thở dốc, nhưng vẫn là nhẹ nhàng ôn nhu ngửa mặt, ở trên môi mỏng của nam tử này nhẹ nhàng hôn, tay thậm chí run rẩy dũng cảm nắm chặt cánh tay anh, đem anh kéo vào phòng của mình, cửa liền như vậy nhẹ nhàng khép lại, đem toàn bộ tất cả dông tố ngăn trở ở bên ngoài. Trường 1305, Đại kết cục 45 sáng sớm, căn biệt thự hai tầng ấm áp, bầu không khí trong lành. Cây xoài ngoài phòng, từng mảnh lá xanh mướt sen kẽ lấy nhau, mặc dù phải chờ đến năm sau mới đơm hoa kết quả, nhưng điều ấy không hề làm giảm đi hạnh phúc đầm ấm ngọt ngào, sớm đã tỏa ra ở từng cuống lá. Cánh cửa gỗ màu tràm vẫn im lặng như cũ, dưới mái hiên động lại những giọt nước óng ánh trong suốt như những giọt sương ban mai đang chờ đón nắng mới. Trong phòng khách tỏa ra từng đợt hương thơm của bánh hoa xoài, đây là bánh mà người đàn ông nào đó thích ăn nhất vào mỗi buổi sáng sớm. Bên trong phòng, từng trận gió ập đến làm cho cánh cửa vốn đang say giấc cũng lặng yên mở ra. Xuyên qua khe hở, có thể nhìn thấy được chiếc thảm lông dê mềm mại, áo sơ mi đã lặng yên nằm trên mặt đất, chiếc váy ngủ tơ tầm mềm mại rơi xuống bên cạnh. Từng tiếng hít thở đều đều truyền đến, tô lạc hoành nửa người trên mềm nhũ nằm bò trên đệm nghiêng mặt trôn ở trên gối, trông anh ngủ đến thật là ngon lành gió lại từng trận thổi tới, mang theo mùi bánh thơm phức. Tô Lạc Hoành ngửi thấy hương thơm yêu thích, nguyên bản anh còn đang ngủ say, bỗng mi mắt hơi run run, hít sâu thêm lần nữa anh lập tức ngửi được hương thơm ngọt ngào của người ấy. Đôi mắt khẽ chắc một cái, trong đầu bỗng thoáng qua những hình ảnh dây dưa ngọt ngào tối qua. Đáy lòng anh hơi chấn động, khoảnh khắc mở mắt, phía trước chính là căn phòng được bố trí thập phần tao nhã, bóng dáng cây xoài ngoài cửa sổ lay động theo từng cơn gió thế nhưng người nào đó đã không biết là đi đâu rồi quanh anh chỉ còn lại chút hơi ấm vương vấn trên chiếc đệm tuyết trắng trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt tô lạc hoành trong nháy mắt ngồi dậy tùy ý lấy khăn trắng che lại bên hông vẻ mặt hốt hoảng nhìn xung quanh căn phòng đầy tĩnh lặng nhớ tới hôm qua lúc cô cự tuyệt anh vẻ mặt kiên quyết kia khiến trái tim anh bỗng nhiên chấn động lập tức hơi cao giọng gọi tiêu đồng một tiếng kim rơi cũng không có Tô Lạc Hoành lo lắng tung người mặc vào quần áo, người cũng không kịp rửa mặt chải đầu, ngay lập tức đã phi xuống lầu. Lúc chạy vào phòng bếp, trên bàn cơm đã để sẵn một đĩa bánh hoa xoài, mà trong ly sữa thơm nồng kia, từng làn khói nghi ngút vẫn không ngừng tỏa ra. Chỉ có điều, xác thực là người đã không thấy đâu rồi. Tiêu Đồng, Tô Lạc Hoành nhanh chóng đi về phía bàn cơm, liếc mắt nhìn đĩa bánh hoa xoài và cốc sữa trên bàn. Trong lòng như có điều suy nghĩ, không biết cô ấy đã chạy đi đâu rồi. Nhìn kỹ mới thấy, một mảnh giấy nhớ màu lam nhỏ xíu im lặng nằm cạnh cốc sữa. Khách sạn Á Châu. Một chiếc xe con màu đen chậm rãi dừng ở trước thảm đỏ, Đường Khả Hinh mặc sơ mi màu hồng cùng váy đen ôm sát cặp chân thon dài đang ngẩn người ngồi ở sau xe. Trên tay cô cầm bó hoa hồng mà đồng nghiệp đã tặng, nét mặt có chút nghi hoặc, đôi mắt mở to nhìn về một điểm nào đấy cách đó không xa. Cô lại nghĩ tới giấc mộng đêm qua, Tịnh Kỳ rõ ràng cũng đã nói với cô, đó là một giấc mộng nhưng thực sự chỉ là một giấc mộng sao? Là mộng hay không phải là mộng? Hoa hồng từng cánh lần lượt rơi xuống. Ánh mắt Tiểu Thanh có chút, quay đầu nhìn về phía bộ dáng thất thần của Đường Khả Hinh, khẩn trương hỏi, "Đường tiểu thư, cô sao vậy? Từ sáng đến giờ cô đều là bộ dáng thất hồn lạc phách. Cô dừng làm tôi sợ nha, bây giờ cô còn phải đến khách sạn Á Châu chủ trì hội nghị đấy. Đây chính là lần đầu tiên cô điều hành một hội nghị lớn như vậy." ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Đường Khả Hinh nghe Tiểu Thanh nói, cô lập tức thu lại sắc mặt, thở dài một hơi, nhìn bó hoa hồng đã, nhan sắc, tàn tạ trong tay mình. Cô thậm chí có cảm giác hoa kia đâm vào lòng bàn tay cô đau quá, đêm qua. Có lẽ chính cô thật là nằm mơ, đôi mày khẽ cao lại, quyết định thôi không nghĩ nữa, tự mình mở cửa xe cất bước đi ra ngoài. Ai biết được đôi chân dài vừa mới đi được hai bước đột nhiên liền bị một thân ảnh va vào khiến cô phải kêu nhỏ một tiếng. Ai, như thế nào lại không cẩn thận như vậy, tiểu thanh nhanh chóng đi đến. Đường khả hình cũng thất thần nhìn về người phía trước, là tiêu đồng một thân đồng phục váy đen, tóc dài ngang vai xóa ra, trên khuôn mặt có chút xấu hổ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, cô kinh ngạc gọi tiêu đồng. Tiêu đồng giặt nảy mình, nhớ tới sáng nay lúc cô tỉnh dậy, đập vào hai mắt là nửa thân trên của tô lạc hoành, thậm chí nửa bên mặt nghiêng nghiêng đẹp trai còn dán sát vào mặt cô, vòng tay vững trái ôm chặt cô vào lòng trái tim cô khẽ lạc nhịp, tất cả tựa như một giấc mộng. Cô khẽ nuốt nước bọt, lúc này mới khôi phục thần trí nhìn đường khả hình xin lỗi nói, thật xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất thần. Cô không có bị ngã chứ? Đường khả hình nhìn tiêu đồng mỉm cười nói, không có việc gì. Cô sao thế, sao lại vội vã như vậy? a à, không có không có, lão đại hôm nay muốn mở hội nghị quốc tế, cho nên tôi phải nhanh chóng trở về chuẩn bị một chút. Tiêu đồng mỉm cười nhìn đường khả hình nói. À, Đường Khả Hy nghe thấy là chuyện của Trang Hạo Nhiên, trong lòng cô lại có chút băn khoăn, không hiểu sao trong đầu lại thoáng qua hình ảnh như mộng kia. Cô có chút suy tư do dự mấy phần, nhưng vẫn nhìn về phía Tiêu Đồng lúc này nhanh chóng tiếp nhận máy tính từ trợ lý, sau đó sẽ phải đến tổng bộ hoàn cầu. Cô liền tiến lên một bước nói, "Tiêu Đồng, tôi có chút chuyện muốn hỏi cô." "Ừ?" Tiêu Đồng kỳ quái quay mặt sang, nhìn về phía cô mỉm cười hỏi, "Có chuyện gì vậy?" Ách, đường khả hình ánh mắt phòng vo, có chút sau giữa cuối cùng lấy hết dũng khí còn lại hỏi tối hôm qua. Tổng Giám đốc Trang, có phải hay không, sau khi họp xong, vẫn luôn cùng Tổng Giám đốc tưởng chơi cờ. Tiêu Đồng nghe thấy lời này, nghĩ nghĩ liền mới gật đầu nói, đúng vậy. Vẫn chơi cờ, bởi vì chuyện hôn lễ của hai người còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết cho nên hai vị phu nhân chủ tịch liền ép anh ấy đi cùng. Đáy lòng đường khả hình như có cái gì bị dạn nứt, ánh mắt ngây dại chẳng lẽ cô thật sự có bệnh? Khả Hinh, cô vẫn khỏe chứ? Tiêu Đồng nhìn bộ dáng này của Đường Khả Hinh, cô cũng có chút bị dọa, nhanh chóng hỏi, không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì, Đường Khả Hinh vội vàng nở nụ cười gượng gạo, lần trước cũng vậy, lần này cũng là như thế, hiện thực và mộng ảo thật không phân biệt được, liền cứ như vậy cùng một người đàn ông. Chẳng nhẽ cô đây là mắc chứng rối loạn trước hôn nhân cho nên áp lực quá lớn liền sinh ra ảo giác. Cô có chút hốt hoảng nhớ tới hôm nay nhã tuệ và lâm sở nhai muốn đi đăng ký kết hôn cô có chút lo lắng nhìn về phía tiểu thanh do dự một hồi mới nói thẳng tiểu thanh cô không phải là có bạn trai sao cô có nghe nói qua trước khi kết hôn cần kiểm tra gì đó không Tỷ như kiểm tra thân thể một chút có lẽ hoặc là kiểm tra não một chút xem có vấn đề gì không ấy nét mặt tiểu thanh có chút quái dị nhìn về phía đường khả hinh nói a à, hiện tại kết hôn còn phải kiểm tra thân thể hoặc là đại não không thể nào tôi không có nghe qua a à. vậy vạn nhất đường khả hình không lấy được đáp án chính xác liền cảm thấy có chút hoảng loạn trực tiếp nói vậy vạn nhất thật sự có vấn đề sẽ không sẽ không kết hôn được đi tiểu thanh nghe xong lập tức bật cười nhìn đường khả hình nói ôi ôi đường tiểu thư cô yên tâm đi tôi nghe chị nhã tuệ nói hồi bé chỉ cần một miếng bánh quy cũng có thể khiến cô nhảy loạn hơn nữa cô còn là một người ưu tú như vậy không cần quan tâm đến mấy vấn đề này đâu cô có phải là quá khẩn trương rồi hay không đường khả hình nhẹ tay ấn lồng ngực có lẽ vì cô quá khẩn trương nên xuất hiện ảo giác ảo giác hơn nữa còn không phải một lần hai lần chẳng lẽ chính cô thực sự khẩn trương quá sao đây có lẽ không phải là bệnh đường tiểu thư tiểu thanh lại nhìn thấy đường khả hình thất thần liền nhanh chóng nhắc nhở cô nói hội nghị đã sắp bắt đầu vitus tiên sinh và lauren tiên sinh cũng đã đến Đường khả hình nghe thấy lời này, liền thu lại suy nghĩ, tự mình cầm túi sách, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lại nhìn thấy cửa thang máy ở đại sảnh khách sạn mở ra. Tất cả đều là nhân viên cao cấp của Hoàn Cầu, mà sau đó, thang máy dành cho Tổng Giám Đốc cũng chợt mở ra. Cô chợt nghĩ tới vừa nãy Tiêu Đồng cũng có nói hôm nay Tổng Giám Đốc Trang cũng sẽ đến chủ trì hội nghị quốc tế. Trái tim cô như nổ tung, quả nhiên liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen khuôn mặt đẹp trai xuất hiện sau cửa thanh máy cô lập tức hít một ngụm khí lạnh, cũng không quản ánh mắt kỳ quái của người bên cạnh liền lao vào trong thang máy. Cũng vì đi quá nhanh, liền loạn trọng suýt ngã khiến cô kêu nhỏ một tiếng. Bàn tay cuống quyết đè xuống nút mở thang máy, sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi lạnh. Trang hạo nhiên vừa đi ra khỏi thang máy, liền nghe được tiếng kêu kia, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn đường khả hình đang không ngừng nhấn nút thang máy. Cô, sao cứ như là đang chạy trốn vậy, mi tâm anh khẽ nhíu lại, kỳ quái rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Audio điện tử võ tấn bền chương 1306, Đại kết cục 46 Phòng hội nghị số 3 khách sạn Á Châu Tưởng thiên lỗi ngồi trên ghế cao nhất dành cho Tổng Giám đốc, Lauren cùng Vitus ngồi trên ghế tổng quản rượu vụ phía dưới cầu thang, đồng thời mặt hướng các thành viên bộ rượu vụ cùng quản lý phòng ăn, Nghe quản lý phòng thu mua đứng lên công bố tình hình thu mua rượu đỏ mùa thu năm 2014, Trần Mạn Hồng cùng mấy người Tào Ngọc tình nhau nhau cúi đầu nhìn thấy số liệu thu mua của phòng ăn mình, phát hiện rượu đỏ thu mua mùa đông 2014, phần lớn đến từ Đức cùng nước Mỹ những quốc gia danh tiếng về rượu cao cấp. Các cô chú ý con số có chút khó hiểu này. Tưởng Thiên Lối cũng nhìn văn kiện mở ra trước mắt, xem lướt qua phần số liệu này, kỳ quái hỏi về số liệu thu mua rượu đỏ mùa đông 2014 năm trước đều lấy rượu có niên đại cao cấp là việc chính, quý này cư nhiên ngang hàng cũng không có. Đây là có chuyện gì? Quản lý rượu vụ tay cầm văn kiện, nhìn tưởng thiên lỗi nói, bộ rượu vụ chúng tôi trải qua một thời gian dài họp thảo luận, cuối cùng do tổng quản lý rượu vụ đưa ra báo cáo số liệu mới nhất, mà nhất trí thông qua việc đệ trình số liệu này. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, liền khoảnh khắc hơi lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía đường khả hinh. Vitus cùng Lauren cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình, đường khả hình lại mặc chế phục tổng quản lý dựa vụ màu đen, ngơ ngác ngồi trên ghế chủ trì hội nghị, văn kiện mở ra trước mặt, tay cô lại giơ bút máy, mặt bộc lộ vẻ thất thần, nhìn về phía trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. xung quanh quản lý dựa vụ bao gồm trần mạn hồng cùng quản lý phòng ăn đều cảm thấy khó hiểu, nhìn về phía cô. vitas cao mày nhìn về phía học trò, lạnh lùng chậm rãi gọi tổng quản lý đường đường khả hình vẫn thất thần ngồi tại chỗ nghĩ đó là mơ không phải mơ là mơ không phải mơ tiểu thanh ngồi ở nơi cách xa hơn một chút nhìn thấy mặt fitus bộc lộ thần thái không vui cô tức khắc có vài phần sốt ruột cùng khẩn trương đứng lên cất bước nhanh chóng đi tới trước mặt đường khả hình nhẹ tay thúc cánh tay cô hạ giọng gọi đường tiểu thư đang họp a à, đường khả hình bị tiểu thanh nhẹ đẩy cô lúc này mới hơi tỉnh thần ngẩng đầu nhìn thấy tưởng thiên lỗi cùng thầy và mọi người đều đang nhìn mình phía sau rất nhiều thành viên rượu vụ cũng tất cả đều quái dị nhìn mình cô tức khắc bộc lộ vẻ kinh ngạc cùng xin lỗi nhanh chóng lật xem văn kiện khẩn trương nói thật ngại quá hơi mất tập trung một chút tiểu thanh liếc mắt nhìn cô một cái vội vàng lật văn kiện đến phần số liệu thu mua kia cho cô tưởng thiên lỗi thì mặt bộc lộ nhàn nhạt tươi cười nhìn về phía đường khả hinh đang khổ sở kia anh liền có mấy phần trêu chọc nói phu nhân tương lai của tổng giám đốc chúng ta, muốn lấy chồng, tâm hồn cũng không biết bay tới nơi nào rồi. Phúc, toàn bộ mọi người trong phòng hội nghị tất cả đều bật cười, bao gồm Trần Mạn Hồng cùng quản lý phòng ăn, cũng đều cười. Đường khả hinh mặt đỏ bừng, vội vã cắn chặt môi dưới, nhanh chóng xem qua văn kiện trước mặt, nghe tiểu thanh thuật lại nội dung hội nghị vừa rồi, xấu hổ chết mất. Vitus thập phần không vui nhìn về phía học trò, nghiêm túc nói, lúc họp, không chuyên tâm họp, hôm nay cũng là lần đầu tiên cô chủ trì hội nghị, co liền như người mất hồn. Tôi mặc kệ cô có phải phu nhân tổng giám đốc hay không, nếu như cô gánh không nổi nhiệm vụ này, liền lập tức đi ra ngoài cho tôi. Đường khả hình mở to mắt nghe lời này của thầy, nhanh chóng đỏ mặt cúi đầu. Đừng quá nghiêm túc như thế, Lauren lúc này ba phải, mặt mỉm cười, hòa hoãn bầu không khí nói, Vitus tiên sinh từ sau khi nhận cô học trò này, trình độ tiếng chung càng ngày càng tốt. Tôi nghĩ quản lý đường nhất định có ý kiến của mình, chúng ta lắng nghe một chút đi. Đường khả hình lúc này rốt cuộc nghe xong tiểu thanh thuật lại nội dung cuộc họp vừa rồi, cô tức khắc có vẻ nghiêm túc cùng khẩn trương, tay cầm văn kiện, đứng lên nhìn về phía mọi người nhanh chóng nói, về kế hoạch thu mua rượu nho mùa ông 2014, vốn dĩ trước đây lấy rượu nho có niên đại ở Pháp là chủ yếu, thế nhưng điều tra một chút sách lược marketing của thương nghiệp có liên quan, làm ra khảo sát phát hiện số người mua rượu thế giới cố càng ít hơn, mà rượu mới ở phương diện này lại ngược lại với khảo sát. Đơn thu mua của tập đoàn Á Châu chúng ta, phân thành ba con đường thu mua rượu nho, một là theo đơn hàng hợp tác trực tiếp với rượu trang, hai là thông qua đơn hàng trong tay các doanh nghiệp nổi tiếng ở Mỹ, ba là thông qua con đường tự thân của chúng ta, mà đơn hàng từ trong tay các doanh nghiệp nước ngoài nổi tiếng bán ra, chiếm 50%. Tôi điều tra một chút vì giành lợi ích cao hơn, sẽ trực tiếp theo quan niệm ủ rượu của rượu trang, sự thao túng đem rượu mạnh long trọng tuyên truyền đẩy tới các nước Á Châu, cho nên bất kể là rượu mới hay rượu cũ, chúng ta đều phải đưa ra giám sát văn kiện cùng quản lý con đường này. Đây không chỉ là thức tỉnh mà đưa đến giám sát tác dụng. Tưởng Thiên lỗi nghe lập luận này của Đường Khả Hinh, mặt hài lòng tươi cười, hơi gật gật đầu. Vitas lại vào thời khắc này, nghiêm khắc nhìn về phía học trò nói: đối với rượu nho thế giới có niên đại vẫn luôn đảm bảo về chất lượng, dù cho các thương nghiệp làm khảo sát thực địa bất quá cũng là chứng minh sự thấp kém của rượu nho, rượu nho mùa đông thu mua của cô, ngay cả sự ngang hàng cũng không có, đây là vì sao? Đường khả hình sớm có chuẩn bị, lấy ra một USB quả táo màu xanh, cắm vào laptop của mình, hai tay lại nhanh chóng gõ trên bàn phím cho phát lại đoạn video, phòng hội nghị bỗng chốc tối lại, giữa màn hình lớn xoay tròn bắt đầu xuất hiện hình ảnh khảo sát thực tế của các rượu trang trên toàn thế giới, lúc vẻ mặt cô câu suốt thay đổi. Vừa tay dơ lên thanh kim loại thật dài, nhanh chóng kéo dài, đi tới ngay chính giữa màn hình lớn, hướng mọi người giải thích đây là tư liệu khảo sát thực tế về lượng rượu bán ra trên toàn thế giới được thu thập về. Về loại rượu nho hơn 20 năm, sớm đã bị giới thương nghiệp khổng lồ ở Mỹ thu mua cả rồi, bây giờ chúng ta chủ yếu khảo sát là từ 10 năm trở xuống, bắt đầu xác định giá trị niên đại rượu. Tôi phát hiện rượu nho có niên đại bắt đầu dần dần dựa vào rượu nho thế giới mới, hương vị trở nên đậm đà mà nồng đậm, cảm giác hơi có chút thiếu mà dư vị chưa đủ dần dần biến mất. Mà rượu nho tân thế giới, thật sự có phong cách rượu nho cũ, bắt đầu thả ra hương vị nồng đầm cùng yêu nhã. Tôi nói như vậy, cũng không phải là nói không ủng hộ rượu nho thế giới cũ, mà là cảm thấy, đây là sự tác động qua lại rượu nho thế giới cũ và mới, tạo thành rượu nho, kỳ thực đều thể hiện xu hướng phong cách mạnh mẽ như trước đây. Cho nên mùa đông năm nay, tôi muốn xem xét lại trước. Lauren tỏ vẻ tán thành, chậm rãi gật gật đầu. Vitus cũng không nói nữa, bắt đầu một lần nữa nhìn qua số liệu khảo sát mà đường khả hình cung cấp, hai chồng mắt lóe lên, dường như đang quyết định gì đó. Đường khả hình nhìn thầy cùng thành viên rượu vụ, nhao nhao trầm mặc gật đầu, cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, quản lý dựa vụ tập đoàn Á Châu liếc mắt nhìn số liệu này, liền ngẩng đầu nhìn mọi người nói, hầm rượu của tập đoàn Á Châu chúng ta hàng năm, vẫn luôn là dự cung trước hai năm, chỉ sợ khách mời có yêu cầu xa hoa đối với rượu thế giới cũ, Chúng tôi sẽ phải tạm thời hướng hoàn á châu Âu đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Không biết đơn này có thể được duyệt hay không, tôi cảm thấy, phải nhờ tổng giám đốc Trang, ngài ấy nguyện ý khai thông hành đạo cho chúng tôi kế hoạch này hay không, lúc này mới có thể chứng thực món ăn cho kế hoạch mới được. Nói xong, đồng anh Tức Khắc trầm mặc cất bước đi tới trước mặt Tưởng Thiên Lỗi, cúi người xuống ở bên tai của anh, nhỏ giọng nói mấy câu. Tưởng Thiên Lỗi nghe, Tức Khắc khẽ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, tổng giám đốc Trang vẫn luôn lấy đại cục hoàn cầu làm trọng, nhất là cậu ta đối rượu đỏ có kiến giải đặc biệt, hôm nay cậu ta đã hủy tham gia cuộc họp liên tuyến quốc tế, cậu ta sẽ xuất hiện ký tên kế hoạch mùa đông 2014 cho chúng ta. Đường Khả Hinh nghe lời này, tim đập loạn, mặt tức khắc lộ vẻ quái dị, nhìn về phía trước. Quả nhiên, cánh cửa phòng hội nghị chợt mở ra. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, hiếm khi cài đóa hoa màu bạc khí phách mặt bộc lộ nụ cười mị lực nhiệt tình theo thói quen, nhanh chóng cất bước đi vào phòng họp số 3, nhìn mọi người đang tôn kính đứng lên, anh hơi dương tay nói, đều ngồi xuống đi, tôi chỉ là nhờ tổng giám đốc tưởng, nghe một chút quyết sách hội nghị của tập đoàn Á Châu, ngày mai tập đoàn Hoàn Á chúng tôi cũng sẽ mở hội nghị với rượu vụ, cũng có thêm kinh nghiệm tham khảo một chút. Tiêu đồng tức khắc trước cất bước đi lên cầu thang, đem một chiếc ghế ra tổng giám đốc khác đã được chuẩn bị xong, Đồng Anh tức khắc đem văn kiện hợp đồng khởi thảo tạm thời của mùa đông năm 2014, sau 5 phút đồng hồ đưa đến trước mặt anh, Trang Hạo Nhiên mặt bộc lộ tươi cười ngồi xuống, tay cầm văn kiện lên, nhìn thấy hội nghị hôm nay chủ trì là Đường Khả Hinh, anh hơi nhấc mí mắt, liếc nhìn người trước mặt một cái. Đường Khả Hinh tim đập nhanh, vẫn như cũ đứng giữa hội nghị, nhìn về phía than ảnh nghiêm nghị cùng mị lực của Trang Hạo Nhiên, ngồi trên ghế ra, chợt nhớ tới tối hôm qua người đàn ông này nóng cháy khát vọng ôm mình, nhất là than ảnh mị lực của anh lúc cùng mình dây dưa, cảm giác tuyệt vời kia, dường như cánh sen trắng rơi, thân thể bỗng dâng lên một dòng nước ấm, cô nhất thời khẩn trương cắn môi dưới, lại bắt đầu phân biệt không rõ đây là cảnh thực hay cảnh mơ, khiến cô vừa muốn cất bước đi trở về chỗ. Ai ngờ không lưu ý đến cầu thang màu đỏ, thiếu chút nữa loạn trọng liền ngã trên mặt đất. Tiểu thanh theo tiếng kêu thất thần kia, nhanh chóng đi lên, đỡ được thân thể của cô. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía cô, liền ngay cả Trần Mạn Hồng cũng nghi ngờ nhìn về phía cô. Trang Hạo Nhiên tay cầm văn kiện, thần sắc hơi giật mình, cũng nghi ngờ nhìn về phía đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh nhất thời lúng túng đứng thẳng người, hướng mọi người xin lỗi gật gật đầu, vội vàng thở dốc, ngồi trở lại vị trí, lau mồ hôi trên trán, lúc này mới định chuyên tâm họp. Trang Hạo Nhiên cười như không cười nhìn về phía dáng vẻ của đường Khả Hinh, mặt anh đầy vẻ mập mờ, nhưng vẫn chậm rãi cúi xuống, chuyên tâm nhìn văn kiện sau khi đơn giản xem lướt qua và lọc các loại kế hoạch hợp tác, liền tự mình từ trong túi âu phục, rút ra bút máy tiêu sái viết tên của mình. Nhân viên cấp cao bộ Ruezu vụ tập đoàn Á Châu lúc này mới yên tâm khẽ gật đầu, mà toàn bộ hội nghị tiếp tục kéo dài, đường khả hình đại diện bộ rượu, đưa ra sách lược 10 hạng mục cho mùa đông, bị tưởng thiên lỗi và Vitus bác bỏ bốn. Trong đó hai đã xác định, đây đã xem như là kết quả không tệ, mọi người đều đối với cuộc họp lần này tỏ vẻ hài lòng. Theo thời gian trôi qua, Hội nghị cuối cùng kết thúc, Tưởng Thiên lỗi trước một bước đứng lên, mỉm cười mời Vitus cùng Lauren cùng ăn cơm trưa. Các thành viên cùng quản lý bộ rượu tất cả đều nhao nhao đứng dậy, hơi có vẻ mệt mỏi đi ra ngoài. Đường Khả Hinh lại dường như tiếp tục ở trong mộng, từ lúc vừa mới tỉnh thần. Tập trung vào họp, hiện tại cả người dường như vẫn thần trí mơ hồ, cũng không có ý thức được mọi người cơ hồ đều đi hết sạch, chỉ còn lại mình cùng thư ký đang chỉnh sửa văn kiện, cô lúc này mới chậm rãi hơi lấy lại tinh thần. Vươn hai tay thu hồi máy tính, lại phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô có mấy phần khó hiểu xoay người, lại phát hiện toàn bộ phòng hội nghị đều không có ai, chỉ còn lại chính mình cùng người đang ngồi trên ghế tổng giám đốc kia. Tim chấn động, mặt cô tức khắc lộ vẻ quái lạ, rõ ràng mang theo vài phần kích động nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng tiếp tục ngồi trên ghế tổng giám đốc, hai tròng mắt lóe lên vài phần mị lực, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cô gái trước mặt chương 1307, đại kết cục 47. Đường Khả Hinh ngồi ở chỗ của mình, cảm giác được ánh mắt nóng bỏng luôn dừng lại ở trên người khiến trái tim cô như nhảy dựng lên. Cô có chút khẩn trương vội vàng gập máy tính lại, thu xếp tài liệu chỉnh tề, liền muốn nhanh chóng rời đi. Sắc mặt trang hạo nhiên căng thẳng nhìn bộ dáng đường Khả Hinh thất thần, đôi mắt anh lóe sáng, chậm rãi đứng dậy, chiếc khâm hoa màu bạc như phóng ra mị lực bức người thân ảnh 1 mét 9 chậm rãi bước tới trước mặt người con gái, hai tay chống trước bàn hội nghị, hơi cúi đầu nhìn cô. Đường khả hình dừng lại động tác trong tay, ánh mắt không kiên định, cảm nhận được sức mạnh của đôi bàn tay đặt trên bàn. Chiếc đồng hồ đeo tay bạch kim, mang đậm hơi thở quý tộc, khí nóng hừng hực tỏa ra từ lồng ngực vững chắc, mang theo mùi nước hoa đặc trưng của anh, từng đợt từng đợt bổ vây lấy cô. Cô nuốt khan một cái, đôi chân dài khép lại ngay ngắn, thế nhưng thân thể như đóa tuyết liên lại bắt đầu thiêu đốt cô, hơi thở vội vã khiến cô có chút ngượng ngùng xấu hổ nói không lên lời. Trang hạo nhiên khẽ híp mắt lại, hơi nghiêng mặt nhìn bộ dáng của vợ chưa cưới, tịnh không khỏi bật cười, giọng nói cảm tính khàn khàn hỏi em sao thế? Sáng nay sao tự dưng lại trốn anh? Tối hôm qua, không phải đi spa sao? Đã xảy ra chuyện gì? Đường khả hình lập tức ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cười như không cười, ánh mắt tràn đầy dụ hoặc nhìn về phía cô, Đường khả hình lẳng lặng nhìn Trang Hạo Nhiên mị lực bức người, ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng cô cứ như đêm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. Thế nhưng chiếc khâm hoa màu bạc lóe lên gợi nhắc cô đến chuyện đã phát sinh tối qua. Từng cuộn sóng tình cảm lại mãnh liệt dâng trào trong cô. Đêm qua, trong ánh đèn mờ nhạt, có một người đàn ông mê người như thế, từ từ thưởng thức đóa tuyết liên hoa. Hai bóng hình quấn quyết lấy nhau, hơi thở mãnh liệt hòa cùng tiếng sóng biển không xa. Cô thở gấp, đôi môi mỏng khẽ mở, dường như có thể nghe thấy chính âm thanh thở dốc của mình đêm qua. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên sâu thẳm nhìn cô, anh dường như cũng nghe thấy tiếng thở dốc ấy, trong người như có gì đó thôi thúc khiến anh đột nhiên nhớ lại hương vị ngọt ngào đêm qua. Thân thể anh đang dần nóng lên, khiến anh không tự chủ được phải nới lỏng cúc áo, chậm rãi cúi đầu, nếm lại vị ngọt trên đôi môi đỏ mọng kia. Khuôn mặt đường khả hình lập tức hồng rực lên, theo thân thể anh cúi xuống từng đợt hương thơm sông vào mũi. Cô khẽ nhắm hai mắt, môi mỏng mở ra trong nháy mắt trang hạo nhiên tiến về phía đường khả hình môi mỏng đột nhiên dừng lại chỉ cách môi cô một cm đôi mắt anh lấp lánh ý cười nhìn về phía cô đường khả hình dường như vẫn còn đang trong mộng hai mắt nhắm chặt hơi thở gấp gáp mặt khẽ nghiêng môi mỏng hé mở trang hạo nhiên nhịn cười đôi mắt ngập tràn ý cười cố ý nhìn bộ dáng say sưa của cô đột nhiên giận tái mặt nói đường tổng ngài dùng từ này sai rồi đường khả hinh lập tức mở to mắt nhìn về phía trang hạo nhiên cúi sát mặt vào chỗ kia cô biết mình nhất thời hiểu lầm anh liền xấu hổ đỏ bừng mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn máy tính nhanh chóng hỏi a à, chỗ nào chỗ nào sai trang hạo nhiên chậm rãi đứng dậy đối mặt với bà xã vươn tay không cần nhìn cũng đã chỉ ra từ duy nhất sai kia nói ở đây x trên hẳn là phải đổi thành suốt suốt là từ dùng trong trao đổi tài chính em hiểu chứ Đường Khả Hinh mở to mắt, hơi nghiêng mặt, nhìn từ tiếng Anh Xsen, nhỏ xíu đen thui thế kia mà anh vẫn có thể thấy được. Trang Hạo Nhiên hết sức nghiêm túc cúi đầu nhìn Khả Hinh, nói, "Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tất cả tài liệu đều được đưa đến bộ quốc tế nên đều phải cẩn thận kiểm tra câu từ một lần. Thư ký trong tay em mỗi người đều là tinh anh về ngoại ngữ, em như thế nào có thể làm ra sai lầm này đây?" Tiêu Đồng là một, Tiểu Thanh cũng vậy, em thật là học còn chưa tốt, đã vậy Tối hôm qua còn ngủ không ngon sao? Đường Khả Hinh nghe xong lập tức đỏ bừng mặt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn thấy ánh mắt này của cô, vẻ mặt anh nghiêm nghị nói, đang nghiêm túc nói chuyện với em đấy. Làm việc đúng mực một chút. Biết rồi. Đường Khả Hinh cạch một tiếng tắt máy tính, cả người tức giận đứng lên, thở dốc nói, tối hôm qua đích thực là em ngủ không được ngon giấc. Tổng cảm thấy thân thể vẫn có chút không thoải mái, chỗ nào cũng không thoải mái có cảm giác như bị kiến bỏ qua, thật ngứa ngay khó chịu. Trang hạo nhiên lập tức không nói gì bật cười nhìn về cô gái nhỏ đang dơ nanh múa vuốt, nói em làm sai, xong, đây là thái độ của em. Là em làm sai, em trong mắt anh, mỗi ngày đều làm sai, không có việc nào đúng. Đường khả hình cơ hồ là thẹn quá hóa giận, giận dữ cầm lấy tài liệu, xem chúng như giấy vụn nhét toàn bộ vào trong chiếc cặp đỏ. Sau đó máy tính cũng không cần, liền cứ như vậy nổi giận đùng đùng xoay người bước đi trước khi đi cô còn không quên chừng anh một cái trang hạo nhiên nhịn cười nhìn cô nói ai máy tính cũng không mang sao giữ lại để anh từ từ xem tiếng anh đi đường khả hinh nói xong cũng là lúc cánh cửa lớn đóng sầm lại trang hạo nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa chấn động màng nhĩ kia liền sờ sờ mũi anh có chút lo lắng cho xong cửa lại nhớ tới bộ dáng đáng yêu của cô khi nổi giận anh lại thấy buồn cười Bên ngoài phòng họp, đường khả hình vẫn như cũ lửa giận mút trời, tay cầm túi sách, thanh âm dày cao gót 12 phân gõ lộp cộp trên mặt đất như phát tiết sự tức giận của chủ nhân. Cô nhớ tới bộ dáng si mê đáng xấu hổ khi nãy, da mặt lại nóng bừng bừng. Cô thật khóc không ra nước mắt, thân mình nghiêng dựa vào tường nên cạnh thang máy, một bên đập đầu liên tục vào mặt đá cẩm thạch bóng loáng, một bên không ngừng nước nở thật là mắc cỡ chết đi được. Tối hôm qua là mộng xuân, hôm nay liền như kẻ mê trai. Mình như thế nào gặp người đây, thật đáng ghét." Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng hội nghị, hơi nghiêng mặt nhìn bộ dáng trẻ con của cô, thật khó nhịn nổi cười. Cửa thang máy chợt mở. Tịnh Kỳ cùng Dĩnh Hồng, còn có Thi Ngữ vừa nói vừa cười đi ra, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh đang đứng bên cạnh thang máy đập đầu, các cô ai nha lên một tiếng, liền vội chạy qua, đỡ lấy cơ thể cô, nói: "Đường tiểu thư, ngài đây là định làm gì a?" À? "Đừng để ý tới tôi, tôi đang có bệnh." Đường Khả Hinh thất thần dừng lại động tác, tự mình vươn tay lau đi mồ hôi lạnh trên trán, sau mới nghi ngờ nhìn về phía Tịnh Kỳ các cô, nói: "Ai, mấy người như thế nào lại tới đây?" Tịnh Kỳ mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, "10 giờ sáng nay, Trang Ngải Lâm cô ấy từ Paris trở về liền đến thẳng khách sạn Á Châu. Vì đang vội nên cô ấy đã lên thẳng phòng tổng thống tầng 11 của tổng giám đốc Trang để nghỉ ngơi chờ cô về thương lượng làm lễ phục." Nghe nói Trang tiểu thư tính tình cổ quái, không phải người phú quý thì không thiết kế trang phục. Cứ coi như là người hoàng gia đi trang nữa, nhưng nếu như khí chất không phù hợp với yêu cầu của cô ấy thì cô ấy cũng nhất định cự tuyệt. Chúng tôi muốn tiếp đón thật chu đáo cho nhà thiết kế thiên tài này nên muốn mời cô đến phòng tổng thống thay lễ phục. Đường Khả Hinh nghe thấy vây, sắc mặt hơi thu lại, đành phải tươi cười, cười nói, được. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cô ở khách sạn Á Châu. Tịnh Kỳ nhắc nhở đường Khả Hinh, mỉm cười nói, qua hôm nay, chính là ngày kết hôn của cô rồi. Đường Khả Hinh lại mỉm cười gật đầu. Thế nhưng, lạp lạp cùng tiên nhi đi ra sau nhìn thấy trên trán đường Khả Hinh lấm tấm mồ hôi, liền kỳ quái hỏi, Khả Hinh, cô không sao chứ? Chán sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đi vào thang máy, tự nhiên nói, ngày đó đi chùa dập đầu còn chưa đủ. Tịnh kỳ cùng thi ngữ nghe thấy lời này, lập tức bật cười, theo cô tiến vào thang máy, Cửa thang máy cứ như vậy chậm rãi đóng lại Tầng cao nhất, phòng tổng thống Bố cục xa hoa, nội thất là đồ tân tiến nhất của châu Âu Xem cửa sổ phất phơ trong gió mang theo hơi thở của biển cả Ghế sofa Tây Âu, gốm xứ, ngà voi đặt trên bàn, ấm trà mạ vàng, đầu đó thoang thoảng hương thơm của trà lại hoàng gia Đường khả hinh mặc một chiếc sườn sớm thanh hoa, búi tóc tinh xảo chậm rãi bước vào phòng khách giải lụa tím tua rua phất phơ trong gió càng làm tôn thêm vóc dáng quyến rũ của cô. Tịnh kỳ, thi ngữ, còn có lạp lạp đều ở bên trong phòng, vừa nói vừa cười chọn lễ phục. Đường khả hình đúng ở trước cửa sổ nhìn về phía bờ biển minh mông sóng vỗ. Từng cuộn sóng trắng xóa như chạm tới chân trời hòa cùng mây trắng ôn nhu. Tất cả đều khiến cho trái tim cô đang lên những xúc cảm không biết gọi tên. Là chờ mong chăng, người con gái này không biết nghĩ đến cái gì chợt nở nụ cười. Tiếng chuông cửa đúng lúc này vang lên. Cô hơi xoay người, nhìn về phía cánh cửa gỗ tinh xảo, lắng nghe tịnh kỳ cùng thi ngữ còn đang vừa nói vừa cười. Cô nghĩ ngợi, liền tự mình nhấc váy dài, đi qua phòng khách tới trước cánh cửa mở ra. Trong nháy mắt ngẩng đầu, cư nhiên nhìn thấy một thân âu phục tao nhã, mị lực bước người trang hạo nhiên đang đứng trước cửa. Ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, đáy mắt ngập tràn ý cười thật đáng đánh đòn. Cô hờn dỗi nhìn người vừa đến, khách khí hỏi, anh tới đây làm cái gì? chương 1308 đại kết cục 48. Trang hạo nhiên cười đầy quyến rũ, nhìn về phía vị hôn thê của mình nói, đặt làm lễ phục, cũng không chỉ có một mình em. Đường khả hình lập tức tức giận nhìn người này, sau đó hơi dịch thân thể, hai tay trực tiếp vén váy dài, quay người đi về phía phòng khách, cố ý không thèm nhìn tới anh. Trang hạo nhiên đứng ở cửa phòng tổng thống bên cạnh, nhìn về phía bà xã lúc xoay người, kia bóng lưng diên dáng, làn váy sứ thanh hoa bó sát người, lại càng tôn thêm vẻ đẹp như mỹ nhân cổ điển của cô váy dài ôm sát phòng một quyến rũ làm lộ ra chiếc eo thon cùng hai bên hông mảnh khảnh tà váy dài rũ xuống thảm lông dê làm cho đôi chân thon dài mê người cùng chiếc giày cao gót màu trắng sữa như ẩn như hiện anh liền chăm chú nhìn như vậy a à, trang tổng tới tịnh kỳ cùng thi ngữ cất bước ra khỏi phòng tức khắc nhìn thấy thân ảnh mị lực của trang hạo nhiên ở trước phòng khách tịnh kỳ tươi cười tiến lên kêu tiên nhi pha trà mời anh xong lúc này mới nói thật xin lỗi vừa rồi chúng tôi ở trong phòng chọn trang phục nên không có nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên trang hạo nhiên nghe thấy lời này chậm rãi nhìn về phía bà xã mặc chiếc váy dài màu xanh chỉ cách anh đúng tấm rèm mỏng kia cô đứng bên cửa sổ đôi mắt sáng long lanh mỉm cười nói không cần chọn trang phục nữa cô ấy mặc cái này cũng rất đẹp rồi đường khả hình đứng ở trước cửa sổ nghe thấy lời này của trang hạo nhiên cô hơi nghiêng mặt trong đôi mắt lóe lên những tia sáng ôn nhu dịu dàng thật vậy sao tịnh kỳ vui vẻ nhìn trang hạo nhiên nói chiếc váy này là do tôi chọn có ngài xem qua chúng tôi liền không sợ đắc tội đại sư các rồi ầm um, trang hạo nhiên nhàn nhạt đáp lời liền mỉm cười cất bước đi tới trước phòng khách trước đem máy tính màu hồng đặt sang một bên sau đó anh chậm rãi cởi từng cúc áo một tiên nhi nhanh chóng tiến lên muốn nhận lấy âu phục trong tay anh nhưng lại bị anh cự tuyệt tự mình để âu phục lên sofa sau đó vô cùng phong độ nhã nhận mà ngồi xuống. Đường khả hình cảm giác được động tác rất nhỏ này, liền chậm rãi xoay người, trầm mặc nhìn về phía anh. Tịnh kỳ liếc trang hạo nhiên một cái, lại nhìn đường khả hình yên lặng ở bên kia, liền mỉm cười, trước dặn dò lạp lạp mang tuyết ngao mà phu nhân đã phân phó đi hầm cho khả hình qua đây. Đường khả hình xoay người nhìn về phía lạp lạp bưng tuyết ngao lên, cảm giác được bộ sườn xám bó sát người này rất có thể sẽ siết cô đến chết, liền cầm lấy thìa vàng nhẹ nhấp một ngụm liền lắc đầu không ăn nữa ánh mắt nóng bỏng trang hạo nhiên dõi theo bóng dáng đường khả hình tiếp tục đứng bên cạnh giường trước cửa sổ để tiên nhi nới lỏng dây lụa ở bên hông nhận thấy được tiên nhi chuẩn bị mang tuyết ngao trở về phòng bếp anh liền làm dấu tay âm thanh tách tách khẽ vang lên lạp lạp đang muốn mang tuyết cao về phòng bếp lại nghe thấy trang hạo nhiên ra hiệu cô liền kỳ quái đi về phía anh vô cùng tôn kính hỏi tổng giám đốc trang ngài cần gì ạ trang hạo nhiên nhàn nhạt nhìn về phía đường khả hình đang đứng chỉnh váy ở trước gương, anh hơi giơ tay chỉ vào bát tuyết ngao ở trên tay cô nói để đấy tôi ăn đường khả hình đứng ở xa xa nghe thấy lời này kinh ngạc nhìn qua đây trang hạo nhiên dưới ánh mắt kỳ quái của lạp lạp liền bưng bát tuyết ngao lên cầm lấy thìa nhỏ cô vừa dùng qua múc một thìa tuyết ngao mềm mại cho vào trong miệng khẽ mím môi nhẹ nhai đôi mắt tỏa ra ti sáng quyến rũ đầy mị lực Đường khả hình cứ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn anh như thế, cảm xúc có chút lên xuống phập phồng. Tịnh kỳ mang điểm tâm đi qua phòng khách, nhìn một màn này, cô không khỏi bật cười nói, trang tổng, ngài muốn ăn tuyết ngao đâu phải là chuyện khó khăn. Hà tất phải ăn chỗ còn lại này. Cho khỏi lãng phí thôi. Trang hạo nhiên mỉm cười, vô cùng phòng độ nâng bắt tuyết ngao lên, tiếp tục ăn ngon lành. Tưởng thiên lỗi chuyện gì cũng không hâm mộ trang hạo nhiên, chỉ có chuyện ăn uống linh tinh này, người này hình như ăn cái gì cũng đều rất ngon lành tổng làm cho người ta sinh ảo giác giống như anh đang hưởng thụ một cái gì đó tuyệt vời lắm nhìn thế nào cũng thấy thật buồn nôn nhưng đứng trên lập trường những người xung quanh thì đại khái anh lại khiến cho người ta có cảm giác muốn ăn thêm tâm tình đường khả hình không hiểu sao đột nhiên trở nên vui vẻ nhẹ xoay người lắng nghe tiếng sóng biển cuộn trào mãnh liệt ngoài kia khẽ cắn môi dưới trang hạo nhiên nâng mí mắt nhìn cô một chút sau đó liền làm như vô ý mang tuyết cao đứng dậy vừa đi vừa ăn tiến về phía cô. Đường khả hình cảm giác người nọ muốn đi tới, cô lập tức thu lại vẻ mặt, nhẹ thở dốc, đi đến trước gương, chỉnh lại làn váy của mình, cảm thấy bên hông vẫn rất chặt, bụng thật đói. Trang hạo nhiên quả thực bước qua hai bậc cầu thang, làm lay động tấm mảnh tre, đi vào trong sảnh, nhìn bóng lưng xinh đẹp của đường khả hình. Anh lần nữa cầm thìa múc một muỗng tuyết ngao cho vào trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngọt mềm mại, nói, không đói sao. Đôi con người đường khả hình đảo vòng, nhìn bóng dáng ông xã trong gương dừng lại trước tấm mảnh, tay cầm tuyết ngao ăn đến ngon lành, cô nói thẳng, không đói. Trang hạo nhiên nhịn không được cười, chậm rãi đi tới đi đến bên cạnh cái gương trước mặt đường khả hình, vừa ăn tuyết ngao vừa nhìn bà xã một thân váy dài xanh dương, giải lụa màu tím tua rua trong gió. Anh khẽ chớp mắt, đưa một thìa tuyết ngao đến bên môi cô, hết sức ôn nhu yêu thương nói, ăn một chút. Không ăn, đường khả hình xoay người, cố ý không thèm quan tâm tới anh. Trang hạo nhiên nhịn cười, chậm rãi đi tới trước mặt đường khả hình, cầm thìa nhỏ trong tay khẽ mân mê chén tuyết cao, em có biết từ x trên ngoài nghĩa là trao đổi, nó còn bị một số người gọi là quy tắc ngầm. Bà xã của anh cũng có thể dùng từ như vậy. Đường khả hình nâng mí mắt nhìn anh. Trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô, lại nhẹ cắn một miếng tuyết ngao khẽ nói máy tính anh đã cho người mang tới anh thừa một chút thời gian nên đã sửa hết những ngữ pháp bị sai trong đơn tử và văn kiện bà xã của anh a à, thật làm cho anh hao tổn tâm sức đường khả hình nghe thấy lời này tâm khẽ động trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười ngọt ngào trang hạo nhiên nhìn thấy cô rốt cục cũng đã cười anh lập tức đưa một thìa tuyết ngao đến bên miệng cô nói nào ăn một miếng cẩn thận lại bị đói đường khả hình nhìn anh liếc mắt một cái trên mặt không giấu nổi ý cười liền nghiêng mặt về phía trước mở miệng ăn một miếng tuyết ngao thơm ngọt hương thơm ngọt ngào hòa quyện với mùi hương quen thuộc của anh khiến tim cô đập liên hồi cô không khỏi cụp mắt ăn ngon không trang hạo nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn về phía vị hôn thê của mình đường khả hình cười ngọt ngào nhẹ hưởng thụ tuyết ngao trong miệng ngoan ngoãn gật đầu đáp ưng. ánh mắt trang hạo nhiên càng ngày càng nóng nhìn về phía đường khả hình Lồng ngực lại bắt đầu phập phồng lên xuống, Tịnh Không khỏi chậm rãi vươn tay, buông chén tuyết khao kia xuống, vòng tay nhẹ ôm lấy eo thon của Đường Khả Hinh, mê say nói: "Anh nếm thử." Trái tim Đường Khả Hinh nhảy thình thịch, tựa ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, liếc lặp lặp và Tiên Nhi đang xấu hổ tránh mặt, mặt cô lập tức hồng rực lên, nhẹ tay kéo anh, khẽ nói: "Đừng như vậy mà." "Nếm thử?" chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên còn chưa nói xong, đầu cũng đã cúi xuống khẽ hôn lên cánh môi no đủ căng mọng của đường khả hinh, sau đó rừng cũng không được liền làm một nụ hôn dài tiêu chuẩn ầm um, cánh môi đường khả hinh bị ngăn lại mắc cỡ đỏ bừng mặt hai tay đặt tại lồng ngực nóng bỏng của anh y phục chặt như vậy trang hạo nhiên bất mãn sờ sờ cái dây tơ lụa màu tím kia hai tay khẽ vuốt bờ mông căng tròn của cô bàn tay trong lúc sờ đến nút thắt liền nghe thấy hơi thở mềm mại của cô anh nhẹ cúi đầu hơi thở phả vào bên tai cô nói anh giúp e nới rộng một chút anh nói xong, tay cũng chuẩn bị cầm lấy một bên dây tơ lụa. Đường khả Hinh trong nháy mắt vỗ nhẹ mờ u bàn tay anh, đỏ mặt cười nói, đừng như vậy, còn có người ở đây đấy. Sợ cái gì, anh muốn cho bọn họ nhìn. Trang hạo nhiên nắm lấy ngón tay thon dài nhỏ bé, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô, bờ môi khẽ hôn lên ngón áp út của cô phát ra những tiếng kêu ướt át đầy cương chiều, từng chút từng chút một. Đường khả Hinh lập tức cảm thấy trái tim như mềm nhũn ra, đáy lòng như được tắm mật ngọt, trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Trang hạo nhiên ôn nhu nhìn vẻ mặt say mê của cô, trái tim anh cũng không khỏi loạn nhịp, hai bàn tay khẽ đan vào nhau, giọng nói khàn khàn hỏi, sáng nay vì sao lại trốn anh? Hửm, đường khả hình lại không khỏi nhớ đến kích tình tối hôm qua, cô ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới, im lặng. Đôi mắt trang hạo nhiên sáng lên ý cười, gương mặt ghé sát vào cô, ngón tay đan vào trong tay cô khẽ động nói, không nói cho anh. Đường Khả Hinh nở nụ cười ngọt ngào, không nói lời nào. Không nói, đôi con người thâm thúy khẽ chuyển. Trong nháy mắt anh ôm Đường Khả Hinh vào lòng, nhìn về phía cô bá đạo cười nói, thế anh chỉ còn cách ôm em về phòng làm việc, từ từ thẩm vấn vậy. Đừng như vậy mà, một lát nữa khách sẽ tới, còn có hai vị phu nhân. Đường Khả Hinh mắc cỡ đỏ bừng mặt, khẽ nói, không trở về phòng làm việc của anh, được chúng ta ở nơi này thẩm vấn. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ôm chặt Đường Khả Hinh, kéo cô vào một cái góc nào đó trong sảnh, thuận thế kéo luôn tấm vải mảnh xuống. Không quan tâm đến sự kinh ngạc của người làm, hai người lập tức trốn vào trong phòng khách. Chương 1308, đại kết cục 48. Trang Hạo Nhiên cười đầy quyến rũ, nhìn về phía vị hôn thê của mình nói, đặt làm lễ phục cũng không chỉ có một mình em. Đường Khả Hinh lập tức tức giận nhìn người này, sau đó hơi dịch thân thể Hai tay trực tiếp vén váy dài, quay người đi về phía phòng khách, cố ý không thèm nhìn tới anh. Trang Hạo Nhiên đứng ở cửa phòng tổng thống bên cạnh, nhìn về phía bà xã lúc xoay người, kia bóng lưng diên dáng, làn váy sứ thanh hoa bó sát người, lại càng tôn thêm vẻ đẹp như mỹ nhân cổ điển của cô. Váy dài ôm sát vòng một quyến rũ, làm lộ ra chiếc eo thon cùng hai bên hông mảnh khảnh. Tà váy dài rũ xuống thảm lông dê, làm cho đôi chân thon dài mê người cùng chiếc giày cao gót màu trắng sữa như ẩn như hiện anh liền chăm chú nhìn như vậy. a à, Trang Tổng tới, tịnh kỳ cùng thi ngữ cất bước ra khỏi phòng, tức khắc nhìn thấy thân ảnh mị lực của Trang Hạo Nhiên ở trước phòng khách. Tịnh kỳ tươi cười tiến lên kêu tiên nhi pha trà mời anh, xong lúc này mới nói, thật xin lỗi, vừa rồi chúng tôi ở trong phòng chọn trang phục, nên không có nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Trang Hạo Nhiên nghe thấy lời này, chậm rãi nhìn về phía bà xã mặc chiếc váy dài màu xanh chỉ cách anh đúng tấm rèm mỏng kia. Cô đứng bên cửa sổ, đôi mắt sáng long lanh, mỉm cười nói, không cần chọn trang phục nữa, cô ấy mặc cái này cũng rất đẹp rồi. Đường Khả hình đứng ở trước cửa sổ, nghe thấy lời này của Trang Hạo Nhiên cô hơi nghiêng mặt, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng ôn nhu dịu dàng. thật vậy sao? Tịnh Kỳ vui vẻ nhìn Trang Hạo Nhiên nói, chiếc váy này là do tôi chọn, có ngài xem qua, chúng tôi liền không sợ đắc tội đại sư các rồi. ầm, um, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đáp lời, liền mỉm cười cất bước đi tới trước phòng khách trước đem máy tính màu hồng đặt sang một bên, sau đó anh chậm rãi cởi từng cúc áo một. Tiên Nhi nhanh chóng tiến lên muốn nhận lấy Âu Phục trong tay anh, nhưng lại bị anh cự tuyệt, tự mình để Âu Phục lên sofa, sau đó vô cùng phong độ nhã nhận mà ngồi xuống. Đường Khả Hinh cảm giác được động tác rất nhỏ này, liền chậm rãi xoay người, trầm mặc nhìn về phía anh. Tịnh Kỳ liếc Trang Hạo Nhiên một cái, lại nhìn Đường Khả Hinh yên lặng ở bên kia, liền mỉm cười, trước dặn dò lạp lạp mang tuyết ngao mà phu nhân đã phân phó đi hầm cho khả hình qua đây. Đường khả hình xoay người nhìn về phía lạp lạp bưng tuyết ngao lên, cảm giác được bộ sườn xám bó sát người này rất có thể sẽ xiết cô đến chết, liền cầm lấy thìa vàng nhẹ nhấp một ngụm liền lắc đầu không ăn nữa. Ánh mắt nóng bỏng trang hạo nhiên dõi theo bóng dáng đường khả hình tiếp tục đứng bên cạnh giường trước cửa sổ, để tiên nhi nới lỏng dây lụa ở bên hông. Nhận thấy được tiên nhi chuẩn bị mang tuyết ngao trở về phòng bếp, anh liền làm dấu tay, âm thanh tách tách khẽ vang lên. Lạp Lạp đang muốn mang tuyết cao về phòng bếp, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên ra hiệu, cô liền kỳ quái đi về phía anh, vô cùng tôn kính hỏi, "Tổng giám đốc Trang, ngài cần gì ạ?" À? Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía Đường Khả Hinh đang đứng chỉnh váy ở trước gương, anh hơi giơ tay chỉ vào bát tuyết ngao ở trên tay cô, nói, "Để đấy, tôi ăn." Đường Khả Hinh đứng ở xa xa, nghe thấy lời này, kinh ngạc nhìn qua đây. Trang hạo nhiên dưới ánh mắt kỳ quái của lạp lạp liền bưng bát tuyết ngao lên, cầm lấy thìa nhỏ cô vừa dùng qua, múc một thìa tuyết ngao mềm mại cho vào trong miệng, khẽ mím môi nhẹ nhai, đôi mắt tỏa ra ti sáng quyến rũ đầy mị lực. Đường khả hình cứ nhàn nhạt, nhạt nhìn anh như thế, cảm xúc có chút lên xuống phập phồng. Tịnh kỳ mang điểm tâm đi qua phòng khách, nhìn một màn này, cô không khỏi bật cười nói, trang tổng, ngài muốn ăn tuyết ngao đâu phải là chuyện khó khăn. Hà tất phải ăn chỗ còn lại này cho khỏi lãng phí thôi. Trang hạo nhiên mỉm cười, vô cùng phòng độ nâng bát viết ngao lên, tiếp tục ăn ngon lành. Tưởng thiên lỗi chuyện gì cũng không hâm mộ trang hạo nhiên, chỉ có chuyện ăn uống linh tinh này, người này hình như ăn cái gì cũng đều rất ngon lành, tổng làm cho người ta sinh ảo giác, giống như anh đang hưởng thụ một cái gì đó tuyệt vời lắm. Nhìn thế nào cũng thấy thật buồn nôn, nhưng đứng trên lập trường những người xung quanh thì đại khái anh lại khiến cho người ta có cảm giác muốn ăn thêm tâm tình đường khả hình không hiểu sao đột nhiên trở nên vui vẻ, nhẹ xoay người, lắng nghe tiếng sóng biển cuộn trào mãnh liệt ngoài kia, khẽ cắn môi dưới. Trang hạo nhiên nâng mí mắt, nhìn cô một chút, sau đó liền làm như vô ý mang tuyết cao đứng dậy vừa đi vừa ăn tiến về phía cô. Đường khả hình cảm giác người nọ muốn đi tới, cô lập tức thu lại vẻ mặt, nhẹ thở dốc, đi đến trước gương, chỉnh lại làn váy của mình, cảm thấy bên hông vẫn rất chặt, bụng thật đói. Trang hạo nhiên quả thực bước qua hai bậc cầu thang, làm lay động tấm mảnh tre, đi vào trong sảnh, nhìn bóng lưng xinh đẹp của đường khả hinh. Anh lần nữa cầm thìa múc một muỗng tuyết ngao cho vào trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngọt mềm mại, nói không đói sao. Đôi con người đường khả hinh đảo vòng, nhìn bóng dáng ông xã trong gương dừng lại trước tấm mảnh, tay cầm tuyết ngao ăn đến ngon lành, cô nói thẳng không đói. Trang hạo nhiên nhịn không được cười, chậm rãi đi tới đi đến bên cạnh cái gương trước mặt đường khả hinh, vừa ăn tuyết ngao vừa nhìn bà xã một thân váy dài xanh dương, giải lụa màu tím tua rua trong gió. Anh khẽ chớp mắt, đưa một thìa tuyết ngao đến bên môi cô, hết sức ôn nhu yêu thương nói, ăn một chút. Không ăn, đường khả hình xoay người, cố ý không thèm quan tâm tới anh. Trang hạo nhiên nhịn cười, chậm rãi đi tới trước mặt đường khả hình, cầm thìa nhỏ trong tay khẽ mân mê chén tuyết cao, em có biết từ x trên ngoài nghĩa là trao đổi, nó còn bị một số người gọi là quy tắc ngầm bà xã của anh cũng có thể dùng từ như vậy. đường khả hình nâng mí mắt nhìn anh, trang Hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu, cười như không cười nhìn cô, lại nhẹ cắn một miếng tuyết ngao khẽ nói máy tính anh đã cho người mang tới, anh thừa một chút thời gian, nên đã sửa hết những ngữ pháp bị sai trong đơn từ và văn kiện. bà xã của anh a, à, thật làm cho anh hao tổn tâm sức. đường khả hình nghe thấy lời này, tâm khẽ động, trên mặt lập tức xuất hiện một nụ cười ngọt ngào trang hạo nhiên nhìn thấy cô rốt cục cũng đã cười anh lập tức đưa một thìa tuyết ngao đến bên miệng cô nói nào ăn một miếng cẩn thận lại bị đói đường khả hinh nhìn anh liếc mắt một cái trên mặt không giấu nổi ý cười liền nghiêng mặt về phía trước mở miệng ăn một miếng tuyết ngao thơm ngọt hương thơm ngọt ngào hòa quyện với mùi hương quen thuộc của anh khiến tim cô đập liên hồi cô không khỏi cục mắt ăn ngon không trang hạo nhiên ôn nhu mỉm cười nhìn về phía vị hôn thê của mình đường khả hinh cười ngọt ngào nhẹ hưởng thụ chút ngao trong miệng ngoan ngoãn gật đầu đáp ưm. ánh mắt trang hạo nhiên càng ngày càng nóng nhìn về phía đường khả hinh lồng ngực lại bắt đầu phập phồng lên xuống tịnh không khỏi chậm rãi vươn tay buông chén tuyết cao kia xuống vòng tay nhẹ ôm lấy eo thon của đường khả hinh mê say nói anh nếm thử trái tim đường khả hinh nhảy thình thịch tựa ở trong lòng trang hạo nhiên liếc lạp lạp và tiên nhi đang xấu hổ tránh mặt mặt cô lập tức hồng rực lên nhẹ tay kéo anh khẽ nói đừng như vậy mà nếm thử trang hạo nhiên còn chưa nói xong đầu cũng đã cúi xuống khẽ hôn lên cánh môi no đủ căng mọng của đường khả hinh, sau đó rừng cũng không được liền làm một nụ hôn dài tiêu chuẩn ầm um, cánh môi đường khả hinh bị ngăn lại mắc cỡ đỏ bừng mặt hai tay đặt tại lồng ngực nóng bỏng của anh y phục chặt như vậy trang hạo nhiên bất mãn sờ sờ cái dây tơ lụa màu tím kia hai tay khẽ vuốt bờ mông căng tròn của cô bàn tay trong lúc sở đến nút thắt liền nghe thấy hơi thở mềm mại của cô anh nhẹ cúi đầu hơi thở phả vào bên tai cô nói anh giúp e nới rộng một chút anh nói xong tay cũng chuẩn bị cầm lấy một bên dây tơ lụa đường khả hinh trong nháy mắt vỗ nhẹ mở u bàn tay anh đỏ mặt cười nói đừng như vậy còn có người ở đây đấy sợ cái gì anh muốn cho bọn họ nhìn trang hạo nhiên nắm lấy ngón tay thon dài nhỏ bé ánh mắt nóng bỏng nhìn cô bờ môi khẽ hôn lên ngón áp út của cô phát ra những tiếng kêu ướt át đầy cương chiều từng chút từng chút một đường khả hinh lập tức cảm thấy trái tim như mềm nhũn ra đáy lòng như được tắm mật ngọt trên mặt nở nụ cười hạnh phúc trang hạo nhiên ôn nhu nhìn vẻ mặt say mê của cô trái tim anh cũng không khỏi loạn nhịp hai bàn tay khẽ đan vào nhau giọng nói khàn khàn hỏi sáng nay vì sao lại trốn anh Hửm, đường khả hinh lại không khỏi nhớ đến kích tình tối hôm qua cô ngượng ngùng khẽ cắn môi dưới im lặng đôi mắt trang hạo nhiên sáng lên ý cười gương mặt ghé sát vào cô ngón tay đan vào trong tay cô khẽ động nói không nói cho anh đường khả hình nở nụ cười ngọt ngào không nói lời nào không nói đôi con người thâm thúy khẽ chuyển trong nháy mắt anh ôm đường khả hình vào lòng nhìn về phía cô bá đạo cười nói thế anh chỉ còn cách ôm em về phòng làm việc từ từ thẩm vấn vậy đừng như vậy mà một lát nữa khách sẽ tới còn có hai vị phu nhân, đường khả hình mắc cỡ đỏ bừng mặt, khẽ nói. Không trở về phòng làm việc của anh, được chúng ta ở nơi này thẩm vấn. Trang hạo nhiên trong nháy mắt ôm chặt đường khả hình, kéo cô vào một cái góc nào đó trong sảnh, thuận thế kéo luôn tấm vải mảnh xuống. Không quan tâm đến sự kinh ngạc của người làm, hai người lập tức trốn vào trong phòng khách. chương 1309, Đại kết cục 49 Đường khả hình bị trang hạo nhiên cường thế giữ ở trong góc, Thân thể dựa vào cây thực vật bên cạnh, mặt của cô trong nháy mắt ửng hồng, hai tròng mắt nhấp nháy màu hồng phấn, nhìn về phía người trước mặt. Trang Hạo Nhiên cũng ôm chặt Đường Khả Hinh giấu ở trong góc, chậm rãi cúi đầu, thật sâu nhìn về phía vị hôn thê, dường như thay đổi thành một người khác, hai tròng mắt anh lóe lên tia thâm tình, nói, nếu như tình yêu chỉ là trò chơi em đuổi theo anh, anh cũng cam tâm tình nguyện. Anh rất thích nhìn bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu của em, giống như hồi mới quen biết nhau đem em nâng niu trong lòng bàn tay, liền không nhịn được kiếp trước kiếp này che chở. Nhưng nghĩ đến giấc mộng đêm qua của vị hôn thê của anh, mà thiếu chút nữa hoảng thần cho là mình nhiễm bệnh, ngay cả họp hội nghị quốc tế liên tuyến anh cũng không họp, liền vội vội vàng vàng trở về. Anh hiện tại chỉnh trái tim, cả người đều ở trên người của em, có một loại không thể chờ đợi được muốn lập tức cùng em xa chạy cao bay, cảm thấy hôn nhân là chuyện riêng của hai người, vì sao cần nhiều lễ tiết như vậy. Nhưng là làm thế nào, vị hôn thê của anh vì anh, vì tình yêu của chúng ta, mà đi trên một đường gian khổ như vậy, anh thực sự nghĩ ở trước mặt mọi người trên toàn thế giới, tuyên bố anh là nam nhân của em. Anh thực sự rất chờ mong ngày đó. Đường khả hình khiếp sợ nhìn về phía trang hạo nhiên, trái tim kích động nhảy bang bang, vẫn là không thể tưởng tượng nhìn chặt nam nhân trước mặt. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía biểu tình của vị hôn thê, khuôn mặt anh lại bộc lộ động tình tươi cười, vươn tay khẽ chạm vào môi của cô, mới mềm giọng nói, đứa ngốc. Hôm qua nam nhân của em ôm em như vậy, được ôm chặt như vậy, em cũng không có cảm giác gì sao. Hai chồng mắt đường khả hình trong nháy mắt hồng lên, lại kích động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên tiếp tục thật sâu nhìn về phía bộ dáng của vị hôn thê như vậy, anh thong thả ơi cúi đầu, chán của anh nhẹ đụng vào chán cô, giọng mới khàn khàn nói, không thích. Nhưng tối hôm qua anh thật là yêu em chết mất, thời gian rời khỏi em, anh rất tiếc nhớ, có lẽ anh và em giống nhau đều bị bệnh chỉ cần rời khỏi em một lúc anh liền giống như người bị bệnh rất nhớ em xong căn bệnh nàn y này làm anh hoàn toàn không muốn làm việc cũng không muốn học cái gì cũng không muốn chỉ nghĩ muốn cùng em một chỗ một bàn tay nhỏ bé nhẹ đặt trên môi mỏng của anh hai tròng mắt trang hạo nhiên lóe lên tia sáng cảm giác lòng bàn tay lộ ra điểm hương thơm đều hấp dẫn người như vậy đường khả hình thật sâu nhìn về phía nam tử trước mặt hơi thở quen thuộc của thân thể đập vào mặt, lúc này cô mới chậm rãi nhớ tới đêm qua anh ôm chặt mình, thanh âm khát vọng cực độ kia. Bảo bối, cô tình không khỏi vươn hai tay, nhẹ kéo cổ của anh, khuôn mặt không khỏi đỏ bừng, hai tròng mắt ôn nhu, ngọt ngào mà mềm mại phẳng tựa lặng lẽ hỏi tối hôm qua. Đóa tuyết liên hoa tâm kia, ngọt sao? Hai tròng mắt trang hạo nhiên tức khắc lóe lên tia sáng, cảm xúc phịch một tiếng vang, cảm giác máu trong người của mình như cuộn trào mãnh liệt, anh hơi nặng nề thở dốc mới yếu ớt nói, ngọt, rất ngọt. Đường khả hình xấu hổ cười, hai tay lại nhẹ nhàng kéo cổ của anh, ngọt ngào nói có bao nhiêu ngọt. Hai tròng mắt trang hạo nhiên nóng cháy nhìn về phía đường khả hình, tay kìm lòng không được vỗ về váy giải thanh hoa sứ của cô không thôi, mới dần dần cúi mặt xuống, lúc môi của anh gần chạm môi cô, mới nói có muốn nếm thử hay không. Đường khả hình khẽ cắn môi dưới, hai chồng mắt hết sức ôn nhu nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cuối cùng kìm lòng không nổi cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng no đủ mà ngọt ngào kia của cô, cảm giác như được bôi mật. Ưm, ừ. váy dài thanh hoa sứ, tóc càng lúc càng nhanh theo gió bung lên. Trang hạo nhiên tình cũng đã khó cấm, nước khô cạn cổ họng, vừa cúi mặt ngậm lấy giái tai bên cạnh của vị hôn thê, giọng mới khàn khàn nói, khả hinh. Y phục này rất chặt a, à. có muốn anh giúp em cởi nó ra hay không? Khuôn mặt đường khả hinh mắc cỡ đỏ bừng cuối cùng khẽ cắn môi dưới, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đi tới trước mặt nam tử, vì anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi. Trang hạo nhiên hơi ngạc nhiên, nhìn về phía bộ dáng này của vị hôn thê. Đường khả hình không khỏi ngọt ngào cười. Bướng bỉnh, trang hạo nhiên lại phủ thân xuống, mặt bộc lộ cương chiều mà bá đạo tươi cười, ôm chặt vị hôn thê muốn trêu đùa cô, tay đã muốn đưa đến hông của cô. Không muốn, đường khả hình bị trang hạo nhiên gãi đúng chỗ buồn, cô vội vàng cầm lấy một miếng bánh ngọt đưa tới miệng của anh trang hạo nhiên lại dùng tay còn lại ở trước mặt cô cầm lên bánh ngọt màu trắng bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng nhấm nuốt lại nhẹ mút đầu ngón tay cảm thấy ngọt đường khả hinh nhìn tâm phịch một tiếng nhảy cảm giác kích thích cùng ngọt như mật cô kìm lòng không được vươn tay nhẹ đặt ở bờ vai của anh nói thật hư cùng nhau trang hạo nhiên lại ôm chặt đường khả hinh đi về phía đám thực vật trong bóng tối a à, thanh âm này làm cho người khác cũng không khỏi thẹn thùng tim đập nhanh thi ngữ cùng tịnh kỳ và mọi người canh giữ ở bên ngoài phòng khách nghe thanh âm này cũng không khỏi vì bọn họ khó có được điểm hạnh phúc gặp nhau mà cười rộ lên lại ngay lúc thời gian trôi qua một chút lạp lạp cùng tiên nhi nhanh chóng đi tới nói trang tiểu thư cùng đi với bậc thầy thời trang các còn có hai vị chủ tịch phu nhân cùng một đám châu báu đang được đem tới nơi này ngay cả dì chu ở đây cũng sắp sửa đến dưới lầu tiêu đồng cũng tại lúc này nhanh chóng đi tới nhằm chuẩn trang hạo nhiên liền khẩn trương kêu lão đại các tới bên trong một điểm tiếng vang cũng không có lão đại tiêu đồng lại bất đắc dĩ kêu tịnh kỳ cùng thi ngữ đứng ở một bên cũng bất đắc dĩ cúi đầu cười sốt cuộc man liêm xảo động trang hạo nhiên mặc áo sơ mi trắng quần tây thẳng rốt cuộc cũng xuất hiện giống như chưa được thỏa mãn nặng nề thở phì phò vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía tiêu đồng nói biết rồi không cần phải lớn tiếng như vậy. Mau mau mau, tiêu đồng liền cùng một vị quản gia, nhanh chóng cầm lên âu phục, muốn hầu hạ anh mặc vào. Trang hạo nhiên tiếp nhận âu phục màu đen kia, tiêu sái đẹp trai tự mình khoác lên người, vừa mặc lên anh liền liếc mắt nhìn thời gian, đường khả hình cũng chậm rãi mặc váy dài thanh hoa sứ tử trong phòng đi ra, mặt mắt cỡ đỏ bừng, hai tròng mắt lóe ra màu hồng phấn, lúc cất bước đi ra, ai biết vô ý trượt chân, lại ngã sắp xuống, lạp lạp vội vàng nâng cô dậy cô đành phải miễn cưỡng cười cười. Trang hạo nhiên mặt hơi bộc lộ thần bí mà tươi cười, vừa mới mặc âu phục, cũng đã nghe thấy một trận tiếng chuông cửa, nhanh chóng chuyển đến, anh tức khắc lấy thân phận chủ nhà, trước một bước tiêu sái đẹp trai đi tới trước cửa phòng tổng thống, trong nháy mắt mở cửa ra, tức khắc nhìn thấy bậc thầy thời trang Paris, nhân xương lão Phật gia, khoảng 70 tuổi, mặc âu phục đen, phái tới một thợ trang điểm lão niên thời thượng, nhìn hình dáng gương mặt của ông điển hình là người đàn ông phương Tây ở lúc còn trẻ nhất định là một Mỹ Nam. Lúc này mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng vóc dáng vẫn cường tráng như cũ, hai tròng mắt lấp lánh hiếu thần, đầu đầy ngân phát, tóc đằng sau chỉnh tề buộc lên rất cá tính, lúc cùng Trang Hạo Nhiên nắm tay, sắc mặt mặc dù băng lãnh, nhưng nhìn ra đây là nhân vật quý tộc nổi tiếng, đối với nam tử phương đông gợi cảm mị lực tình hữu độc chung. Trang Hạo Nhiên tức khắc tươi cười cùng các nắm tay, thậm chí nhiệt tình ôm nhau, nhân vật nổi tiếng toàn thế giới quý tộc, cũng chỉ có anh dám đối đãi như vậy các mặt cũng hơi dương tiêu ý vỗ nhẹ lưng trang hạo nhiên sau khi bắt tay lại dùng tiếng anh nhanh chóng hưng phấn nói chuyện cũng vào lúc này trang ngải lâm cùng với mẫu thân và diệp mạn nghi cùng nhau cất bước đi vào phòng tổng thống đầu tiên cô âm thầm liếc nhìn em trai tại sao lại ở chỗ này nhìn lại lúc đường khả hinh được thi ngữ nâng đến giữa phòng khách sắc mặt ửng hồng ngượng ngùng ánh mắt của cô một mị trang hạo nhiên đang cùng các nhiệt tình nói chuyện tức thập phần tôn kính cùng lễ phép hơi dương tay, giới thiệu vị hôn thê của mình cho các biết. Các nghe Trang Hạo Nhiên nói, khuôn mặt ông bộc lộ biểu tình cố chấp mà soi mói, chậm rãi xoay người, nhìn về phía một nữ hải phương đông, mặc sườn xám thanh hoa sứ, tôn lên vòng một của cô thật đầy đặn, eo nhỏ nhắn, lúc váy dài lay nhẹ lộ ra cặp đùi đẹp thon dài mà gợi cảm không chút tì vết, làn da trắng nõn, cơ hồ vô cùng non mịn, sở hữu khuôn mặt ôn nhu của nữ tử phương đông, biểu tình cẩn thận ngượng ngùng, lại lộ ra thuần khiết cùng cao quý khó có được. Bậc thầy thời trang cổ quái luôn luôn cẩn thận này, trên mặt không có một chút biểu tình, lại nhìn về phía đường khả hình, hai tròng mắt nhẹ lóe ra sự hài lòng, ám chỉ không lâu sau sẽ thiết kế ra một chiếc váy đẹp nhất thế kỷ. Ông tức khắc giơ tay, cầm lên xích mềm, lệnh cho trợ lý chuẩn bị bắt đầu lấy số đo thân thể, thậm chí nói với đường khả hình không được cởi giày, tương lai liền chế tác một đôi giày cao gót 12cm này để đi cùng váy cưới. Trang Hạo Nhiên nhìn nam trợ lý lúc chuẩn bị đến gần đường khả hình, anh mới chịu cất bước tiến lên. Trang Ngải Lâm lạnh lùng che ở trước mặt em trai, hỏi em tại sao lại ở chỗ này. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn về phía chị gái, liền bật cười nói các mời em tới để lấy số đo làm lễ phục. Phải không? Trang Ngải Lâm nhìn người này, trực tiếp không khách khí nói, các đối với thân thể em mỗi một vị trí nhỏ nhất cũng biết, còn muốn lấy số đo của em để làm lễ phục chị cảnh cáo em, thế nhưng chị và Tô Linh đánh cược, ai cũng phải làm theo quy củ hôn lễ. Đã nói rồi, trước lễ nạp thải không thể tới, em lại tới làm loạn gây phiền phức. Đợi một lát gì Chu đi lên, lại muốn mắng chửi người. Cút! Trang hạo nhiên nghe xong lời của chị gái, bất đắc dĩ nhìn về phía vị hôn thê. Đường khả hình cũng đứng ở sảnh đãi khách bên cạnh, biết hôm nay từ biệt, sẽ phải đến lễ nạp thái mới gặp, hai chồng mắt của cô lóe lên tia bất đắc dĩ. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn về phía đường Khả Hinh, hiểu ý tứ trong ánh mắt của cô, liền mỉm cười. Hai tròng mắt đường Khả Hinh lập tức lóe ra lệ quang, im lặng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, ở đáy lòng ôn nhu mà nghẹn ngào hỏi anh lúc nào tới nhà của em a? À? Trang Hạo Nhiên bị đám người hầu, còn có tiêu đồng khẽ đẩy ra khỏi phòng Tổng thống, anh lại vẫn như cũ bất xá xoay người, nhìn về phía ánh mắt khát vọng kia của vị hôn thê, anh lại mị lực cười, đáy lòng nói. Rất nhanh, em đợi anh. Đường khả hình cười, nước mắt chảy xuống, như vậy kích động ôn nhu gật đầu. Em chờ anh. chương 1310, đại kết cục 50. Ánh hoàng hôn chiều tà chiếu lên con đường Phượng Hoàng, làm cảnh vật nơi đây giống như một bức tranh thủy mặc, thi thoảng quét tới trận trận gió mát, xa xa là những cây tùng đón khách, được ánh mặt trời phản chiếu càng tôn thêm nét đẹp của nó. Trận trận thanh âm vui cười, từ trong biệt thự kiểu Trung Quốc truyền đến. Một chiếc xe con màu đen chạy nhanh tới, dừng ở trước cổng sắt lũ hoa màu đen, tức khắc có vô số ký giả dọc theo đường cao tốc đồng du, tay giơ máy ảnh nhanh chóng chạy đến, vô số vệ sĩ tức khắc xuống xe, đem chúng ký giả ngăn cách bên ngoài, thi ngữ trước một bước xuống xe, ở trận trận đèn flash chói mắt, tức khắc đỡ đường khả hình hướng về phía bên trong cửa sắt đi tới, chỉ thấy sâu thẳm bên trong vườn, theo phương hướng chính trạch mở rộng theo đó là thảm đỏ thật dài, bình phong cửu long được đặt ở vị trí trung tâm thảm đỏ. Trong hoa viên phía bên phải, là bát ngọc phượng hoàng đang được nước trong ống trúc xanh nhỏ xuống ước chừng một phần ba, làm người ta kỳ quái nhất chính là bên cạnh bát ngọc bầy đặt đại nạc ở trên bàn, mà hồng bao thần bí cũng đang được đặt trên bàn, nhẹ nhàng đón ánh chiều tà. Lạp lạp cùng tiên nhi và mọi người, nhao nhao thử ăn bánh ngọt do so hai đầu bếp làm, đám người hầu được sự chỉ thị của dì chu càng tươi cười rạng rỡ đem dây đỏ buộc lên cây thông nhiều hơn một chút, song bào thai cùng vô số đặc công, còn có phương di đã dẫn vệ sĩ cùng bộ đội đến xem qua địa hình, phái tới máy bay trực thăng không ngừng xoay quanh trên bầu trời. Hai người trương bồi viên cùng tô lão cũng đang ở nơi này, đây là việc quan trọng đại sự, ngày mai đường đồng du dẫn tới đại trạch đường sẽ giới nghiêm. Xe cộ nhau nhau phải đi theo đường vòng, mà bởi vì đối với hai nhà trang tưởng rốt cuộc phái ai tới tiến vào lễ nạp thải, chuyện này vẫn là sự kiện thần bí nhất mà làm người ta chờ mong, vô luận ký giả là tận dụng mọi thứ như thế nào, cũng khó đào được một điểm nhỏ tin tức. Đường khả hình ngọt ngài đứng ở đỉnh núi đón gió, sau đó cất bước đi vào cửa lớn tránh thảm đỏ kia nhìn về phía trong nhà thực sự là mỗi ngày một biến hóa nguyên bản phụ thân là người thích thanh tĩnh mộc mạc nhất là rất yêu thích tùng đón khách kia nhưng hôm nay tùng đón khách ở phía dưới bàn cờ đứng giống như là một trạm ngọc thọ tinh công chính nghỉ liên tục cười tay cầm tiên đào đây là trang hạo nhiên nghe nói trong nhà nhị công tử của tập đoàn tài chính hẳn thì có một thọ tinh công cố ý đi xem qua sau đó sai người điêu khắc thành thuộc nói ngọc dưỡng người người dưỡng ngọc ấm ngọc khuynh hướng cảm xúc êm dịu mà ôn hòa, làm bạn bên cạnh lão nhân gia, có thể điều chỉnh khí tức hòa bình yên tĩnh, mà bên ngoài cửa nhà thì được hai con sư tử bằng đá uy nghiêm mà khí thế, chăm chú yên lặng thủ vệ ở trước cửa nhà, mà bên trong thiên giới đồ cổ, càng rực rỡ muôn màu. Di Chu đứng ở đài khách sảnh, mặt bộc lộ biểu tình uy nghiêm, hai chồng mắt lợi hại xem lướt qua lễ vật chúc mừng mà tân khách sớm đã đưa tới. Có vòng cổ chân châu Hải Nam, Tân Cương và Điền Tử Ngọc, bách hoa được làm từ thời Khang Hy, Ngọc quan âm thượng hạng. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ biểu tình kinh ngạc, cất bước đi vào cửa, nhìn trong nhà liên tục một mảnh vui mừng, nhưng không thấy phụ thân, liền kỳ quái hỏi, Dì Chu, cháu đã trở về. Cha của cháu đâu, thế nào cháu lại không thấy ông? Dì Chu chậm rãi xoay người, nhìn về phía đường Khả Hinh, vẫn như cố cẩn thận uy nghiêm, lại hết sức tôn kính nói, đường chủ tịch đến sau núi đi dạo trăng. Sau núi, đường Khả Hinh kỳ quái nhìn về phía Dì Chu hỏi cha ra sau núi làm cái gì tôi cũng không rõ lắm ngài chỉ đi một mình cũng không để người bên cạnh đi theo chắc là ngài ấy xuống núi bất quá cô yên tâm sẽ có vệ sĩ đi theo dì chu nói thẳng đường khả hinh nghe khẽ gật đầu bởi vì lo lắng chuyện của phụ thân trước liền không rảnh bận tâm bày biện trong nhà trực tiếp cất bước dọc theo cửa sau phòng khách đi tới hậu hoa viên còn muốn dọc theo bậc thang nhỏ xuống núi lại nhìn thấy con đường nhỏ trong núi dần dần đón ánh hoàng hôn chiếu tới một thân ảnh cô độc, hai mắt của cô lóe lên, lại định liếc mắt nhìn một cái, quả nhiên là phụ thân, người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây dài màu đen, trong tay cầm một cành trúc, không ít bùn đất dính ở trên mờ u bàn tay ông. trực tiếp cất bước đi về phía trên núi, cô tức khắc khẩn trương đi xuống núi, lớn tiếng gọi cha. Đường Chí Long chính trầm tư bước đi, nghe thấy thanh âm kêu to, ông tức khắc ngẩng đầu, nhìn thấy nữ nhi đang khẩn trương cất bước xuống núi khuôn mặt ông tức khắc bộc lộ nhàn nhạt, nhạt tươi cười, nói con đã về rồi. Đường khả hình khẩn trương cất bước, đi tới trước mặt phụ thân, đầu tiên là cúi đầu, nhìn trên người phụ thân đều là vết bẩn, cành trúc dài kia có thật nhiều cá chạch, chính vui vẻ, cô tức khắc hỏi, người đã đi đâu vậy? Cá chạch này ở đâu mà có? Đường trí long mỉm cười nhìn về phía nữ nhi nói, phía sau núi, nguyên lai có mấy mẫu đền của một số hộ dân, còn có một cái đầm cạn, bây giờ trí nhời là thời gian thu gặt, Cha và người dưới chân núi cùng nhau tát cả nước trong đầm để bắt cá. Cha xem con gần đây lại bận và mệt, khí sắc không được tốt. Cá chạch có thể bồi bổ cơ thể rất tốt. Cha còn sai người ở dưới chân núi chuẩn bị đem việt trời và đậu hủ lên đây. Đường Khả Hinh nghe lời này của phụ thân, cô lập tức một trận bất đắc dĩ bật cười dĩ nói: Cha, người vừa mới ra tù, con không muốn người lại mệt nhọc như thế. Hai vị phu nhân chủ tịch mỗi ngày đều cho con ăn uống rất nhiều các loại thuốc bổ thượng hạng, người không cần phải bận tâm đường trí long nghe lời này khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt tươi cười tiếp tục cầm cành trúc lên núi vừa đi lên vừa nói cho tới bây giờ cha cũng không có nghe nói qua mỗi ngày ăn uống thuốc bổ thượng hạng là thân thể có thể khỏe mạnh trường sinh bất lão nếu muốn thân thể khỏe mạnh hay là muốn chú ý cân đối ẩm thực bình thường nghỉ ngơi nhiều vận động nhiều bảo trì tâm tình yên lặng và khoan khoái tự nhiên vô bệnh vô đau thế nhưng hạo nhiên rất thích ăn cá chạch này hồi bé nó hay thường xuyên quấn quyết lấy cha, để cha làm cho nó ăn. Đường khả hinh mỉm cười, nhưng mặt nhìn về phía khuôn mặt hiền lành như vậy của phụ thân, muốn nói lên điều gì đó mà không nói thành lời, vẫn như cũ yên lặng suy nghĩ về chuyện của ngày xưa, lòng của cô ấm lên, tức khắc vươn hai tay ôm lấy cánh tay phụ thân, như vậy chặt kéo nói, ở bên cạnh cha thật tốt, còn sau này sẽ không sợ thân thể không tốt, càng không sợ ốm đau gì nữa. Con nhớ hồi bé, con sinh bệnh trong người không thoải mái, Hình như đã uống rất nhiều thứ, nhưng chưa từng uống thuốc lần nào. Đường Trí Long lại dừng ở trên thềm đá, tươi cười nhìn về phía nữ nhi nói, "Tránh a. À. Như vậy tay cha sẽ không cầm được cá chạy a. À. Con sẽ phải quấn quýt lấy cha." Đường Khả Hinh hai tay lại ôm chặt cánh tay phụ thân, lại mỉm cười nhìn về phía cảnh vật chung quanh, lại nghi ngờ hỏi, "Mẹ đâu?" Đường Trí Long hai tròng mắt lóe ra tia sáng nhàn nhạt, nhạt, nghĩ nghĩ mới nói, "Bà ấy vẫn chưa về." dự đoán sự tình không xử lý tốt khuôn mặt đường khả hình bộc lộ biểu tình nhàn nhạt nhìn về phía ộ dáng phụ thân có chút thất lạc cô tình không khỏi cười rộ lên cố ý nói người nghĩ mẹ lại đường trí long cố ý nghiêm sắc mặt lại tràn đầy yêu thương nhìn về phía nữ nhi nói bướng bỉnh tâm đường khả hình bị đánh trúng nhìn về phía phụ thân nhịn không được cười rộ lên nói người và trang hạo nhiên nói chuyện giống như nhau đường trí long nghe lời này chỉ mắt mỉm cười sau đó cầm cành trúc đi về phía hoa viên, nhìn về phía tùng đón khách trên bàn đá, sớm đã nở rộ chỉnh hợp muối, ông liền cầm thìa lấy một thìa muối, thong thả vẩy lên cành trúc kia, nghe tiếng giấy ruội nhảy loạn của cá chạy ở bên trong, ông theo thói quen, nhẹ tay cản trở trước mắt nữ nhi, nói, đừng nhìn. Đường khả hình ngơ ngác đứng ở trong bụi cỏ, cảm giác tay phụ thân ấm áp cùng dày như vậy, lúc nhẹ đặt ở trước hai mắt của mình, truyền tới từng đợt nhiệt lượng, có lẽ theo đôi mắt nhỏ rõ ràng thiện lương như vậy của mình, phụ thân một điểm cẩn thận bảo vệ, hai mắt cô bé này tức khắc hồng lên, trong nháy mắt từ phía sau ôm lấy phụ thân từ phía sau lưng, nghẹn ngào rơi lệ nói, cha, con thực sự, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, con hôm nay có thể nhận được sự thương yêu chân thực của phụ thân như vậy. Ngày trước mỗi lần đến giờ tan học, con nhìn tiểu bằng hứa có phụ thân đưa đón, con đều thật hâm mộ thật hâm mộ. Hình như từng có người, chỉ là một giấc mộng. Đường trí long hơi giật mình, trong lòng tê dần, Hai tròng mắt cũng lóe lên tia đau đớn. Này có phải là giấc mộng hay không a? À? Đây không phải là mộng, đúng không? Cha, người đã trở về, phải không? Sáng mai khi con mở mắt ra, tỉnh lại có thể nhìn thấy người hay không a? À? Đường Khả Hinh lại ôm chặt phụ thân, nghẹn ngào khóc hỏi. Đường Chí Long nghe lời ngốc nghếch này, mặt lại bộc lộ cảm động tươi cười, chậm rãi xoay người, đau lòng nhìn về phía nữ nhi đã khóc không thành tiếng, nước mắt giống như hạt đậu rơi xuống ông lại bật cười vươn tay yêu thương vì nữ nhi lau đi nước mắt trên mặt mới nói nhà đầu ngốc là người chuẩn bị xuất giá thế nào còn thích khóc như vậy cha đáp ứng con tương lai sẽ hảo hảo mà canh giữ ở bên cạnh con và mẹ con chỗ nào cũng không đi mỗi ngày sẽ làm những đồ mà khả hình thích ăn đường khả hình lúc này mới nín khóc mỉm cười vừa rơi lệ vừa kích động nhìn về phía phụ thân đường trí long cũng thật sâu nhìn về phía nữ nhi nhớ tới lúc mình vào tù nữ nhi mới có 12 tuổi, bây giờ trong nháy mắt, đã lớn như vậy, nhìn thước tha ngọc lập, thiện lương động lòng người, hơn nữa sắp sửa gả làm vợ người khác, ông thở một hơi, nhẹ nhàng vươn tay, nhẹ gảy sợi tóc trên trán cho nữ nhi, mới yếu ớt nói, nếu như không phải hạo nhiên. Thật không biết con sẽ gả cho ai, cha mới có thể yên tâm. Quá khứ là bởi vì có chuyện hiểu lầm, mới ngăn cản các con cùng một chỗ, thế nhưng cha kỳ thực vẫn hy vọng nó có thể tới chiếu cố con mắt thấy hôn lễ sắp diễn ra, con cần phải thu thập tâm tình, hảo hảo mà nginh tiếp một phút hạnh phúc này. hiểu không? Đường Khả Hinh nghe ngữ khí này của phụ thân cùng trang hạo nhiên rất giống nhau, dặn dò chính mình. cô lại hạnh phúc cười ngọt ngào rơi lệ gật đầu. mau trở về rửa mặt trải đầu đi thôi. đêm nay cha sẽ làm món ngon cho con ăn. Đường Chí Long lại mỉm cười dặn dò nữ nhi. vâng, vậy người cũng không cần phải quá cực khổ. sau khi con tắm xong, liền tới bồi người. Đường Khả Hinh khôn ngoan nói. Tốt, đường Chí Long mỉm cười gật đầu. Đường Khả Hinh mặt bộc lộ tiếu ý thật hạnh phúc, mới nhanh chóng cất bước đi về phía trước, lại chợt dừng ở dưới cây tùng đón khách, hai tròng mắt trừng lớn, dường như đang tự hỏi điều gì, mới trong nháy mắt kinh nghỉ xoay người nhìn về phía phụ thân nói, cha. Con rốt cuộc đã hiểu, vì sao trước khi nữ nhi xuất giá, không thể thấy chồng tương lai. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, đường Chí Long tay cầm cành trúc, nhàn nhạt nhìn về phía nữ nhi. Đường khả hình thật sâu nhìn về phía phụ thân, hai tròng mắt lại lóe lên lệ quang, nói, bởi vì chúng ta muốn thừa dịp trong thời gian chân quý ở nhà như vậy, hảo 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 mà bồi cha mẹ, bồi người trong nhà, trò chuyện, nói chuyện phiếm, cùng ăn cơm. Tương lai chúng ta mặc dù còn có thể mỗi ngày cùng một chỗ, thế nhưng giờ khắc này, con là nữ nhi có đầy đủ cha mẹ nhất. Đường Chí Long mỉm cười nhìn về phía nữ nhi khôn ngoan hiểu chuyện người nhất định phải bồi con gặp may thảm đường khả hình tình không khỏi rơi lệ nhìn về phía phụ thân lại nghẹn ngào kích động nói kia thật sự là thời khắc rất hạnh phúc rất hạnh phúc cha con yêu người con yêu người đường trí long hai chồng mắt lại lóe lên lệ quang như vậy cảm động an ủi nhìn về phía nữ nhi im lặng một hồi mặt cuối cùng cũng bộc lộ nghẹn ngào tươi cười ánh chiều tà từng đợt ấm áp chiếu xuống phụ thân từng đối nữ nhi nói khả hình a à, con đã từng lấy vì sẽ không kiên trì, sẽ không cố gắng, con đã cắn chặt răng sau mấy năm, đột nhiên toàn bộ đều được thực hiện, con từng nhận quá nhiều đau thương, trải quá nhiều lệ, con cho là sẽ không đau, có một ngày, đột nhiên đều rời khỏi. Con không biết đáp án, thời gian sẽ nói cho con biết. Con chỉ cần đơn giản vui vẻ, không nên cố chấp ôm oán hận, hãy kiên trì cùng tốt đẹp. Có một ngày, con sẽ vui mừng, vì lúc trước đã kiên trì giấc mộng của mình, kiên trì người mình yêu nhất, đã từng có nhiều người phản đối như vậy. Cảm tạ con, nữ nhi của cha, cảm ơn con đã một đường về phía trước, chưa bao giờ lỡ bất luận sinh mệnh của một ngọn gió cảnh vật, bất luận cái gì cũng đáng giá được con yêu, cùng được yêu người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1311, đại kết cục 51. Tối hôm đó, phòng tổng thống trang gia, bận rộn tới lui, ngày kia là ngày lễ nạp thái của Đường ra hôm nay nhất định phải đem phần lớn mọi thứ chuẩn bị cho lễ nạp thái hoàn thành cho tốt. Thời xưa trong lễ nạp thái, thông thường phải chuẩn bị 30 loại vật ngụ ý biểu tượng, đi đến trước nhà gái cầu thân, vương công quý tộc thời xa xưa thì càng phải xa hoa, mà đường khả hình thân phận cao quý, đầu tiên là thiên kim chủ tịch hoàn cầu, lại là con gái nuôi của ủy viên trương, cho nên lễ nạp thái này thực sự phải cực kỳ long trọng. Lại vì Lý Sư đã xem qua số mệnh trang gia, thời điểm đại hôn trang hạo nhiên cùng đường khả hình, cùng kiều thiên chi hỉ, có thể tăng đem phúc phận vui mừng, cho nên trang gia bây giờ vẫn ở tại phòng tổng thống. Tối nay, phòng tổng thống đèn đuốc sáng trưng. Ân Nguyệt Dung hôm nay lại muốn đích thân dẫn người đến chuẩn bị cho lễ nạp thái của trang hạo nhiên thật tốt, tới chùa Hoàng Pháp dân hương, quỳ đến đầu gối đều muốn nứt ra, liền nhanh chóng trở về, mới vừa đi vào cửa nhà, ngay cả nước cũng chưa kịp uống, cũng đã nhìn thấy dì lý quản gia cùng phó quản gia dẫn người hầu. Trước đem qua các phần lễ vật quý giá của lễ nạp thái, Toàn bộ bày ra trên bàn của sảnh đãi khách, Diệp Mạn Nghi đứng ở một bên, tinh tế kiểm kê, bao gồm một đôi ngũ bức bạn nguyệt chạm ngọc, một đôi chim khách đăng chi chạm ngọc, một đôi tương tư huyền ương chạm ngọc, một tòa vàng ngọc cả sảnh đường. Chỉ thấy tòa vàng ngọc cả sảnh đường kia, thời cổ đều dùng hoa tươi nở rộ ngũ ý, hôm nay lại là vàng ngọc cả sảnh đường, trong hộp gấm, dùng hồng ngọc, bồ câu huyết hồng cao cấp nhất, phối hợp với các loại đá quý khác cùng kim cương tinh chế mà thành lúc mở ra hộp gấm chạm khắc hoa văn cổ tinh tế, chỉ thấy bên trong rực rỡ lấp lánh, nhiều đóa hoa tươi bằng đá quý trông rất sống động lóe ra ánh sáng đầy sức sống mà hạnh phúc, người hầu lại từ tủ sắt mang ra hộp gấm dài gần một thước, còn nhờ vệ sĩ giúp đỡ. Mới chính thức đưa lên bàn, ân nguyệt dung tức khắc sai người mở ra. Người hầu trong nháy mắt mở nắp hộp gấm mạ vàng cao nhất, lập tức sư cổn tú cầu, chạm ngọc dài một thước trông rất sống động hiện ra, nhà điêu khắc lợi dụng biển cố sư tử là vua của muôn thú, mà điêu khắc thành toàn bộ hình ảnh sư tử ôm cầu dài một thước, ngụ ý sư tử mang niềm lành, mà chuyện tốt cũng cuồn cuộn đến. Ở đây còn có một điển cố, Trang Hạo Nhiên luôn luôn yêu mến loài động vật này, cho nên Diệp Mạn Nghi vào lúc Trang Hạo Nhiên 18 tuổi, cũng đã sai người tính toán điêu khắc sư cổn tú cầu này cho hôn sự trong tương lai của anh, mà thiên lỗi thì lại là long đằng hổ gầm, anh trai so với em trai dài hơn nửa thước. Nghe nói hai nhà tưởng Trang có một tòa thành châu báu, bây giờ xem ra xác thực không giống bình thường. Tới tới, tiếp theo bát tự của đường tiểu thư, Ngọc Trân Lung, tới. Di Lý lại chạy vào kho bảo hiểm, dưới sự đi theo của người hầu, theo yêu cầu của ân Nguyệt Dung, đem hộp gấm, Ngọc Trân Lung, ra, lại bởi vì lúc bà cất bước đi ra, trong nháy mắt đụng tới phải người hầu suýt té, hộp gấm kia sắp sửa rớt xuống, mọi người kinh hãi hô lên, hai vệ sĩ nhanh chóng tiếp được, ân Nguyệt Dung sợ gần chết, mạnh tay ấn lồng ngực của mình, thở dốc nhìn về phía Di Lý nói ôi, Dì Lý, bà thực sự là làm tôi sợ muốn chết. Ngọc Trân Lung kia vơ vét toàn bộ chân châu hai nhà chúng tôi, đều chỉ có một. Rớt xuống sẽ không có nữa. Diệp Mạn Nghi nghe lời này, bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn về phía ân Nguyệt Dung bất đắc dĩ nói, được rồi. Giờ đã là lúc nào rồi, đem cái lời sống lời chết của bà thu lại, cái gì không có. Sẽ vẫn hảo. Đúng đúng đúng, ân Nguyệt Dung nói xong, tức khắc nhanh chóng đi qua, nhận lấy hộp gấm trong tay dì Lý, sau đó thật cẩn thận bưng đến đặt trên chiếc bàn dài trải khăn thêu vải vàng mới vươn ngón tay thon ngọc nhẹ nhàng kéo ra nhưng thấy ngọc lục bảo phỉ thúy điêu khắc thành phượng hoàng chân lung trơn bóng sung túc lấp lánh nhấp nháy ánh sáng long trọng mà tôn quý bên trong đó hoa chim phượng hoàng ôm trong lòng kia có một chiếc cửa nhỏ tinh xảo đưa tay nhẹ nhàng lôi ra đều chợt cảm thấy một trận mùi thơm đây là dùng để lúc tiến hành lễ vấn thân nhận bát tự ngọc chân lung của đường khả hinh là bảo bối mà tô linh coi trọng nhất bảo bối, này giá trị chế tạo gần 3 triệu, là phỉ thúy điêu khắc được yêu thích nhất của ông bà ngoại Hạo Nhiên cất giữ, nếu không phải hôn lễ của Hạo Nhiên, đều tuyệt đối không ra mặt. Ngọc Trân Lung này thật xinh đẹp, ân Nguyệt Dung thực sự vui vẻ cười nói, tôi còn là lần đầu tiên thấy. Diệp Mạn Nhi cũng hơi hài lòng tươi cười, nhìn về phía, Ngọc Trân Lung, trong tay bạn tốt nói, đúng là phỉ thúy hiếm thấy a. À. Một phòng tổng thống khác, đồ ăn chay do đầu bếp chuẩn bị cho lễ nạp thái, chế biến ra danh sách điểm tâm, cũng tất cả đều được sửa sang thỏa đáng, còn có người hầu tưởng ra, mỗi người bưng ra hộp gấm nhung nhỏ tinh xảo, đây là sau khi lễ nạp thái kết thúc thuận lợi, đưa cho ký giả truyền thông và người qua đường xem lễ, mà lễ vật đưa cho người hầu và quản gia hai nhà tưởng trang, cũng đều chuẩn bị xong. Lý sư cũng vào lúc này đi vào trang gia, chuẩn bị bắt đầu tính toán giờ xuất hành cho lễ nạp thái, còn trang hạo nhiên lúc này, mới rửa mặt trải đầu xong cất bước ra khỏi phòng, nhìn về phía đoàn người bận rộn tới lui, còn có ân nguyệt dung cùng Diệp Mạn Nghi, đều cảm giác thập phần khẩn trương cùng mệt mỏi, mặt anh bộc lộ sự cảm động tươi cười, nhìn về phía các xính lễ tinh xảo chạm ngọc và phỉ thúy cổ giá cao ngất trời bày ra trên bàn dài ngụ ý cắt tường vui vẻ, nhất là nhìn thấy trên bàn kia có khối ngọc sư tử tú cầu. Thật vô cùng yêu thích. Ân Nguyệt Dung liếc mắt nhìn con trai một cái, mới nhìn dáng vẻ Diệp Mạn Nghi đang bận rộn như vậy, bà liền việc cớ đi ra. Trang Hạo Nhiên nhìn mẹ mình rời đi, hiểu ý của bà, anh lúc này mới dần dần thu lại thần sắc nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Diệp Mạn Nghi vẫn đứng ở nơi đó bận rộn, một hồi nhìn bên này, một hồi nhìn bên kia, một hồi còn muốn phân phó các vệ sĩ 24 tiếng đồng hồ canh giữ nghiêm ngặt. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới bên người Diệp Mạn Nghi, lại nhìn khối ngọc sư tử đang bướng bỉnh ôm quả tú cầu, tim anh rầm ấm áp, trong nháy mắt tươi cười, cười, từ phía sau ôm lấy bả vai bà, nói cảm ơn gì Dì Diệp, con vất vả như thế cho hôn sự của con, tương lai lúc thiên lỗi kết hôn, con nhất định giúp người phá đám. Diệp Mạn Nghi hơi giật mình, cảm nhận được sự tán thành của con trai, trong lòng cuộn trào mãnh liệt từng trận cảm xúc xót xa, lại không hiểu nhớ tới lúc đứa nhỏ này vừa sinh ra, dáng vẻ thập phần trêu chọc đáng yêu, đôi mắt bà bỗng nhiên ngấn lệ, nhưng vẫn rất nhanh ẩn nhẫn, hơi thu lại thần sắc, chậm rãi xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên mặc ti sớt ngắn tay trắng cùng quần thường trắng, bà liền vẻ mặt nghiêm túc nói, đây đã là cuối thu, sao lại còn không biết chăm sóc chính em Phinh như vậy? Lỡ như cảm mạo làm sao bây giờ? Trang hạo nhiên nhìn về phía mẹ tươi cười. Diệp mạn nghi lẳng lặng nhìn đứa con trai nhỏ thực sự anh vĩ bất phàm, dáng vẻ tiêu sái đẹp trai, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt bà lại nhanh chóng lưu chuyển, mới nhẹ nắm đầu ngón tay, thở dốc nói, đi mặc đem quần áo vào, ta cho người chuẩn bị trà sâm cho con. Không cần, con cũng không phải ông lão 80, uống trà sâm làm gì. Trang hạo nhiên trong nháy mắt nắm tay mẹ, ép chặt trên mặt mình, mới tràn đầy tiếu ý nói, người mau xem một chút. Mặt con nóng nghi ngút này. Diệp mạn nghi nhẹ vỗ về má trái con trai, ngón tay chân thực chạm tới mang cảm giác ấm áp kia, nhớ tới đã từng lúc bị cướp mất con kia, chính mình khóc đến xé lòng, con trai đáng thương của tôi, mẹ còn chưa kịp chi ầm vào khuôn mặt ấm áp của con một chút nào, con cứ như vậy đi rồi, con của mẹ con có lạnh hay không? Con trở về, để mẹ ôm con một cái, lại ôm con một cái. Thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của con ở đâu? Thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của con ở đâu vậy? Con của mẹ. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía mẹ. Diệp mạn nghi chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, lòng bà nặng chịu từng trận tim đau như cắt, lại khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn về phía con trai nhỏ với dáng vẻ thực sự tuấn kiệt, mà ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp kia, khiến bà dần dần quên đi chút xót xa trong quá khứ có lẽ thượng đế đối với tất cả sớm đã có sắp đặt từng oán hận từng đau đớn đều đã qua đều tha thứ bà nhẹ thở dốc một hơi lúc này mới mỉm cười ngừng đầu nói đi nghỉ ngơi đi trong khoảng thời gian này con cũng mệt mỏi rồi trang hạo nhiên mỉm cười gật gật đầu diệp mạn nghi không nói nữa mà nhanh chóng xoay người nhìn về phía trước từng phần lễ vật nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt vội vã phân phó người hầu chỉnh sửa cho thật tốt trang hạo nhiên thật sâu nhìn về phía bóng lưng mẹ anh đau lòng thở dốc nhưng vẫn có chút xúc động hai tay đút túi quần cất bước đi ra phòng khách lại cảm giác khí trời cuối thu dễ chịu một trận gió nhẹ đưa tới trăng sáng trên bầu trời kia cũng chỉ là nửa cung tròn anh không khỏi ngẩng đầu cảm thán trăng có lúc tròn lúc khuyết người có hỏa phúc sớm tối chậm rãi anh lấy điện thoại di động ra bấm số người nào đó yếu ớt nói thân ái tôi nhớ anh một phòng ngủ xa hoa tưởng thiên lỗi vừa bận rộn cả ngày vì trang hạo nhiên sắp sửa tổ chức hôn sự thiếu chút nữa mệt tắt thở chỉ riêng với thực đơn các bộ phận phòng bếp đưa tới đều thấy hoa cả mắt đừng nói đến việc khởi công nho viên bên kia chuẩn bị dựng bối cảnh hôn lễ việc lớn việc nhỏ bận đến mức như mình đang sắp kết hôn vừa rồi hiếm khi được trở về tắm rửa thư thư phục phục nằm trên giường chuẩn bị ngủ ngon giấc di động lại vang lên anh cầm điện thoại nghe thấy thanh âm buồn nôn của trang hạo nhiên khác nóng mắt chịu không nổi nói. Không thể nào, cơm không cho tôi ăn, ngay cả ngủ cũng không cho tôi ngủ. Tôi thật chịu không nổi. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt thở dài, giống như người kia ngay trước mặt, xem xét liếc anh một cái, mới nói, ai nói không cho anh ngủ. Tôi chỉ là nhớ anh, mới gọi điện cho anh thôi. Xin cậu đừng thường xuyên nhớ đến tôi, tốt nhất Vĩnh Viễn cũng đừng nhớ tới tôi. Tôi vì chuyện hôn lễ của cậu, đều bận đến mức tiền ngang hậu lật rồi đây rốt cuộc có quan hệ gì với tôi chứ? Hơn nữa hôn lễ này lại tiêu phí rất nhiều tiền của khách sạn, còn ghi nợ của tôi. Tưởng thiên lỗi thực sự chịu không nổi, chuyện người này hôm qua mắng Oscar, đến bây giờ còn chưa có tiêu hóa hết. Hôm nay lúc cha tìm đến mình, nói hôn lễ ghi nợ cá nhân, anh có một cảm giác đau đớn như bị người ta chém một đao. Trang hạo nhiên cầm điện thoại, ngọt ngào cười, dừng lại một chút, mới cúi đầu ôn nhu nói cảm ơn anh. Da đầu xương cốt đều tê dại, Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, dáng vẻ muốn chết, trực tiếp bất đắc dĩ nói, không cần cảm ơn. Tổng giám đốc Trang, vậy tôi đi ngủ, chúc ngủ ngon. Ai, lại tán gẫu một chút thôi. Trang Hạo Nhiên vội vàng vui vẻ kêu anh. Tôi để cho Oscar nhà tôi cùng cậu trò chuyện, Tưởng Thiên Lỗi thuận miệng nói. Tôi không muốn, cái con chó đáng chết kia, Trang Hạo Nhiên cũng là thuận miệng nói. Cậu Tưởng Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi cầm di động, thực sự không chịu nổi, tích một tiếng cúp điện thoại. ai ai ai, tôi không phải cố ý. trang hạo nhiên liên tục muốn gọi, thế nhưng đối phương sát sát thực thực cúp điện thoại. anh cầm di động hơi dừng một chút, nhớ tới vừa rồi cùng tưởng thiên lỗi đối thoại, anh không khỏi xúc động mỉm cười. lại vừa vặn vào lúc này, di động lại vang lên, anh nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp ấn nút nghe, vui vẻ cười nói thân ái, anh nhờ tôi sao? bác dịch đứng trước đai sảnh khách sạn Á Châu, một tay sách túi hành lý, một tay cầm điện thoại. Nghe nói như vậy, anh mỉm cười nói, tôi mặc dù cùng cậu rất thân thuộc, nhưng vẫn còn chưa tới cái loại trình độ đó, cậu không cần xưng hô với tôi như vậy. Trang hạo nhiên hơi ngẩng đầu, kinh ngạc gọi bác dịch. Ừ, gọi điện thoại cho cậu, nói cho cậu biết một tiếng, tôi phải đi. Bác dịch mỉm cười, nói. Trường 1312, đại kết cục 52, đáp lại. Buổi tối, ánh đèn huy hoàng khách sạn Á Châu, tinh quang rạng rỡ, Vô số xe con màu đen, kiểu dáng đến từ khắp nơi trên toàn thế giới, nhau nhau lóe ra thứ ánh sáng kim loại đẹp mắt, dừng trước cửa khách sạn, người phụ trách tại Trung Quốc của các thương hiệu cao cấp đẳng cấp quốc tế vừa cùng hai nhà tưởng trang điện đàm, nhau nhau cất bước đi xuống siêu xe, Sanen, Dior, Gucci, L, Miss Sixty, Calvin Klein, Gianni Versace. Toàn bộ là những tập đoàn đẳng cấp mà Trang Ngải Lâm lựa chọn kỹ lưỡng để chuẩn bị cho hôn lễ của Đường Khả Hinh, bọn họ mỗi người đều trang phục thời thượng thần thái sáng láng, khí chất cao quý từ từ cất bước đi vào bên trong đại sảnh khách sạn. Hoắc Minh dẫn theo vài quản lý tức khắc cất bước đi ra, tiếp đón khách quý. Trang hạo nhiên thì vẫn mặc t-shirt trắng cùng quần thường trắng, trực tiếp từ cửa sau đại sảnh nhanh chóng đi vào, rốt cuộc thở dốc nhìn thấy bác dịch đang mặc âu phục đơn giản, nới lỏng nút áo âu phục, tay cầm túi hành lý đen của mình đã dùng nhiều năm, đang đứng trước thảm đỏ, đón gió biển nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo một chút tịch mịch trái phải nhìn quanh, anh hơi tạm dừng bước chân nhìn về phía bóng dáng cô đơn của bạn tốt anh thở dài một cái cuối cùng mới đi qua chậm rãi gọi bác dịch bác dịch xách túi hành lý xoay người nhìn về phía trang hạo nhiên đang nhanh chóng đi qua anh nhàn nhạt cười trang hạo nhiên bất đắc dĩ thở dốc cất bước đi tới trước mặt bạn tốt trực tiếp mất mát thất vọng nói này tôi kết hôn sự kiện lớn như vậy anh lại là ân nhân cứu mạng tôi còn là bạn tốt của tôi sao lại có thể rời đi vào lúc này được Bác dịch nghe lời này, khẽ cười nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, pha trò nói, lễ nạp tài còn chưa qua, cậu đã nghĩ đến hôn lễ. Tôi quả thật có chuyện, vì cuộc thi hầu rượu vừa qua, việc thu hoạch nho, tôi đều giao cho người khác, nếu không phải là hoàn cầu đích thân cử người trông coi, tôi thật không yên lòng, đã sớm trở về. Thế nhưng đầu mùa đông sắp tới rồi, tuyết rơi đầu mùa, cậu nên biết một lượng lớn nho cuối mùa, chờ mấy ngày nay. Tôi phải quay về, đợi đến lúc hôn lễ cậu, có lẽ tôi sẽ lại đến bất quá giữa chúng ta làm chi kỹ nhiều năm như vậy cậu hẳn là hiểu tôi trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía anh dừng lại một chút mới thở dài một hơi nói anh không thể chờ thêm một chút sao hoặc là cố gắng thêm một chút tôi có thể hiểu rõ cảm giác trong lòng anh chị của tôi đúng là người thường khiến cho người ta có cảm giác chán nản bởi vì chị ấy không dễ dàng bị thuyết phục cũng không thường xuyên thỏa hiệp trừ phi chính chị ấy nguyện ý Bác dịch nghe lời này, hai chồng mắt nhàn nhạt lóe lên, mỉm cười nói: Kỳ thực chỉ cậu không phải loại người như vậy. Cô ấy là một người tâm địa rất tốt, có ca tính, có tương lai, có lý tưởng. Cô ấy cũng không phải là người không dễ dàng thuyết phục, chỉ là có những kiến giải của chính mình mà thôi. Trang hạo nhiên lại bất đắc dĩ nhìn về phía bác dịch, có chút khổ sở nói: Thực sự không thể chờ một chút sao? Tôi sẽ cho người giám sát toàn bộ quá trình trong vườn nho của anh, bảo đảm làm theo chỉ thị của anh bác dịch thật sâu nhìn về phía trang hạo nhiên lại mỉm cười nói cậu và tôi đều là người có tính tình giống nhau đối với sự việc và người yêu thương nhất đương nhiên đều biết đích thân mình làm vẫn là quan trọng nhất lúc hôn lễ tôi chắc chắn sẽ qua đây cậu không cần lo lắng trang hạo nhiên nghe lời này mới tươi cười bác dịch nhìn chiếc xe con màu đen của mình đã chậm rãi lái tới anh liền vươn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vai hạo nhiên nói chuyện hôn lễ phải cố gắng lên tương lai còn có thật nhiều chuyện phải bận rộn, nhớ chú ý nghỉ ngơi. Rượu băng trong tiệc cưới của cậu, lúc trở lại, sẽ đích thân chuẩn bị thật tốt. Trang hạo nhiên nhìn về phía bác dịch người bạn tốt với dáng vẻ uất ức này, anh mới cuối cùng buông lỏng tâm tình, cười nói, kỳ thực. Tôi thực sự rất thích anh làm anh rể tôi. Ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép, bác dịch cố ý nhìn anh một cái, lúc này mới bất đắc dĩ cười rộ lên nói, thế nhưng tôi không thích cậu làm em vợ tôi, cậu và Khả Hinh đều quá phiền. Đi nhé. Ừ, lúc trở về làm đêm, cẩn thận một chút, Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía bác dịch, trong lòng lặng yên cầu khẩn cùng chúc phúc. Được, bác dịch vừa xách túi hành lý muốn xoay người, ngồi vào xe của mình, lại nhìn thấy phía trước cất bước đi tới một thân ảnh quen thuộc, anh hơi giật mình. Trang Ngải Lâm mặc váy dài màu vàng kim, bên ngoài khoác tây trang trắng, cơ mái tóc dài cá tính tới eo, vừa bước ra khỏi chiếc Rolls Royce, lại nhìn thấy bác dịch mặc âu phục đơn giản đứng trong bóng đêm đang nhìn chính mình cô lạnh lùng nhìn về người phía trước mặt ánh mắt rơi vào túi hành lý trong tay anh trang hạo nhiên lập tức nhìn thấy chị lại liếc mắt một cái nhìn bác dịch anh liền trầm mặc hướng bạn tốt gật gật đầu liền xoay người rời đi bác dịch tiếp tục nhìn về phía trang ngải lâm mặt bộc lộ vẻ thản nhiên nhưng đôi mắt lại bộc lộ nồng đậm tịch mịch cùng thâm tình trang ngải lâm nhìn về phía ánh mắt anh không khỏi nhớ tới ngày đó trong hầm rượu anh Phi như bay vào trong cứu mình, rơi lệ nói lời kia, sắc mặt cô hơi thu lại, chậm rãi cất bước đi tới trước mặt anh, nhàn nhạt nói anh muốn đi. Bác dịch tiếp tục thật sâu nhìn về phía Trang Ngải Lâm, chậm rãi gật đầu, nói, ừ. Việc thu hoạch nho cuối mùa sắp bắt đầu, nếu như, hôn lễ hạo nhiên anh không thể tham gia, như vậy. Hôm nay chính là, từ biệt, ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép. Trang Ngải Lâm nhàn nhạt nghe lời này, hai tròng mắt lưu chuyển, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Trái tim bác dịch tức khắc vang lên một trận cường liệt mà đau đớn, anh lại nặng nề kiềm chế, thở dài một hơi, lúc này mới yếu ớt nhìn về phía ánh trăng sáng trên bầu trời kia, nhàn nhạt nói anh vẫn cảm thấy mặt trăng trong vườn nho của anh là đẹp mắt nhất, bởi vì anh thực sự rất yêu nơi đó. Thế nhưng từ khi làm giám khảo cuộc thi hầu rượu sau một thời gian dài chờ đợi như vậy, anh mới hiểu được, bất luận ta đi thật xa, mặt trăng vẫn là mặt trăng kia quá khứ chỉ là một mặt cố chấp mà thôi anh khuyết thiếu một chút năng lực cảm nhận đối với người yêu thương nhất chút năng lực cảm nhận kia có lẽ thực sự vì anh từ nhỏ đã cô độc anh xác thực không hiểu được yêu một người là thế nào sốt cuộc yêu một người là như thế nào anh cũng không hiểu anh từng có một cơ hội như vậy phải giao phó cả đời mới có được là chính anh đã phá hủy nó trang ngải lâm lặng yên đứng ở nơi đó không lên tiếng bác dịch quay mặt sang, thật sâu nhìn về phía trang Ngải Lâm, mỉm cười nói, Ngải Lâm, anh rất vui vẻ, trong hành trình dài rằng rạc của anh, em đã vì cuộc đời của anh mà cho đem một phần tưởng niệm. Loại cảm giác này rất tốt đẹp, cảm ơn em. Trang Ngải Lâm tiếp tục không nói lời nào, dường như có phần không buồn bực, lại nhìn phía sau xe con của anh, nói anh phải trở về đêm nay sao? Như vậy rất nguy hiểm. Không có việc gì, thói quen rồi, bác dịch lại nhìn Trang Ngải Lâm một cái, mỉm cười nói anh đi rồi chăm sóc thật tốt bản thân mình anh nói xong liền một mình xoay người mở cửa xe xách túi hành lý ngồi vào trong ghế điều khiển đem túi hành lý đặt ở bên cạnh lại đóng cửa xe lúc khởi động xe hai tay nắm tay lái quay mặt sang mỉm cười nhìn về phía trang ngải lâm nói anh đi đây hẹn gặp lại hai mắt trang ngải lâm chớp chớp trái tim đột nhiên dâng lên từng đợt sóng trên mặt giường như có chút không nhịn được nhưng vẫn chậm rãi gật gật đầu nói, hẹn gặp lại. Bác dịch hai chồng mắt lóe lên, không nói nữa, mà nặng thở dốc, một tay nắm tay lái, để xe chậm rãi hướng về phía con đường tối tăm từ từ chạy tới. Trang ngải lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ là cảm giác trái tim dâng lên từng đợt sóng chiều, toàn bộ hóa thành một cỗ chua sót, cô lại vẫn nét mặt căng thẳng, chớp chớp mắt, im lặng không lên tiếng, kỳ thực nhìn mặt trăng cũng như nhìn người, chỉ có một. Người phụ nữ này cảm giác chiếc xe kia chạy càng ngày càng xa, cô mới thở dốc, muốn xoay người, lại nghe phía trước truyền đến một trận tiếng thắng gấp lại, cô hơi giật mình. Bác Dịch hai tròng mắt ẩn chứa nước mắt, mặt cuối cùng bộc lộ vẻ kích động không nỡ, nhanh chóng đi xuống xe, cũng không kịp đóng cửa xe, liền hướng phía khách sạn Á Châu nhanh chóng đi tới. Trang Ngải Lâm sững sờ tại chỗ, trái tim thở nhẹ. Bác Dịch quả thực một lần nữa cất bước đi tới trước mặt Trang Ngải Lâm, cúi xuống dưới mặt bộc lộ vẻ thống khổ tưởng niệm, nước mắt rưng rưng, lại xúc động không nhịn được vươn hai tay, nhẹ nắm hai tay Trang Ngải Lâm, run rẩy nghẹn ngào nói, ngày đó ở hầm rượu ra có khỏe không? Thân thể có nơi nào không thoải mái hay không? Có nhớ anh hay không? Anh rất nhớ em, anh yêu em, Ngải Lâm, anh sẽ ở vườn nho chờ đợi em, chờ ngày em hồi tâm chuyển ý, cho đến khi cuộc sống của anh kết thúc, bất luận lúc nào, xuân hạ thu đông anh đều chờ em. Người đàn ông thâm tình mà tịch mịch này, nói xong câu đó, chậm chạp nghiêng người về phía trước, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mỏng của người phụ nữ trước mặt, nước mắt dọc theo khóe mắt run run lăn dài. Trang Ngải Lâm hai tròng mắt ngấn lệ, môi khẽ nhúc nhích. Cho anh một điểm đáp lại, Ngải Lâm, cho anh một điểm đáp lại, cầu xin em, bác dịch nói xong, lại nghẹn ngào cúi mặt nhẹ ngậm lấy cánh môi Trang Ngải Lâm, thậm chí kích động thoát ra đầu lưỡi, cùng người phụ nữ này thật sâu dây dưa, Giống như ngày đó trong bóng tối nếm dịch rượu ngọt ngào kia, hai cánh tay to lớn thậm chí mang theo thói quen bá đạo, ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, để cho cô dán chặt vào lồng ngực đang kích động phập phồng của mình. Trang Ngải Lâm ban đầu còn ngạc nhiên, khuôn mặt căng thẳng, tạm dừng động tác, lại cảm giác người đàn ông trước mặt cường liệt mà nóng cháy ôm chặt chính mình, cái loại mị lực cùng sự bá đạo đó đến từ nguyên thủy nhất, lại bắt đầu nồng nhiệt xoay tròn quanh mình, trong đầu lóe ra tất cả hình ảnh quá khứ ở vườn nho, lòng cô khẽ động không nhịn được mở ra môi mỏng, nhẹ vươn đầu lưỡi, nghênh đáp lại anh, hưởng thụ hơi thở mãnh liệt tỏa ra nơi lô ngực của anh, hai tay dần dần nắm cánh tay người đàn ông này. Cảm giác cánh tay anh như sắt, truyền tới sự cứng rắn. Bác dịch quý trọng sự thỏa hiệp hiếm có này, trong nháy mắt lại ôm chặt trang ngải lâm, nhẹ tay giữ sau gáy cô, cuồng nhiệt hôn đôi môi ngọt ngào của cô, cùng đầu lưỡi cô quấn quyết. Toàn bộ gió mùa thu lướt qua, khách sạn Á Châu vẫn đèn đuốc sáng trưng, khách lui tới vẫn thật nhiều, hai người yêu nhau trước thảm đỏ, vẫn nóng cháy ôm hôn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đàn ông kia, đau tiếc cùng yêu thương sâu sắc nhẹ vỗ về bên hông người phụ nữ này, nhẹ nhàng vuốt ve. Trang ngải lâm dường như say, tựa vào lồng ngực người đàn ông này. Bác dịch lồng ngực cũng như bị trúng một chùy thật nặng nề, nhưng trong nháy mắt đè nén những tưởng niệm của chính mình, bỗng chốc buông người phụ nữ trước mặt ra, nặng thở dốc, không dám lại ngẩng đầu lại nhìn cô, mà đau đớn khổ sở xoay người trầm mặc rời đi. Trang ngải Lâm ngây ngốc đứng tại chỗ, cảm giác người kia cách càng lúc càng xa, mang theo sự minh mông về tín ngưỡng của thế giới, càng đi càng xa, chính mình lại vẫn một thân một mình đứng trên thảm đỏ, hai tròng mắt cường liệt ngấn lệ. Chương 1313, đại kết cục 53. Sáng sớm, ngày lễ nạp thái. Trời vẫn vừa mới tảng sáng, xa xa núi rừng tiếp tục chìm đắm trong sương mờ lộ ra một mảnh màu sắc xanh xanh, giấu dưới sự bình tĩnh này, rốt cuộc có bao nhiêu cố sự thần bí mà đặc sắc. Những căn nhà kiểu Trung Quốc rừng giữa sườn núi, trái phải sâu thẳm mà kéo dài con đường đồng du, vô số đặc công cùng vệ sĩ nhao nhao mặc chế phục, cách đường ra trăm mét, đi quanh thủ hộ nghiêm ngặt, lóe ra ánh đèn xe cảnh sát xanh đỏ, đem ký giả cùng người xem náo nhiệt, toàn bộ đều chặn lại bên ngoài rào chắn, tất cả đều bình tĩnh như vậy, ngay cả người chủ trì đại cục bà Chu, cũng không thấy bóng dáng đâu, cả con đường Phượng Hoàng rộng lớn hoàn toàn yên tĩnh, vô số ký giả bắt đầu chờ từ đêm qua. trận trận đèn flash chói mắt lóe ra tia sáng. nghe nói hôm nay sẽ có hai nhân vật quyền cao chức trọng nhất tham gia lễ nạp thái lần này, nhưng mỗi người cũng không dám kêu tên của bọn họ. mà phấn khởi nghĩ Trang gia rốt cuộc sẽ cử người cùng vật thế nào đi đến lễ nếp tài đây. bầu không khí long trọng này cũng đã khiến người ta chờ mong. tòa nhà Trang gia lúc này một chút động tính cũng không có mà bầu không khí khách sạn Á Châu liền một trận vô cùng nhiệt liệt, nghe nói hôm nay lễ nạp thái xuất phát ở phòng tổng thống, các cô mỗi người đều hưng trí bừng bừng đàm luận chuyện này, tổng quản lý khách sạn Hoắc Minh cũng đã đến khách sạn từ sớm, dẫn theo vệ sĩ chuẩn bị tốt cho việc xuất hành trong lễ nạp thái, rất nhiều chiếc xe con màu đen đã dừng trước khu biệt thự phòng tổng thống Bạch Kim, thỉnh thoảng nhìn thấy một vài người hầu mặc đồng phục đen trẻ tuổi ra ra vào vào. Bên trong vườn hoàn toàn yên tĩnh cùng thần bí. Hơn 600 ký giả toàn thành phố chia ra tìm tòi khắp các con đường, nhưng bầu không khí ấy lại không dám kinh động đến tô phủ. Tô phủ, ngôi nhà lớn kiểu Trung Quốc có cảnh liễu rũ xuống dòng suối phun từ con rùa lớn màu vàng, kéo dài sức sống đêm qua, cuồn cuộn không ngừng phun ra dịch thể màu vàng, cửa lớn chạm khắc màu xanh, chỉ hé mở, thỉnh thoảng có thể thấy thân ảnh di động, không có bao lâu, liền bay ra một trận mùi thơm trà hoa nhài. Tô Linh mặc áo sơ mi trắng cùng quần ôm sát vàng nhạt, tóc buộc cao đuôi ngựa, hiện ra vóc người cao gầy cá tính, tay cầm bút lông dài, đứng trước bàn có bóng trúc nhẹ đung đưa, mặt bộc lộ thần sắc nghiêm túc. Hai tròng mắt nhẹ chớp nháy, ngưng thần nửa khắc, mới chậm rãi cúi người, nhấc bút lông, dưới tờ giấy trắng muốt ngưng thần tính khí viết, bảo kiếm phong theo mài rũa ra, hoa mai hương chúc khổ hàn đến. Bút lông chấm mực lướt qua giấy huyên, phát ra thanh âm, róc rách, ngừng lại nửa khắc, nét chữ rồng bay phượng múa tức khắc xuất hiện. Tịnh kỳ chậm rãi bỏ trà bánh xuống, chầm mặc nhìn về phía bức thư pháp lịch sử tao nhã trước đài mực hương kia. Tô Linh vừa giơ bút lông viết, vừa ngưng mặt hỏi, chuẩn bị thế nào rồi? Tịnh Kỳ nhìn về phía Tô Linh, mỉm cười nói, tất cả đều chuẩn bị xong, chỉ là cửu long đỉnh kia. Cô lẳng lặng liếc mắt nhìn Tô Linh một cái. Tô Linh vẫn ngưng thần tĩnh khí, hai tròng mắt càng lúc càng tinh nhuệ lóe ra, tiếp tục cầm giữ lực đạo cùng tư tưởng, rốt cuộc tuyệt bút phung lên, hoàn thành câu thơ cứng cáp hùng hồn này, cô lúc này mới hơi ngừng lại. Tay giờ bút lông, đón gió thu từ rừng trúc xanh thổi vào, nhìn về phía nét chữ tiêu sái của mình, rốt cuộc hài lòng tươi cười, hơi gật gật đầu. Thời gian từng chút từng chút qua đi, tuy nhiên giờ lành chưa tới, ấn theo lời lý sư, hôm nay là ngày lành, đan phượng chiêu dương, trăm năm khó có được một ngày, chân trời chỉ từ từ chớm đỏ, nhưng tiên nắng ban mai đến trễ hơn so với lúc trước, vô số ký giả nhau nhau kỳ quái ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời một mảnh trắng xóa kỳ thực thoạt nhìn đó cũng không phải một ngày lành đặc biệt, thậm chí có những người xì sầm to nhỏ, có thể mưa hay không, mới nói đến đây, thỉnh thoảng nhìn thấy cửa lớn đường ra có chút tiếng động. Nhưng rất nhanh liền biến mất, mọi người lại nhao nhao tò mò đưa mắt nhìn sang. Đường ra, hơn 10 người hầu mặc váy đồng phục đen, tóc bối cao tinh xảo, nhao nhao đứng trước cửa lớn hoa viên, một thảm đỏ từ cửa lớn chính viện nối thẳng tới bên ngoài chiếc cổng sắt khắc hoa màu đen, cửu đỉnh lò bằng đồng đen đặt ngay chính giữa thảm đỏ hoa viên, long trọng mà thần bí, trái phải hai bên thảm đỏ, để một chiếc bàn thật dài, trên bàn đặt các loại điểm tâm sơn chân hải vị được nấu nướng tinh xảo, còn có bàn quả đào tiên ngụ ý cắt tường, bà Chu lúc này dẫn dĩnh hồng còn có vài người hầu, từ cánh cửa chính viện thần bí đi ra. Mặt bộc lộ vẻ uy nghiêm, nhìn về phía cây tùng nghênh khách cùng các loại cây ăn quả được treo hồ điệp kết, trúc xanh thật dài vẫn kéo dài không ngừng, Quỳnh Tương Ngọc dịch, thảm đỏ thật dài trải ra long trọng mà vui mừng, cảm giác ký giả bên ngoài cùng với dòng người dũng động, bà lại vẫn lạnh nhạt xoay người, nhìn về phía Dĩnh Hồng chậm rãi hỏi, "Tiểu thư dậy chưa?" Dĩnh Hồng mỉm cười nhìn về phía bà Chu nói, "Sáng sớm đã dậy rồi, hình như có chút ngủ không ngon." Bà Chu nghe lời này, mặt bộc lộ nụ cười hiếm thấy, lại hỏi, "Phu nhân tối hôm qua trở về chưa?" Dĩnh Hồng nghe lời này, lại hơi ngưng nhìn về phía bà Chu chút không khí khẩn trương cùng càng lúc càng nghiêm túc ấy, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đường ra, so với sự hoan thiên địa hỉ hôm qua, mọi người cười cười nói nói, hôm nay mỗi người đều thập phần trầm tĩnh nghiêm túc, biết sau đó sẽ có nhân vật cấp cao đến, các cô tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chớ lên tiếng nói nhỏ, phòng khách mặc dù rộng lớn bầy biện đồ cổ cùng bố trí rất tráng lệ, nhưng vẫn không lọt ra chút tia sáng sung túc nào, trên lầu giường như có thanh âm truyền đến, lại rất mau biến mất. Phòng ngủ chính trên lầu, Đường Chí Long dậy thật sớm, mặc quần áo ở nhà đơn giản, ngồi trước bàn dài cạnh cửa sổ sát đất, mặt bộc lộ vẻ suy ngẫm, hai tròng mắt ẩn nhẫn nhìn về phía núi rừng xa xa, truyền đến những đợt khói xanh mờ mờ ảo ảo, khiến cho người ta chờ mong một ngày trọn vẹn, ông lại ẩn nhẫn đau đớn tỏng lòng, nhớ lại lúc con gái toàn tâm muốn cầu xin, khiến ông nhẹ thở dốc, từ đêm qua ông vẫn chờ đợi vợ mình trở về, nhưng vẫn đợi đến khi trời mịt mù mới ngủ, mà không có bao lâu sau, ông tỉnh lại lúc đứng dậy chợt cảm thấy eo mỏi lưng đau. Hai chồng mắt đau đớn chấp chấp, cũng không gọi người hầu, liền tự mình ngồi trên ghế, rơi vào trầm tư. Có lẽ bất luận như thế nào, người kia Thủy chung vẫn là người vợ sống chung hơn 10 năm của mình, đó cũng là một cuộc hôn nhân. Tiếng gõ cửa, dần yếu ớt vang lên, thanh âm người hầu nhỏ nhẹ truyền đến, lão ra, nên đứng dậy. Đường trí long lẳng lặng ngồi trên ghế, cảm thụ được gió cuối thu, có chút lạnh, tim dường như cũng có chút lạnh. Tiếng gõ cửa kéo dài, ông lúc này mới hoàn hồn, hai tay chống ghế bành, dần dần đứng lên, lại không tự chủ cách cây tùng nghênh khách ngoài cửa sổ, nhìn thấy con đường đồng du nhỏ bên trái, đang từ từ đi tới một thân ảnh quen thuộc, trong tay dường như ôm một chiếc hộp gỗ màu đỏ, đang mệt mỏi đi trên đường núi, thần sắc ông hơi ngưng, hai tròng mắt lóe lên vài phần kinh hỉ, tức khắc tinh thần vui sướng rất nhanh cất bước đi ra khỏi phòng ngủ. Lý Tú Dung vẫn mặc quần áo đơn giản, so với những bộ trang phục cũ trước đây thì đã khá hơn nhiều, trong tay ôm một chiếc hộp gỗ điêu khắc hoa mai, đang vẻ mặt trầm tư mệt mỏi đi lên núi, biết cửa chính có ký giả, bà liền từ con đường ven sườn núi đi về phía cửa sau nhà mình, thấy hai người hầu nhanh chóng mở cửa tường vây, đang muốn nghênh đón mình, bà khẽ cười cười, đang muốn cất bước đi vào trong, lại nhìn thấy chồng mình đã kinh hỉ đi ra, bà hơi giật mình. Đường trí long giống như nằm mơ, kinh ngạc mà đau lòng đứng cạnh cửa, nhìn về phía vợ mình lý tú dung cũng thật sâu nhìn về phía chồng mình ngón tay nhẹ lướt qua hộp gỗ cỗ kia mặt bộc lộ vẻ lo lắng nói ông tối hôm qua ngủ không ngon sao sao sắc mặt lại tiều tụy như vậy so với sáng nay lúc tôi ra cửa mệt mỏi hơn đường trí long không lên tiếng chỉ là thật sâu nhìn về phía vợ mình lý tú dung thấy ánh mắt này của vợ mình bà dường như có chút hiểu ra nhưng vẫn đành phải xin lỗi nói người kia là người cùng tôi mười mấy năm không thể nào nói đến với ông là đến ngay được, ít nhất phải cùng người ta cáo biệt, cũng xem như có một chút giao tình. Tôi thuận tiện trở lại lấy vài thứ. Đường Chí Long nghe lời này, chậm rãi rũ mắt xuống, nhìn về phía cái hộp gỗ đỏ kia, chợt cảm thấy một trận ký ức quen thuộc, chợt hiện về. Lý Tú Dung nhẹ vỗ về cái hộp gỗ trân quý nhiều năm kia, mặt bộc lộ nụ cười vô cùng âu yếm, nhìn về phía chồng nói, hộp này là lúc chúng ta kết hôn, ông nhờ người dùng gỗ lim tốt làm riêng cho tôi, bên trong lúc đó ông tặng tôi một đôi vòng tay vàng nạm hồng ngọc. Tôi thập phần quý trọng, ngay cả lúc trong nhà xả ra biến cố, tôi cũng không tiếc bán của cải lấy tiền mặt, lại sợ người kia bởi vì ham bài bạc nổi lên tính tham. Tôi liền đem hộp này chôn ở bên cạnh song gần nhà chúng tôi, qua nhiều năm như vậy, vẫn là cây đa kia. Hôm nay là ngày lành làm lễ nạp thái của con gái chúng ta, tôi trong lòng suy nghĩ trong nhà chúng ta tất cả mọi thứ, đều cơ hồ là trang gia và tô gia đưa tới, chỉ có mổ đồ vật thuộc về chúng ta, để lại cho con gái, vòng tay hồng ngọc này tính tới hôm nay, cũng không có gì gọi là rất chân quý, thế nhưng nhiều năm qua như vậy, tôi vẫn cất kỹ cho tới hôm nay, ở đây có tất cả tình ý của tôi đối với ông, vẫn, vẫn luôn không có thay đổi. Lý Tú Dung nói cho hết lời, hai tròng mắt đã không nhịn được chìm trong nước mắt. Đường Chí Long im lặng không lên tiếng, hai tròng mắt phiếm hồng, lặng yên nhìn về phía cái hộp đỏ kia, nhớ tới vợ mình lúc cùng mình quen biết đến lúc mình chưa có địa vị hiển hách, bà cũng vẫn chưa từng có cuộc sống xa hoa, thậm chí đối với châu báu trang sức không yêu cầu quá cao, nhưng đối với vòng tay hồng ngọc này, vẫn chưa có rời khỏi đôi bàn tay bà. Bây giờ thế sự biến thiên, người thiếu phụ từng Mỹ lệ ôn nhu, bây giờ đã thành một phụ nữ trung niên đầu hai thứ tóc, nếp nhăn nơi mu bàn tay, cũng đã mang theo thật sâu niềm thương nhớ cùng sầu bi. Ông lập tức một trận ái náy đau đớn, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đem vợ ôm vào trong lòng đau lòng nghẹn ngào nói tú dung cảm ơn bà đã trở về cảm ơn bà đã tha thứ cho tôi tất cả đều là lỗi của tôi tôi hy sinh mọi người mặc kệ các người là phủ nhận hay thừa nhận lý tú dung tựa vào lòng chồng mình nghe lời này nước mắt lan dài những thứ ân oán những thứ vận rủi những thứ mưa gió ấy sau khi đi qua nhưng vẫn cảm kích ông trời có thể cho vợ chồng bọn họ vào những năm tháng cuối cuộc đời dựa vào nhau, thỏa mãn sâu sắc khát vọng ấy, so với được sở hữu tất cả thành tựu còn có ý nghĩa hơn. Lão gia, phu nhân, giờ lành sắp tới, hai người nên đi xem tiểu thư, nên dặn dò gì thì dặn dò đi. Dĩnh Hồng mỉm cười đi ra, nhìn về phía vợ chồng đường Chí Long nói. Vợ chồng đường Chí Long nghe lời này, đây đó liếc mắt nhìn nhau, đều nhao nhao mỉm cười gật gật đầu, liền đỡ nhau đi vào trong phòng. Cây rừng trùng điệp xanh mướt, nhã tuệ, thi ngữ, Lạp Lạp cùng Tiên Nhi còn có hai ba người hầu, mỗi người đều có chút tươi cười, liếc mắt nhìn người trước mặt. Đường Khả Hinh người mặc váy dài màu nước, trang điểm tinh xảo mà thanh nhã, tóc thắt bím kiểu Hàn, đeo vòng cổ kim cương, ngồi trước bàn trang điểm, hai mắt mở to, đối diện cái gương kêu lên, cảm giác hôn nhân chân thật kia càng ngày càng sâu nặng, vậy mà làm cho cô khẩn trương đến vậy, trong lòng kìm lòng không được nghĩ, chính mình sống lâu như vậy tới nay, làm chuyện gì đều va chạm cho tới hôm nay cô đã không tin mình sẽ có chuyện gì thuận lợi, cô từ đêm qua vẫn bắt đầu ác mộng, mơ hôm nay sẽ mưa to. Sau đó lễ nạp thái không thành, vậy phải làm thế nào? Nhã tuệ thật là chịu không nổi nhìn về phía đường khả hinh, bật cười nói ôi, tổ tông a, Lúc này mới là lễ nạp thái, em đã khẩn trương thành như vậy, tới ngày hôn lễ, thì còn thế nào đây? Tới ngày hôn lễ, mượn nhân sâm ngàn năm nhà tiểu nhu đến gặp một chút, nếu không, thật chống đỡ không nổi mà ngất đi. Đường Khả Hinh nhớ tới ngày hôn lễ, vui vẻ đến mức hai tay che lại toàn bộ khuôn mặt đã đỏ bừng. Phốc, mọi người cùng nhau không nói gì bật cười nhìn về phía cô. Ai, Đường Khả Hinh thoáng cái xoay người, nhìn về phía mấy người thi ngữ, khẩn trương hỏi, "Đây đã là lúc nào? Bọn họ thế nào còn chưa có đến a? À? Sẽ không phải là không tới chứ?" Ai, thi ngữ nhất thời cố ý căng thẳng, nhìn về phía cô nhịn không được cười nói, "Tiểu thư, cô cái miệng quạ." nếu để cho bà chu nghe được lại mắng cô đây không phải là giờ lành chưa tới đó sao đường khả hình nhất thời mặt bộc lộ nụ cười ẩn nhẫn ngọt như mật mặc dù có điểm thất thần nhưng lại không nhịn được đứng lên lộ ra hoa văn phượng hoàng muốn nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ nói bọn họ lúc nào đến a à? đúng rồi cha mẹ tôi đâu bọn họ đã đến chưa không biết bọn họ tối hôm qua ngủ ngon không tới rồi tới rồi dĩnh hồng mặt mỉm cười trước một bước đi vào gian phòng Nhìn Đường Khả Hinh nói, lão gia phu nhân đã tới. Đường Khả Hinh nghe lời này, bỗng nhiên một trận kinh hỉ vui vẻ xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Đường Trí Long cùng Lý Tú Dung quả nhiên đã mỉm cười cất bước đi vào gian phòng, bọn họ đều nhìn về phía con gái hôm nay trang điểm yêu nhã đoan trang, rụt rè động lòng người như vậy, thật có điểm xinh đạp của cô dâu, bọn họ đồng thời đều an ủi cười rộ lên, nhìn về phía con gái nói, dậy sớm, liền hoạt bát nhảy loạn thành như vậy. Cha mẹ đường khả hình thoáng cái kinh hỉ đi tới trước mặt cha mẹ luôn luôn hiếu thuận nhanh nhạy nhìn thấy cha mẹ hòa hợp thân mật như vậy cô tức khắc hội ý thật vui vẻ cười rộ lên nói cha mẹ hôm nay khí sắc rất tốt a à? nhất là cha a thoạt nhìn thật vui vẻ a cùng với dáng vẻ ủ rũ nặng nề hôm qua thật không giống chút nào đường trí long cố ý liếc mắt nhìn con gái mới chậm rãi cười bất đắc dĩ nói bướng bỉnh đường khả hình nhìn về phía cha lại một trận ăn ý cười vui vẻ được rồi lý tú dung chậm rãi vươn tay nhẹ nắm đôi tay thon ngọc của con gái tràn đầy cảm xúc thương yêu nhìn con gái nói hôm nay chỉ là lễ nạp thái cho nên theo quy định lễ con vẫn chưa thể lấy chồng bất quá chúng ta đều cùng tô tiểu thư thương lượng qua chỉ cần qua lễ nạp thái liền tức khắc vấn danh cầu thân không biết hạo nhiên hôm nay có tới hay không đến là thủ lễ không đến cũng là thủ lễ thế nhưng bất luận như thế nào con hôm nay đều phải ở trước mặt khách mời biểu hiện tự nhiên một chút, rụt rè một chút, biết không? Con biết rồi, Đường Khả Hinh nhìn về phía mẹ vui vẻ cười rộ lên nói. Hôm nay là ngày trước tiệc tối hai ngày, nhưng chân chính là ngày lớn, Đường Chí Long lại căn dặn con gái nói, không biết trang gia phái ai tới nạp tài, nhưng bất kể phái ai tới, đây đều là một quang cảnh thập phần long trọng, vô số giới truyền thông đều sẽ quan tâm chuyện này, còn mỗi tiếng nói mỗi cử động, từ hôm nay trở đi đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự tương lai của hoàn cầu là một bước rất quan trọng khi con hướng vị trí phu nhân tổng giám đốc hoàn cầu mà dạo bước tiến lên hiểu chưa đường khả Hinh lại thật sâu nhìn về phía cha mỉm cười gật đầu nói con biết rồi con sẽ thận trọng từ lời nói đến hành động đường trí long nhìn về phía con gái lại mỉm cười hài lòng gật đầu lão gia phu nhân tiểu thư có một người hầu vui vẻ đi tới nhìn về phía mọi người nói giờ nạp tài sắp đến Xe của ủy viên Trương và Tô gia đã tới cửa, bà Chu mời hai vị rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, đến trước đại sảnh đón quý khách. Đường Chí Long nghe lời này, mặt ông bộc lộ khí thể hiền hách, hai tròng mắt lóe lên, mỉm cười, gật gật đầu. Chương 1314, đại kết cục 54. Đã đến giờ làm lễ nạp thái. Những máy bay trực thăng nhận được chỉ lệnh liền nhanh chóng lượn quanh khu vực núi đồi hơn 10 chiếc xe con màu đen bao quanh lấy chiếc xe con sang trọng đi đầu, chậm rãi đi trên đường Phượng Hoàng. Tất cả những đặc công mặc đồng phục nhìn thấy chiếc xe dẫn đầu, lập tức chỉnh tề cúi đầu chào hỏi, sau đó xoay người đi theo chiếc xe tiến lên phía trước. Bên trong xe, trường bồi viên mặc âu phục màu đen, gương mặt lộ ra sự lạnh lùng cùng uy nghiêm ngồi ở phía sau xe, nhìn dòng xe cộ không ngừng hướng về phía đường lớn Phượng Hoàng, trong mắt ông lóe ra những tia sáng sắc bén, tinh nhuệ, một chiếc xe con màu đen sang trọng khác cũng cao ngạo tiến vào đường phượng hoàng dọc theo đường vòng quanh núi cao lái tới hôm nay tô tĩnh thần khó có được một ngày mặc âu phục phối hợp với chiếc kính đen trên gương mặt xuất hiện nụ cười phòng khoáng tô linh thì mặc áo sơ mi trắng cùng váy vàng bó sát người bên ngoài là chiếc áo khoác cùng màu chân đi đôi giày cao gót màu trắng tóc đuôi ngựa búi cao ánh mắt dõi theo phong cảnh mỹ lệ trôi qua bên ngoài cửa xe trên môi nở nụ cười nói kỳ thực chúng ta sắp xếp hôn sự này vì khả hình cũng tốt khó có khi nhìn thấy ông nội nghiêm túc như vậy, nghĩ chút lại thấy không nhịn được cười, không biết lúc cháu kết hôn, ông nội có nghiêm túc như thế không? Tô Triệu Thần nghe thấy lời này, lập tức trêu đùa cháu gái nói, theo như lời nói của chú Trương, cháu hẳn là không ai thèm lấy. Tô Linh tức khắc quay đầu, có chút ương ngạnh không hờn không giận nhìn về ông nội mình. Tô Triệu Thần không nói nữa, chỉ là trên môi vẫn giữ lại nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lại nhìn về đặc công đang canh gác một chạm lại một chạm đèn báo động đặc biệt còn sáng lên hẳn là trương bồi viên đã tới trước rồi ông liền hỏi sao lại không thấy thủy kỳ thằng bé không phải là đi cùng chúng ta sao chắc là ở phía sau rồi tô linh nghe lời này cũng chậm rãi xoay người qua cửa kính xe liền nhìn thấy một chiếc land rover màu đen đang theo sát tới cô không khỏi có chút trêu cười chưa từng thấy qua người nào mặc âu phục lại hùng hổ như vậy đi tô thủy kỳ hôm nay học ông nội hiếm khi mặc được một thân âu phục chỉnh tề phối hợp với cà vạt màu đen ngồi ở vị trí lái xe xoay trái xoay phải vặn vẹo không thoải mái khiến anh một tay nắm chặt tay lái thở dốc thật muốn lôi cái cà vạt kia xuống thế nhưng chị gái lại đe dọa nếu như dám lộn xộn liền không cho anh đi theo có trời mới biết được anh vô cùng ghét cái cà vạt này anh lại không khỏi thở dài một hơi nắm chặt tay lái nhìn về phía xe của ông nội tiếp tục chạy về phía trước anh cũng nhấn ga chạy theo sau tiểu hình hình thì ngồi ở vị trí bên cạnh ghé lái, hôm nay được trang điểm, trải chuốt qua, lông chim cũng là dùng sữa tắm tắm rửa cho sạch sẽ, còn sức cho một thân hương thơm thanh ngát, cái dạ dày cũng được phục vụ tận tình chu đáo trước khi ra khỏi cửa. Một ngày vui mừng như thế này cũng không thể bị nó phá hủy được. Vô số phóng viên đã chờ đến mỏi mòn, không biết khi nào lễ nạp thái mới bắt đầu đây. Còn đang than vãn rốt cuộc cũng đã nghe thấy tiếng xe vọng lại phía chân núi xa xa một nhóm đặc công lập tức nhận được chỉ lệnh, tôn kính xếp hàng, vô số những chú chó đặc vụ được chỉ huy đi dọc theo hai bên bìa rừng khảo sát. Máy bay trực thăng cuối cùng hội tụ ở ở trên bầu trời đường ra, hai người đỗ uy cùng Khương Vĩ chỉ đạo tình huống ở trên không trung, nhanh chóng thu thập tư liệu, sau khi nhận được báo cáo phân tích an toàn mới hạ lệnh cho máy bay tản ra. Trương Bồi Viên ngồi ở ghế sau xe, trong nháy mắt một vòng đặc công trật tự vây quanh, tất cả những phóng viên có ý định, lâm trận, đều bị đẩy ra vòng ngoài, chỉ để lại từng đợt đèn flash chói rọi như ban ngày. Trương Bồi Viên ngồi sau xe, rốt cuộc cũng từ trong ồn ào mà tiến vào cổng lớn đường ra. Bà nội Chu đứng ở bên trong cánh cổng hoa viên, hơi nâng tay, nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không sai biệt lắm liền phân phó người hầu, đến giờ rồi, mở cửa đi thôi. Năm người hầu nghe lệnh, lập tức có một người tiến lên mở khóa, bốn người còn lại nghiêm túc tiến lên mở cửa. Một thảm đỏ đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người con đường dẫn vào lát đá cẩm thạch, quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, bên trái mái đỉnh vườn hoa, liên tiếp là những núi giả, trúc xanh, dòng suối róc rách, âm thanh nhỏ xuống trong suốt mát lành đặc biệt thoải mái, trái phải hai bên là những chiếc bàn thật dài, để các loại món ăn tinh xảo. Xa xa còn có hai bức, ngọc lung, chính giữa hai bên thảm đỏ là bức phi long điêu khắc sống động. Cánh cửa đường ra mở rộng, trên bề mặt gỗ lim là từng đường nét hoa văn chạm trổ vô cùng tinh tế, tia sáng nhu hòa, càng tạo ra sự huyền bí khiến cho người ta vạn phần hiếu kỳ cùng chờ đợi lúc này đường trí long mặc âu phục màu đen dắt tay bà xã mặc sườn xám màu tím nhạt tươi cười cất bước cùng nhau đi ra đại sảnh hai người nhanh chóng bước qua thảm đỏ mềm mại rực rỡ đi về phía cánh cổng sắt rủ hoa mà xe con của trương bồi viên cùng tô triệu thần đang ở đó cơ hồ là cùng một lúc ánh sáng máy ảnh không ngừng lóe lên các nhân vật quan trọng cùng nhau cất bước xuống xe sau đó hai người bắt tay hỏi han Tô Linh đứng ở một bên cũng đùa vui cùng mọi người. Đường Chí Long cùng bà xã cất bước đi ra ngoài vườn hoa, hướng về trương bồi viên cùng Tô Triệu Thần đi đến, trên môi nở nụ cười tỏ lòng biết ơn, sau đó hơi nghiêng người cười trước ánh đèn flat d mời hai người đi vào trong. Xe con của Tô Thủy Kỳ cũng cùng lúc đến nơi, anh nhanh chóng đi xuống xe, vô cùng tôn kính cúi đầu đối với đường Trí Long chào hỏi. Đường Chí Long nhìn về phía vị thiên tri kiêu tử này cũng mỉm cười gật gật đầu, sau đó mời mọi người cùng nhau đi vào bà nội chu đứng ở một bên trước dẫn người hầu đường ra quy củ cúi chào các vị khách quý sau cũng không có đóng cổng lại mà để cho người hầu mỗi người trên tay mang một hộp quà tinh xảo nhanh chóng cất bước đi đến đưa cho mấy trăm phóng viên trên tay người chủ trì vừa cầm microphone vừa truyền hình trực tiếp hình ảnh tại hội trường thậm chí còn mở ra lễ vật nho nhỏ kia bên trong toàn bộ là các loại điểm tâm tinh vô cùng đẹp mắt trong đó có cả chè long nhãn bánh hoa quế nổi tiếng thời xưa đào xanh bánh hoa hồng bào ngư gạch cua bao tử, bánh ngọt thạch anh, vừa khéo bảy loại. Toàn bộ phóng viên nhìn thấy có chút ngây ngốc, không thể chờ đợi được bèn nếm thử một phen. Miếng bánh vào trong miệng liền tan, cảm giác thanh mát ngất thơm hòa quyện khiến người ta vui vẻ không khỏi cười lộ lên. Ăn ngon, thật ngon a. À. Tất cả người hầu đều giữ trên môi nụ cười, mang bánh ngọt tới mời mỗi người. Sau lễ nạp thái họ lại tiếp tục mời bánh và tặng quà một số phóng viên không hiểu lắm về truyền thống này lắm nhưng đối với những nghi lễ này lại thập phần thích thú nhất thời trong khuôn viên náo nhiệt không thôi nhiều ống kính đã bắt đầu tìm kiếm bóng dáng bên trong tòa trạch viện kia trương bồi viên cùng tô triệu thần từ từ cất bước tiến vào đường ra đây xác thực là một đại trạch kiểu trung quốc truyền thống nhưng pha thêm chút cách điệu bố trí thực hoa lệ từng gốc dây leo hồ điệp uốn lượn như đang vui mừng vươn tay đón chào sức sống mới trên các bàn tiệc đều là điểm tâm vô cùng bắt mắt mà yến tiệc của lễ nạp thái đêm nay toàn bộ là trang hạo nhiên chiêu đãi. Linh nha đầu, hôm nay là lễ nạp thái, nếu con còn tiếp tục làm khó người ta nữa cũng sẽ không tốt. Chẳng lẽ con thật muốn khả hình không lấy được chồng, đứa nhỏ kia không lấy được chồng thì con cũng cũng đừng mong được kết hôn. Tô Linh nghe thấy lời này, khóe môi khẽ nở nụ cười, nhìn về phía trường bồi viên ngọt ngào cười nói, này đã là cái gì? Tiệc tối lần trước, con đã nhường ngài và ông nội vui đùa, lần này ai con cũng không buông tha. Sao? Trương Bồi Viên cố gắng làm mặt nghiêm, nhìn về phía Tô Linh. Tô Triệu Thần mỉm cười nhìn về phía Trương Bồi Viên giải thích nói: ở nơi này cũng có chút kỷ niệm. hồi nhỏ Tiểu Linh có nuôi một con mèo nhỏ, mỗi ngày con bé đều không cho nó ăn cá, cảm thấy cá thật tanh, liền lấy đồ ăn của tôi cùng Thủy Kỳ cho mèo ăn. thỉnh thoảng còn khiến tôi và Thủy Kỳ phải tranh thức ăn với mèo khi đó con bé liền trực tiếp khinh thường nói chúng tôi thật không biết xấu hổ còn đi tranh thức ăn với mèo sau đó còn cố ý hất hàm nói không biết đâu mới là mèo đâu mới là người trương bồi viên nghe thấy lời này liền lạnh lùng hỏi con mèo kia còn sống không cũng đã hưởng thọ rồi tô triệu thần rất khách khí cười nói phốc mọi người được một trận cười vang ông cũng đi đi toàn nói lời không đâu Tô Linh cũng bật cười nhìn về ông nội nói, "Lão nhân ngài cũng không nên mỗi ngày đều học giả Bảo Ngọc trích dẫn điển cố, đây thật là chuyện buồn cười cỡ nào a." À? "Cháu cũng chỉ bắt bẻ chút trong lời nói và việc làm của trang tổng để tìm chút tin tức thôi." Ha 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 ha, ha, Tô Triệu Thần một bên vừa cười vừa đi vào bên trong, Trương Bồi Viên cũng mỉm cười theo Đường Chí Long cất bước đi vào, ngay lúc này, bà nội Chu liền sai mấy người hầu mang vài tấm bình phong hoàng kim dọc theo đường mòn đi vào. Tô Linh nhìn thấy một màn này liền khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn Tịnh Kỳ. Tịnh Kỳ tức khắc hiểu ý, trên mặt nở nụ cười nói, "Tô tiểu thư, ngài làm như vậy, không phải là không cho Đường tiểu thư một con đường sống sao?" Người này sinh ra cũng có chút không thoải mái, không có khóc nháo, lấy đâu ra nhân sinh khoái hoạt a. À. Tô Linh nói cho hết lời, cũng cảm giác thấy mình thật thông minh, cơ chí. Trên mặt liền một bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, đi vào bên trong. Mà Đường Chí Long đỡ Lý Tú Dung cũng đã ngồi vào bên trong, đối diện với cửa lớn, Trương Bồi Viên An vị ở bên trái, Tô Triệu Thần liền ngồi phía bên phải, Tô Linh cùng Tô Thủy Kỳ cũng tìm vị trí của mình rồi ngồi xuống. Trong bầu không gian náo nhiệt này, bà nội Chu cùng quản gia và toàn bộ người hầu bắt đầu dâng lên những vật biểu trưng đặt lên bàn. Tất cả gồm có 7 tấm vải gấm thổi tiêu dẫn phượng. Sau khi được giải trừ lệnh cấm, vô số phóng viên đều ùa vào trước đại sảnh ghi lại khoảnh khắc kinh điển này tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ về lễ cưới truyền thống Trung Hoa này. Bên cạnh đã rất nhiều ký giả nói ra cảm xúc của mình. Thật sự là tò mò quá, Tô Linh mỉm cười tiếp nhận chén trà nóng người hầu đưa tới, tay dùng nắp chén khẽ khẩy khẩy lá trà mới mỉm cười nói, tại trước mặt hai bên gia đình, trang gia sẽ cử nhân vật đình đám nào ra để hạ lễ cầu mối hôn sự này đây. Lời vừa mới dứt, lập tức một giọng nói vang lên, đã đến giờ làm lễ nạp thái, người của trang gia chuẩn bị xuất phát chương 1315, đại kết cục 55 quên mất. Thời gian lễ nạp thái đã đến, gió từ từ thổi vào mát rượi, vô số nhân viên khách sạn Á Châu, nhao nhao kích động tò mò tiến đến màn hình lớn trước khách sạn, tranh nhau chen chúc xem trang ra rốt cuộc cử ai đi nạp thái, cũng có người hiếu kỳ lễ nạp thái hiện đại rốt cuộc được tiến hành thế nào, liền ngay cả mấy người Trần Mạn Hồng, ở nhà bếp chuẩn bị nhiều thứ cho lễ nạp thái, cũng không nhịn được mở màn hình lớn phòng yến tiệc, nhìn về phía thời khắc nghiêm túc kia, Nghe nói quý khách đến đường ra xem lễ đã lục tục đến đông đủ, có những nhân vật nổi tiếng giới chính thương, còn sứ thần nước ngoài, thậm chí những người trước đây từng cùng đường Chí long giao hảo, nghe được đại hỷ hôm nay của ông, tất cả đều cùng gia đình nhau nhao đến, ký giả cùng người chủ trì giới truyền thông cũng được phép tiến vào quay chụp, họ đều nhau nhao dưới bầu không khí nghiêm túc mà long trọng này, truyền hình trực tiếp hình ảnh, toàn bộ nhân viên thuộc tập đoàn Hoàn Cầu cũng đang khẩn trương chờ đợi giờ khắc này. Cuối cùng, vào thời khắc này, con đường lễ nạp thái thật dài, Phượng Hoàng Đại Đạo quét lên từng trận gió thần bí mà long trọng, cửa lớn phòng tổng thống của Trang gia, rốt cuộc dưới sự mong chờ của tất cả mọi người mở rộng ra, 20 người hầu mặc váy ngắn màu đen, phân thành hai đội, nhau nhau bưng hộp gấm cho lễ nạp thái chuẩn bị đưa đến đường ra, từng bước đi ra cửa lớn phía hoa viên, theo chỉ thị của Lý Sư, cô gái dẫn đầu tay bưng chim khách đăng chi chạm ngọc quý ngụ ý báo hỉ, trước một bước ngồi lên chiếc xe con dẫn đầu. Cô gái theo sau, Hai tay Bưng Tín vật tương tự tư Uyên Ương, ngụ ý cát tường, mặt bộc lộ vẻ cẩn thận, cũng từ từ cất bước ngồi lên chiếc xe con màu đen thứ hai, trang gia chuẩn bị 38 món lễ vật cho lễ nạp thái theo cách thức như với hoàng đế. Với việc chuẩn bị 38 chiếc xe con màu đen từ từ tiễn đưa, tất cả xe đều phân thành hai hàng, yên lặng chờ ở một bên, chờ đợi mỗi canh giờ bắt tự hợp mệnh với đường khả hinh. Bưng Tín vật ngồi lên xe màu đen, cuối cùng mới là sư cồn tú cầu, một khối ngọc chạm khắc dài gần một thước được tám người hầu cẩn thận đỡ lên chiếc xe cuối cùng, cửa xe rốt cuộc trong nháy mắt đóng lại. Ba vị thầy xe mạng trang ra lúc này mới mặt bộc lộ vẻ ngưng trọng, phân biệt dẫn hai người, một người tay bưng, ngọc chân lung, vô giá, một người tay cầm ngày sinh tháng đẻ của trang hạo nhiên, mặt cũng bộc lộ vẻ nghiêm túc, từ từ cất bước ngồi giữa chiếc xe dài hình cầu, lúc này thầy số mệnh tạm gác lại trong nhà, còn có người nhà trang tưởng, bao gồm trang tĩnh vũ, ân nguyệt dung, trang ngải lâm, tưởng vĩ quốc, Diệp Mạn Nghi, Tưởng Thiên Lỗi, Tưởng Tuyết Nhi từng bước đi tới trước cửa trang gia, mặt cũng bộc lộ vẻ thận trọng. Mời ra người dẫn đầu lễ nạp thái hôm nay. Trước đại viện trang gia, vô số cỗ xe màu đen phân thành hai hàng chờ đợi, vô số ký giả cùng người chủ trì giới truyền thông khẩn trương quay chụp, vô số nhân viên khách sạn nhao nhao kích động chờ đợi, rốt cuộc dưới bầu không khí long trọng này, cửa chính phòng tổng thống đi ra một thân ảnh nghiêm túc mà nghiêm nghị, Vitus mặc Âu phục màu đen, bên trong sơ mi trắng cùng nơ đen, dưới cái nhìn lẩn trương của mọi người, mặt bộc lộ vẻ nghiêm túc gần như uy nghiêm, từ từ xuất hiện trước cửa lớn huy hoàng của phòng tổng thống. Vitus, trừ đường chí long vị bố già này, thì chính là người thầy thứ hai của Trang Hạo Nhiên, theo quy cách hoàng tộc thời xưa, hoàng cấp trở xuống là tam công dẫn đầu, thái phó thì lại là ân sư phụ trợ thái tử, là nhân vật đức cao vọng trọng nhất, vì anh mà cất công tham gia lễ nạp thái lần này, càng thể hiện sự tỉ mỉ cùng thành ý, phải biết Vitus là người Pháp muốn ông tuân theo lễ nghi Trung Quốc, tham dự lễ long trọng, điều này thật sự là xuất phát từ sự yêu thương sâu sắc đối với học trò. Người hai nhà tưởng vĩ quốc cùng trang tính vũ, nhau nhao khẽ gật đầu với ông, cảm ơn cùng chào hỏi. Vitus không nói nữa, mà mặt bộc lộ vẻ uy nghiêm, từ từ cất bước dọc theo thảm đỏ đi về phía chiếc rôn Royce màu đen. Đi theo phía sau là các thành viên hội đồng quản trị hoàn cầu tham gia lễ nạp thái, còn có quản lý cấp cao, người nhà thân thiết hai nhà tưởng trang, đại diện cho sự coi trọng cùng quý mến vị phu nhân tương lai của tập đoàn Hoàn Cầu. Mọi người nhao nhao nghiêm cẩn lịch sự từng bước đi lên xe, thầy số mệnh nhìn thấy Vitus sau khi dẫn đầu đội ngũ nạp tài lên xe, ông tức khắc cất bước đi tới trước chiếc xe con màu đen, phân phó các thiếu nữ tay bưng tín vật, lễ nạp thái chưa xong, tất cả đều không được cười. Mọi người nhao nhao nghiêm túc cúi đầu. Xuất hành, thầy số mệnh nhìn canh giờ đã đến, tức khắc đứng tại vị trí xe đầu, vung tay lên. Chiếc Rolls Royce dẫn đầu, trước một bước theo không khí khẩn trương này, chậm rãi dưới từng trận ánh đèn flash lóe sáng, hướng về bên ngoài khách sạn Á Châu chạy tới, các xe con màu đen khác cũng chậm rãi theo đuôi, cùng nhau hảo hảo đáng đáng hướng đường ra chạy tới, lễ nạp thái khẩn trương lâu ngày chuẩn bị này, rốt cuộc nghênh đón một khắc long trọng. Đường ra, đường khả hình ngồi trước bàn trang điểm, ngẩng đầu khiếp sợ nghe thi ngữ vui vẻ nói đội nạp tài đã xuất hành, mặt cô vừa bộc lộ sự vui vẻ lại vừa kích động khẩn trương, nắm chặt trong tay khối ngọc, hai tròng mắt thậm chí ngấn lệ, nghẹn ngào nói, thật. Thật vậy sao, đã tới sao? Tới rồi tới rồi, thi ngữ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, nhanh chóng nói, hơn nữa hôm nay người được cử tới nạp tài, chính là thầy của cô Vitus tiên sinh. Đường khả hình nghe lời này, hai tròng mắt cô trong nháy mắt tràn đầy lệ, kinh hỉ nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Ai cũng không hiểu rõ thầy mình bằng chính mình, Thầy là người luôn luôn ghét lễ tiết phiền phức cùng dung tục, hơn nữa tính tình kiêu ngạo, muốn cho ông dưới ánh mắt phán người, đi một chuyến này, thật sự là xuất phát từ tình yêu thương sâu sắc với Trang Hạo Nhiên và mình. Cô nhất thời kích động đến mức muốn lập tức nhấc váy lên, nói: "Tôi muốn đi ra ngoài nhìn thầy." Tôi tức khắc muốn đi ra ngoài. Bà Chu trong nháy mắt đẩy cửa ra, mặt bộc lộ vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía Đường Khả Hinh đang kích động dâng trào, chân tay luống cuống, bà lập tức uy nghiêm mà bực tức dậy dỗ: "Đường tiểu thư, Cô tiểu thư khuê các, hôm nay chẳng qua là lễ nạp thái, cô cứ như vậy không có tư thái cùng tu dưỡng, hoa chân múa tay vui sướng, đây là thế nào? Hôm nay ngồi ở bên trong phòng xem lễ, tất cả đều là người quyền cao chức trọng, có địa vị cao nhất. Nhiều con mắt nhìn cô như vậy, ký giả nhìn cô nhiều như vậy, nhất cử nhất động của cô tương lai đều vô cùng có khả năng sẽ tác động đến lịch sử hoàn cầu, một điểm trọng yếu như vậy, cô cũng không biết sao. Đại gia đình muốn chính là chúc rụt rè kia phải giữ điểm, thần bí kia, cô phải có khí phách tất biến không sợ hãi, tương lai mới có thể đảm nhiệm được phúc phận lớn như vậy. Hiểu chưa? Mấy người thi ngữ, nhao nhao cúi đầu, không nhịn được tiểu ý. Đường khả hình cũng hơi lộ ra vài phần ẩn nhẫn cùng tươi cười, xin lỗi nhìn về phía bà Chu, gật gật đầu mềm giọng đáp hiểu ạ. Cô sau đó liền theo lời dặn của tôi, giờ nào an vị, ngồi ở hướng nào, đều phải quy quy củ củ, hơn nữa tuyệt đối cấm nói cấm cười, ít động tâm tư một chút. Bà Chu Hầu hạ đường khả hình mấy ngày, cũng coi như đối với cô có chút hiểu biết. Đường khả hình yên tĩnh ngồi trước bàn trang điểm, mặt vẫn bộc lộ vẻ kích động, nhưng vẫn khôn ngoan gật gật đầu. Bà Chu lại thật sâu nhìn cô một cái, lúc này mới chậm rãi xoay người, trầm mặc đóng cửa lại. Phốc, mấy người thi ngữ nhao nhao cười rộ lên, đường khả hình cũng mắc cỡ mặt đỏ bừng, nhưng lại không thể chờ đợi được đứng lên, mở rèm cửa sổ phượng hoàng kia, muốn đưa mắt nhìn tình hình bên ngoài cửa sổ. Chính sảnh đường ra, đường Trí Long cùng Lý Tú Dung, còn có mấy người ủy viên trương, tô triệu thần, nhao nhao bàn về lễ nạp thái hôm nay, mà tô linh cũng mặt bộc lộ thần sắc nhàn nhạt tươi cười, tay nâng chén trà hoa nhài, đôi chân bắt chéo, yêu nhã ngồi dựa vào chiếc ghế gỗ lim, mới nhẹ nhàng uống một ngụm trà lại, lại nghe người hầu tiến vào bên tổng thông báo, nói đội ngũ nạp tài của trang gia đã tới, người tiến hành nạp tài là vitus tiên sinh tô linh nhấc mí mắt tay nâng chén trà hoa lại thơm nồng hơi dừng lại mọi người nghe nói là vitus tiên sinh trên mặt cũng bộc lộ vẻ tôn kính ngay cả người cao nhất ủy viên trương nghe nói tên vitus hai tròng mắt cũng lóe lên phải biết theo lễ giáo truyền thống trung quốc người dẫn đầu vòng phải là người có thân phận vitus tuy không quyền cao chức trọng lại là người đức cao vọng trọng bất luận là tuổi tác phẩm đức thân phận uy vọng đều làm người ta kính phục. Huống chi, Vitus còn là thầy của đường khả Hinh có thể ngang với người làm cha, đường Chí Long nghe nói là Vitus đích thân đến đây, cũng mặt bộc lộ sự tôn kính mà kích động tươi cười. Hiện tại đội ngũ đang tới sao? Ủy viên trương mặt vẫn căng thẳng hỏi. Ra khỏi khách sạn Á Châu, chuẩn bị lên quốc lộ. Người hầu nhanh chóng trả lời. Khách quý đã tới, vậy chúng ta cũng phải nghinh tiếp thật tốt. Tô Linh chậm rãi để chén trà trong tay xuống, mặt bộc lộ nụ cười thần bí, nhàn nhạt phân phó. Bà Chu thấy ánh mắt của cô, tức khắc sai người mở toàn bộ tám cánh cửa, bên trong có bài vị tổ tiên của đường ra, nhang đàn hương cũng từng cây được dựng lên, mạ vàng quanh ngày sinh tháng đẻ của đường khả hinh, đã lẳng lặng đặt cùng một chỗ, gấm dệt, thổi tiêu đến phượng, cũng đã được bài trí thỏa đáng, vô số người hầu, nhanh chóng cách bên ngoài cánh cửa đường ra, bày ra hai bàn bát tiên, hợp cùng một chỗ, đưa vô số điểm tâm tinh xảo cùng những lễ vật hộp gấm đồ thêu đỏ thấm lên, tịnh kỳ sai người nhanh chóng bày tám cây hương điều chế từ gỗ đàn hương. Từng chút từng chút thần bí cho vào bên trong lò, hai người hầu lại đem cửa sắt hoa văn đẩy ra, trận trận ánh đèn flash của phóng viên lóe lên, cửa, ngọc lung, hai bên thảm đỏ, đã nhẹ mở ra, có vài phóng viên không rõ chi tiết, liền nghi ngờ hỏi, kia, ngọc lung kia, là thứ gì vậy a? À? Ân Nguyệt Dung vừa cất bước đi vào phòng Tổng thống, nhưng trong nháy mắt mặt bộc lộ vẻ khiếp sợ, mở to mắt, ấn chặt lồng ngực, ngưng thần suy nghĩ thật lâu thật lâu, mới rốt cuộc A lên một tiếng chạy ra thét chói tai, gặp chuyện không may rồi. Trang tính vũ cùng mọi người bị tiếng thét này của bà, làm cho giật mình, mặt bộc lộ thần sắc trá dị, nhìn về phía bà kêu lên, đã xảy ra chuyện gì? Bà không nên hơi một tí liền ngạc nhiên, tưởng vĩ quốc cũng bị bà làm cho giật mình. Ân Nguyệt Dung lại gần như sắp điên lên dậm chân, Lúc này mới muốn khóc rất nhanh nói ra trọng điểm, chim nhạn, chim nhạn kia quên mang đi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1315.